Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên, chuyện cân vớt. Tập 150. Giết đến cuối cùng, dư lại trăm tới hào tán tiên cùng yêu tu đều đã nhìn ra, bọn họ mặt trên mấy cái đại lão, đều không ra lực, luôn là làm cho bọn họ ở đương pháo hôi, như vậy ai làm? Dứt khoát triệt, ai đều không nghĩ đi lên toi mạng, Dương Nghị Vân cùng kia con khỉ quá đáng sợ. Đặc biệt là Dương Nghị Vân thường thường nhất kiếm mà ra, cho dù là vài vị đại lão cũng không dám đón đỡ hạ hắn nhất kiếm, huống chi bọn họ bình thường yêu tu cùng tán tán tiên. Chờ đến yêu tu cùng tán tiên chạy trốn trận pháp tan biến, tứ đại yêu cùng tam đại tán tiên lúc này mới đứng ở chính diện, cười khanh khách nhìn cả người là thương con khỉ cùng khóe miệng lưu trữ vết máu Dương Nghị Vân. Ha ha ha, bọn họ tiêu hao không sai biệt lắm, chồn đen chúng ta cùng nhau thượng, lần này có thể chém giết bọn họ hai cái. Đơn Hùng Tinh cười ha ha nói chuyện. Đang có ý này, chồn đen trong ánh mắt mạo tinh quang. Ha ha, mấy cái lão bất tử tới nha, tiểu gia thật khinh thường các ngươi mấy cái vương bát đản, cư nhiên tránh ở những cái đó bình thường yêu tu cùng tán tiên phía sau hạ ám chiêu. Lão vương bát đản, cho rằng như vậy liền tiêu hao chúng ta lực lượng, nằm mơ, tiểu gia cho dù có một hơi ở, cũng có thể nhất kiếm chém giết các ngươi một người, tới a. Dương Nghị Vân giơ kiếm giống to. Kỳ thật trong thân thể hắn lực lượng đã khô khốc, liền tính là hoa sen đen lực lượng cũng đã báo động trước, lúc này hắn chính là ở hù người. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu cùng tình huống của hắn cũng không sai biệt lắm. Bất quá những lời này hô lên tới, thật đúng là làm tam đại tán tiên cùng tứ đại yêu có chút vuốt đầu Dương Nghị Vân nói, ngoài miệng mắng, nhưng chung quy không dám đi lên, không có biện pháp Dương Nghị Vân trong tay kiếm khí quá mức cường đại rồi. Trong nháy mắt hai bên cầm cự được. Mà Dương Nghị Vân trong lòng cũng nhéo đem mồ hôi lạnh, hắn đều nghĩ kỹ rồi, vạn nhất nếu là mấy cái lão bất tử xông lên, hắn cũng chỉ có thể làm càn khôn hồ không gian mai tỷ cùng tiểu phượng hoàng mấy cái ra tới chặn, lão nhân đúc lại tiên thể, hắn không thể làm người quấy rầy. Đây là làm một cái đệ tử bổn phận. Oanh! Liền ở hai bên rằng co hết sức, phía chân trời phía trên lại là bỗng nhiên một tiếng vang lớn, Dương Nghị Vân theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lại là phát hiện. Không biết khi nào phía chân trời cái kia ngũ sắc đại trong động mặt xuất hiện một bàn tay. Một con che trời bàn tay khổng lồ. Lại là đem lục giáp kiếm vây ở lòng bàn tay chung. Mà lục giáp kiếm bộc phát ra thanh hồng bạch tam sắc quang mang, run minh dựng lên, như là ở kia chỉ bàn tay khổng lồ chung giãy giụa, lại như thế nào cũng giãy giụa không ra bộ dáng. Đồng thời một cổ làm mọi người cảm thấy tim đập nhanh uy áp truyền khắp toàn bộ Chí Tôn Sơn. Dương Nghị Vân thấy như vậy một màn sắc mặt thay đổi, hiển nhiên là tiên giới có cường giả ra tay, trực tiếp muốn đem lục giáp kiếm cấp thu đi. Hắn biết nếu là lục giáp kiếm bị kia chỉ che trời bàn tay khổng lồ thu đi, sự tình liền phiền toái. Hơn nữa tại đây cổ uy áp hạ, Dương Nghị Vân đáy lòng sinh ra một cổ phải quỳ xuống đi xúc động, nhưng hắn lại là mạnh mẽ khiêng, không cho chính mình quỳ xuống đi. Trước kia lão nhân liền đối hắn nói chuyện không được dễ dàng quỳ xuống, cho dù là thiên đạo. Vận chuyển càn khôn tạo hóa công Dương Nghị Vân gắt gao nhìn chằm chằm thật lớn uy áp, nhìn phía chân trời phía trên mắt thấy liền phải bị bàn tay khổng lồ nắm giãy giụa lục giáp kiếm. Lúc này bên tai vang lên thình thịch liên tiếp thanh âm, lại là phát hiện tại đây cổ thật lớn uy áp dưới, cách cái khe đối diện tứ đại yêu cùng tam đại tán tiên đều quỳ gối trên mặt đất. Chỉ có bên người Lục Nhĩ Mi Hầu cư nhiên không quỳ xuống đi, nhưng lại giờ phút này cũng là bộ mặt dữ tợn, trong ánh mắt hồng thấu, hiển nhiên cố chống cự nữa không dưới quỳ. Giống. Ngay sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu phát ra một tiếng gầm rú, lại là toàn thân tinh quang đại tác phẩm, kim sắc lông tóc hạ có từng đóa máu thẩm thấu ra tới. Ngay sau đó Lục Nhĩ toàn thân lông tóc bóc ra, lộ ra màu đồng cổ da thịt, toàn thân cư nhiên có từng điều văn lạc đại lược, trong khoảnh khắc này đó hoa văn trồi lên hư ảnh, chiếu sáng Lục Nhĩ quanh thân. Giống như là một cái kén giống nhau đem Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể tất cả đều bao vây đi vào, rồi sau đó hóa thành một cái kim sắc đại kén. Một cái như cũ đứng lên tới, không có quỳ xuống đi đại kén. Mà Dương Nghị Vân chính mình giờ phút này tại đây cổ uy áp dưới, hai chân đã bắt đầu uốn lượn lên, hắn biết ở như vậy đi xuống, hắn liền đỉnh không được. Chính là thấy được Lục Nhĩ tình huống sau, Dương Nghị Vân đáy lòng cũng sinh ra một cổ bất khuất ý chí lực. A, lão tử không quỳ ngươi lại như thế nào? Dương Nghị Vân thét dài. Ngay sau đó hắn cánh tay trái càn khôn hồ đồ án kim quang chợt lóe. Lại là một cổ dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, trên người bao phủ uy áp biến mất không còn một mảnh. Ha ha! Dương Nghị Vân cười.
Mà liền vào giờ phút này phía chân trời phía trên lần thứ hai truyền đến một tiếng nổ vang, lại là lục giáp kiếm nhìn qua sắp bị kia chỉ bàn tay khổng lồ hoàn toàn nắm chặt. Ong! Lục giáp kiếm nổ vang vang vọng phía chân trời, lại là như là ở rên rỉ. Ầm vang! Ngay sau đó Chí Tôn Cung bạo phát một tiếng nặng nề. Sỏ xuyên qua thiên địa tiên lực bỗng nhiên tiêu tán. Ngay sau đó một tiếng nhàn nhạt uy áp tiếng động từ Chí Tôn trong cung vang lên. Hừ, bản tôn chi kiếm há là ngươi có thể động lục giáp xé trời, chảm. Cuối cùng một cái chảm tự thanh âm kéo rất dài, lại là ở lạc bế lúc sau, Chí Tôn trong cung một đạo màu tím lôi điện phía trên tận trời, tiến vào lục giáp kiếm chung. Điểm này Dương Nghị Vân xem rành mạch, kia một đạo màu tím lôi điện chung tràn đầy cường đại thần hồn. Lão nhân! Dương Nghị Vân đại hỉ, hắn nghe ra không tới, cái này nói chuyện thanh, đúng là lão nhân trời cao tà. Tựa hồ giờ khắc này lão nhân, nói còn đều mang theo thiên uy, luận khí thế so với phía chân trời phía trên kia chỉ bàn tay khổng lồ hoặc là bàn tay khổng lồ chủ nhân cường đại nhiều. Mà đương màu tím tia chớp đưa vào lục giáp kiếm sau, lục giáp kiếm tam sắc chói mắt mà ra, vạn trượng kiếm khí bùng nổ, từng đạo quấy phía chân trời, xuất hiện không gian cái khe. A! À, hét thảm một tiếng từ phía chân trời chỗ sâu trong truyền đến, kia một con bàn tay khổng lồ hoàn toàn bị lục giáp kiếm vạn trượng kiếm khí dập nát. Là, lục giáp nói kiếm thuật, ngươi là. Giờ khắc này phía chân trời phía trên truyền đến một tiếng hoảng sợ tiếng động, nghe là cái già nua thanh, tựa hồ từ lão nhân lời nói cùng ngự kiếm chi đạo nhận ra là lão nhân. Tràn đầy vô cùng hoảng sợ. Lan, một giới nho nhỏ tiên quân mà thôi cũng xứng kêu bản tôn chi danh, trở về nói cho ngươi chủ tử làm hắn rửa sạch sẽ cổ chờ, bản tôn sau đó liền đi tìm hắn. Giờ phút này Dương Nghị Vân rốt cuộc nhìn đến một cái một thân bạch y đạo bào, vô cùng phiêu giật tiên phong đạo cốt lão giả huyền phù ở Chí Tôn Cung trên không. Nhưng còn không phải là lão nhân sao? Chỉ thấy lão nhân dứt lời, tùy ý vung tay lên, phía chân trời phía trên cái kia ngũ sắc đại động liền khép kín lên, đầy trời ngũ sắc ánh sáng biến mất. Ngay sau đó lục giáp kiếm vèo một chút hạ xuống, trực tiếp xuất hiện ở lão nhân hai chân dưới, thanh hồng vỏ kiếm hóa thành một nam một nữ hầu hạ tả hữu. Hảo một cái thần tiên tư thái. Dương Nghị Vân nhìn đều có chút hâm mộ. Mà phía chân trời phía trên kia chỉ bàn tay khổng lồ chủ nhân cũng biến mất, hiển nhiên bị lão nhân cấp dọa tới rồi. Giữa sân, lục nhĩ mi hầu xuất hiện biến dị hóa thành văn lạc lấp lánh kim sắc đại kén. Tam đại tán tiên đơn hùng tinh ba người cùng tứ đại yêu đều đã ở vừa rồi uy áp dưới, nhiên mềm ở trên mặt đất, thành một bãi bùn lầy. Lão nhân nhìn qua đã hoàn thành tiên thể trọng đúc. Hết thảy kết thúc. Ngay sau đó lão nhân ngự kiếm mà đến, dừng ở Dương Nghị Vân trước người. Lão nhân ngài, Dương Nghị Vân vành mắt có chút đỏ lên. Trời cao tà giờ phút này cười cười nói, vi sư tiên thể trọng đúc hoàn thành, vất vả ngươi. Không vất vả, đồ nhi vì sư phụ cao hứng. Dương Nghị Vân nói chuyện, hốc mắt chung có nước mắt thoáng hiện. Đệ nhất là thật vì lão nhân cao hứng, hắn lão nhân ra rốt cuộc đi ra càn khôn hồ, đúc lại tiên thể. Mà chính mình cũng hoàn thành đối lão nhân lúc trước hứa hẹn, xem như trợ giúp lão nhân đúc lại thiên thể. Đệ nhị, Dương Nghị Vân sở dĩ nước mắt thoáng hiện, là bởi vì hắn biết lão nhân đúc lại thiên thể sau, sắp sẽ rời đi, thầy trò phân biệt. Nói thật thật đúng là luyến tiếc. Tiểu tử thúi khóc cái gì, vi sư chỉ là hồi tiên giới làm một ít nên làm sự, người cũng thực mau là có thể phi thăng, ngày sau có duyên tiên giới tự nhưng gặp lại, tu đạo người nhớ lấy muốn tiêu sái, tiểu tử ngươi là cái trọng cảm tình người. Ngày sau ở phương diện này tận lực khắc chế đi. Ta đã biết. Hai thầy trò nói chuyện chung, cái khe đối diện tam đại tán tiên tựa hồ khôi phục chút sức lực, bò dậy sau lặng lẽ rút đi. Tứ đại yêu cũng theo sát sau đó, hận không thể lập tức biến mất. Phía trước bọn họ chính là đều thấy được vừa rồi phát sinh tình huống, lúc này xuất hiện bạch y lão giả cư nhiên là Dương Nghị Vân sư phụ, từ Chí Tôn Cung đi ra người, cũng không biết là người nào. Nhưng bọn hắn lại biết là có thể muốn bọn họ mệnh người, lúc này chạy nhanh lưu đi. Nhưng mà trời cao tà cùng Dương Nghị Vân nói chuyện chung, hai tròng mắt chung hai đại tinh quang nổ bắn ra mà ra, thẳng đến trước hết rời đi ba cái tán tiên. A. Ngay sau đó ba cái tán tiên kêu thảm thiết chung tan thành mây khói. Tứ đại yêu tắc dọa quỳ gối trên mặt đất. Tiền bối tha mạng. Một cái dập đầu không ngừng. Lão nhân bốn cái đại yêu tạm thời lưu lại. Bọn họ cùng Lục Nhĩ có ân oán, chờ Lục Nhĩ tỉnh lại làm hắn xử lý đi. Dương Nghị Vân chấn động lão nhân chớp chớp mắt là có thể diệt tam đại sáu chuyển đỉnh tán tiên thủ đoạn,
cũng mở miệng làm lão nhân tạm thời lưu lại tứ đại yêu, chuẩn bị giao cho Lục Nhĩ xử lý. Cũng hảo, này chỉ Lục Nhĩ mi hầu không phải vật trong ao, người cùng hắn giao hảo, cũng có thể. Trời cao tà thuyết trong lời nói, trong tay tùy ý vung lên bốn cái đại yêu liền như ngừng lại trên mặt đất, vẫn duy trì dập đầu bộ dáng. Theo sau trời cao tà tiếp tục cùng Dương Nghị Vân nói chuyện, cho hắn giảng giải 12 chí tôn thần thông mặt sau tu luyện, cũng giảng thuật phi thăng ngộ đạo vi vi sự. Thầy cho nói chuyện cũng đi qua 3 ngày. Ngày thứ tư sau, trời cao tà mở miệng nói, hảo, vi sư cần phải đi, so sánh với vi sư xuất hiện, đã làm nào đó người sốt ruột, tiên giới có ngươi sư huynh còn có ngươi sư mẫu các nàng, đều yêu cầu vi sư. Tiểu tử ngươi nhớ kỹ vi sư lời nói, càn khôn hồ là ngươi sau này lớn nhất bảo đảm, đặc biệt là đi tiên giới lúc sau, trăm triệu không thể kỳ người, cũng nhiều hơn đi nghiên cứu càn khôn hồ. Vi sư tuy rằng chưa thấy qua càn khôn hồ chung có sinh linh tồn tại, nhưng lại cảm giác sẽ không sai, nội loại có càn khôn hồ a. Si nhi, vi sư tuy không rõ ràng lắm càn khôn hồ, nhưng lại cảm giác ngươi sau này phải đi một cái không giống bình thường lộ, thả. Vạn sự cẩn thận, vi sư đi. Trời cao tà dứt lời, thân hình biến mất, ngay sau đó phía chân trời phía trên, vừa nói thanh nổ vang, kim quang vạn triệu, một cái năm màu môn hộ xuất hiện, Dương Nghị Vân nhìn lại thời điểm. Lão nhân chợt lóe rồi biến mất, đã biến mất không thấy. Đồ nhi cung tiễn sư phụ, Dương Nghị Vân lần này quy quy củ củ quỳ xuống, đối với trời cao tà biến mất địa phương, hành đại lễ quỳ lạy. Hắn thanh âm run rẩy, hai hàng thanh lệ lưu lạc, tuy không phải sinh ly tử biệt, nhưng Dương Nghị Vân rõ ràng, lão nhân này đi tiên giới còn không biết khi nào lại có thể gặp nhau, luyến tiếc là thật. Nửa hướng lúc sau, chờ Dương Nghị Vân ngẩng đầu là lúc, lại là phát hiện trước người huyền phù một khối ngọc giản. Duỗi tay đem ngọc giản niết ở trong tay, Dương Nghị Vân trong lòng ấm áp, hắn biết đây là lão nhân trước khi đi để lại cho hắn, có lẽ còn chí tôn cung có quan hệ. Lúc trước lão nhân liền nói lời nói, tán tiên đảo đạo tràng sẽ có thứ tốt cho chính mình, phía trước chỉ lo cùng lão nhân nói chuyện từ biệt, kỳ thật hắn đều quên này một vụ sự. Hiện tại cái này ngọc giản có lẽ chính là đi. Nhìn xem Lục Nhĩ mi hầu như cũ ở thật lớn kim sắc đại kén chung, một chốc có lẽ ra không được, còn khỉ lần này ở thật lớn uy áp hạ ngược lại tựa hồ nhờ họa được phúc, hẳn là tiến vào nào đó tự mình tiến hóa chung. Mà tứ đại yêu lại là bị lão nhân thi pháp như ngừng lại đương trường, Dương Nghị Vân kỳ thật khá tò mò lão nhân dùng chính là cái gì bí pháp, nhưng tất nhiên là định thân thuật linh tinh pháp thuật. Đối có cửa này pháp thuật. Thân là sinh ra ở Hồng Kỳ Hạ, Dương Nghị Vân từ nhỏ từ thần thoại TV cùng tiểu thuyết trông được không ít, một con đều rất hâm mộ. Nhìn như tầm thường định thân chi thuật, kỳ thật có thể xem như cao giai pháp thuật trong vòng. Điểm này Dương Nghị Vân tu chân lúc sau mới có thể hội. Dựa theo người tu chân thủ đoạn hoặc là nói hắn hiện tại tu vi thực lực, đồng dạng có thể đem những người khác định thân trụ, nhưng thực chiến lên thực dườm già. Yêu cầu cường đại thần hồn cùng pháp lực mạnh mẽ đi chấn áp phong ấn, lấy cầu đạt tới định thân không thể động mục đích. Tuyệt đối sẽ không giống phía trước lão nhân đối tứ đại yêu như vậy nhẹ nhàng, tùy ý vung tay lên, cũng không có cảm nhận được cường đại pháp lực dao động khiến cho tứ đại yêu định thân. Mơ hồ trung Dương Nghị Vân gần là cảm nhận được lão nhân đầu lĩnh vung tay lên chi gian có thiên địa chi thế ở dung chuyển, kỳ thật hiện tại nghĩ đến hẳn là thiên địa pháp tắc lực lượng. Lại là không biết lão nhân dùng cái gì thủ đoạn. Làm tứ đại yêu không động đậy thân, đạt tới định thân mục đích. Đối thứ, Dương Nghị Vân đối định thân pháp thuật lý giải kỳ thật cho rằng là một môn cao thâm thần thông chi thuật, mà tuyệt đối không phải khi còn nhỏ xem TV cái loại này tùy tiện là có thể định thân. Ấn tượng sâu nhất chính là Tây Du Ký Trung, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không định thân thuật, quả thực là mọi việc đều thuận lợi, thường thường Tôn Ngộ Không đối với yêu tinh duỗi tay một lóng tay, trong miệng kêu một cái, định, yêu tinh đã bị định thân. Khi đó thường xuyên ảo tưởng chính mình cũng có thể có định thân thuật. Trong đầu miên man suy nghĩ, Dương Nghị Vân nhìn xem bốn phía, những cái đó tán tiên cùng yêu tu đã sớm đào tẩu, phía trước bị giết phá gan, lúc này liệu đỉnh cũng không có người dám lưu tại Chí Tôn Sơn Đỉnh. Mà phía sau Chí Tôn Cung không sai biệt lắm thành phế tích, phía trước lão nhân làm ra động tính quá lớn, lại là đoạt lấy tiên lực, lại là đoạt lấy tán tiên đảo thiên địa linh khí, lại rắn chắc vật kiến trúc, cũng nhận không nổi như vậy khổng lồ lực lượng lao tới. Chờ đến lão nhân đúc lại tiên thể hoàn thành sau, Chí Tôn Cung trên cơ bản cũng liền phế đi. Tả hữu nhìn xem, Lục Nhĩ mi hầu không nhất định khi nào có thể kết thúc, Dương Nghị Vân chuẩn bị nhìn xem lão nhân trước khi đi thời điểm lưu lại ngọc giản, rốt cuộc là cái gì. Thần thức đảo qua đi vào, lại là chỉ có một xấu hổ thanh âm ở trong óc vang lên nói, khụ khụ.
tiểu tử thúi vi sư phía trước cho ngươi nói qua tán tiên đảo đạo tràng cho ngươi một ít chí bảo, chính là lần này vi sư muốn nói lỡ. Khụ khụ, Chí Tôn cung đích xác có vi sư tích lũy thiên tài địa bảo, bất quá lần này đúc lại tiên hao phí quá lớn, vượt qua vi sư đoán trước. Cho nên, ha ha, đồ vật chưa cho ngươi lưu, bất quá. Chí Tôn cung còn có một con linh điểu, là vi sư năm đó từ tiên giới nào đó cấm địa mang ra tới, tuy rằng kia chỉ phá. Có chút, chán ghét, nhưng cũng không giống người thường, kia chỉ điểu đi. Khụ khụ, dù sao liền cho ngươi, linh điểu trong bụng có hảo hóa, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, là có thể từ hắn bụng được đến muốn biết hết thảy. Ân, cứ như vậy đi, dù sao, tặng cho ngươi, vi sư lần này nói lỡ, chờ ngày sau ngươi đi tiên giới lại cho ngươi bồi thường chính là, đúng rồi, tiểu tử ngươi nhưng đừng đem kia chỉ điểu đánh chết hoặc là ăn a. Dương Nghị Vân biết này chỉ là chết lão nhân lưu lại ghi âm. Cũng không phải hắn thần thức. Cũng không để ý, ngược lại là nội tâm rất cảm động. Lẩm bẩm, chết lão nhân ta là người đồ đệ, còn có cái gì ngượng ngùng, đối chính mình đồ đệ nói lỡ mà thôi, ta cũng sẽ không quấn lấy người muốn thiên tài địa bảo, lại là hà tất như vậy xấu hổ đâu. Dương Nghị Vân rõ ràng nhà mình lão nhân là cái loại này nhất ngôn cửu đỉnh người, càng là một cái muốn thể diện người, tuy rằng hắn là hắn đồ đệ, đường lão nhân như cũ cảm giác đối chính mình đồ đệ nói lỡ sẽ ngượng ngùng. Cho nên mới sẽ dùng ngọc giản tới cấp cùng chính mình đối thoại. Dương Nghị Vân chút nào không để ý, ngược lại cảm động rối tinh rối mù, tuy rằng lão nhân nói Chí Tôn trong cung thiên tài địa bảo bị hắn lão nhân ra loại đúc lại thiên thể thời điểm tiêu hao xong rồi. Nhưng lại như cũ cho chính mình để lại một con linh điểu. Ở Dương Nghị Vân nghĩ đến nếu là lão nhân cố tình lưu lại linh điểu, tất nhiên không phải tầm thường linh điểu, lại cũng tràn ngập chờ mong. Chuẩn bị tiến vào Chí Tôn cung đi tìm. Lão nhân nói linh điểu ở Chí Tôn trong cung mặt. Bất quá không biết vì cái gì, Dương Nghị Vân dư vị một chút lão nhân ngọc giản nhắn lại, tổng cảm giác quái quái, chết lão nhân cái loại này ngữ khí thật giống như là đem một cái chính hắn đều quản không được đại hại công đạo cho chính mình giống nhau. Lắc đầu Dương Nghị Vân mắng chính mình nói, chết lão nhân tốt xấu là sư phụ, không có khả năng hố chính mình đồ đệ, không thể lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Nói xong, hắn vung tay lên đem, Mai Tỷ, Thiên Hồ, Tiểu Phượng Hoàng, Điêu Nhi cùng Vượng Tử từ Càn Khôn Hồ không gian phóng ra. Hắn muốn đi vào Chí Tôn cung đi, bên này tuy rằng tứ đại yêu bị lão nhân chế phục, chỉ chờ Lục Nhĩ Mi Hầu tỉnh lại thẩm phán, tạm thời cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu trung quy ở nào đó tiến hóa trình tự, không thể làm người quấy rầy, cho nên Dương Nghị Vân đem Mai Tỷ bọn họ mấy cái thả ra, cấp Lục Nhĩ Mi Hầu hộ pháp mới có thể yên tâm. Đối Mai Tỷ mấy cái đơn giản nói đại chiến lúc sau, Dương Nghị Vân liền chuẩn bị tiến vào Chí Tôn cung đi tìm lão nhân lưu lại linh điểu. Bất quá Mai Tỷ lại nói, làm Tiểu Phượng Hoàng bồi ngươi vào đi thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không cần, các ngươi đều lưu lại, cấp Lục Nhĩ hộ pháp, Chí Tôn cung đã sụp xuống, trận pháp không có, sẽ không có cái gì nguy hiểm, cũng phòng ngừa những cái đó tán tiên đi mà quay lại. Dương Nghị Vân cự tuyệt. Đối Lục Nhĩ an toàn, hắn rất coi trọng. Nói đem Lục Nhĩ đương huynh đệ, chính là huynh đệ, hai người trải qua lần này đại chiến, lại cũng đều lẫn nhau tán thành. Chi chi. Điêu Nhi chi chi một kêu lại là nhảy tới rồi Dương Nghị Vân trên vai, tỏ vẻ muốn bồi Dương Nghị Vân đi vào. Nào khiến cho Điêu Nhi bồi ngươi vào đi thôi, bằng không ta không yên tâm. Mai Tỷ mở miệng. Lần này Dương Nghị Vân gật đầu, hảo đi, các ngươi cẩn thận, ta sẽ mau chóng ra tới. Ngay sau đó mang theo Điêu Nhi bước vào Chí Tôn cung đại môn. Chí Tôn trong cung, đại môn nhìn qua còn hảo, chính là đã đi, Dương Nghị Vân liền trợn tròn mắt, từng hàng cung điện lâu vũ tất cả đều sập, nhìn qua không có một tòa hoàn chỉnh. Chết lão nhân đây là làm cái gì a? Ta còn nghĩ tiến vào tìm kiếm hai gian bảo bối, hiện tại xem ra mau đều sẽ không dư lại, Dương Nghị Vân nói thầm nói. Chi chi, Điêu Nhi chi chi mà kêu, đều thành phế tích, chúng ta đi chỗ nào tìm linh điểu? Cũng đúng vậy, chết lão nhân cũng chưa nói rõ ràng, linh điểu trông như thế nào. Thượng kia một mảnh đi tìm. Toàn bộ Chí Tôn cung chiếm địa mặt rất lớn, cũng là có sơn có thủy địa phương, lão nhân cũng chưa nói linh điểu bộ dáng gì, hiện tại muốn đi tìm một con chim thật đúng là không dễ dàng. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân cũng buông ra thần thức đi ra ngoài. Thần thức một vòng siêu tầm xuống dưới, cũng không phát hiện cái gì sinh linh, nghĩ đến Chí Tôn cung sụp đổ thành phế tích. Liền tính nguyên lai bên trong có sinh linh tồn tại, cũng sợ là chạy xong rồi. Bất quá Dương Nghị Vân tin tưởng,
nếu lão nhân nói có linh điểu để lại cho chính mình, liền sẽ không có sai. Vẫn là tìm xem đi, cùng Điêu Nhi bước vào phế tích, một mảnh địa phương đi tìm. Suốt 4 năm cái canh giờ, đừng nói linh điểu, chính là một cây lông chim cũng chưa nhìn đến quá. Liền ở Dương Nghị Vân cho rằng linh điểu đã sớm chạy trốn, chuẩn bị từ bỏ thời điểm, lại là bên tai loáng thoáng nghe được tiếng khóc. Oa, không lương tâm phụ lòng người a, ném xuống ta chính mình đi rồi. Oa oa oa, không biết xấu hổ lão hỗn đản, đi thì đi đi, còn đem cung điện hủy diệt, một cái trụ địa phương cũng chưa. Oa ô ô, cái gì chó má chí tôn, nói chuyện không giữ lời, nói tốt chờ sẽ có hắn đổ đệ tới giản xếp ta, chiếu cố ta, người đâu? Người đâu, người đâu? Dương Nghị Vân nghe được thanh âm này, hẳn là ở vài trăm thước ở ngoài, vội vàng cùng Điêu Nhi đuổi qua đi, tiếng khóc mắng cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng nhiên hắn kỳ quái là, rõ ràng là cái nam tử thanh âm, nhưng mắng cùng tiếng khóc lại như là một cái bị nam nhân vứt bỏ oán phụ giống nhau. Nghĩ đến đây Dương mẫu nhân cả người đều run. Vội vàng lắc đầu đem cái này ý tưởng tung ra trong óc, ngẫm lại lão nhân khí phách làm người. Hắn hẳn là sẽ không có Long Dương chi hảo mới đúng. Thần thức đi siêu tầm như cũ không có phát hiện có người tồn tại. Nhưng cố tình thanh âm này lại là không ngừng vang lên, hắn mang theo Điêu Nhi phân rõ thanh âm ngọn nguồn đuổi qua đi, đạt tới một chỗ hồ nước bên cạnh, cây xanh thành bóng râm, cảnh sắc nhưng thật ra không tồi. Nhưng mọi nơi tìm kiếm chính là không ai bóng dáng, mau đều không có. Thần thức chung cũng không có phát hiện có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Không đúng a. Rõ ràng chính là này phụ cận như thế nào sẽ không có đâu. Dương Nghị Vân mọi nơi quan khán tự nói. Dứt lời vừa ra, đỉnh đầu lại nhớ tới một thanh âm nói, uy, tiểu tử ngươi chính là trời cao tả cái kia lão hỗn đản đồ đệ. Thình lình xảy ra thanh âm dọa Dương Nghị Vân một cú sốc. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại là vừa nhấc đầu, ở một cây đại thụ thượng thấy được vẫn luôn điểu. Quả đen. Theo bản năng Dương Nghị Vân nói ra quả đen hai chữ. Bởi vì hắn vừa nhấc đầu nhìn đến chính là vẫn luôn toàn thân đen nhánh cùng quả đen không sai biệt mấy hắc điểu. Ngươi, ngươi mới là quả đen, ngươi cả nhà đều là quả đen, lão tử là. Là, lão tử là ai đâu? Là ai đâu? Lão tử như thế nào quên chính mình là cái gì điểu đâu? Nguyên bản bị Dương Nghị Vân một câu quả đen chọc mau hắc điểu, tức muốn hộc máu đối với Dương Nghị Vân khai hỏa, cũng phản bác Dương Nghị Vân, há mồm liền nói lão tử là. Như vậy chính là muốn báo danh hào, kết quả. Tiến vào đến từ ta hồi tưởng chung. Liền chính mình là ai đều nhớ không nổi. Dương Nghị Vân ngơ ngác nhìn, chờ này chỉ nhìn như quả đen giống nhau hắc điểu báo danh hào. Chính là nửa ngày sau, chỉ nghe hắc điểu còn ở tiếp tục nhắc mãi, lão tử là ai đâu, rốt cuộc là ai đâu. Tiến vào một cái vô hạn chết tuần hoàn chung. Cái này làm cho Dương Nghị Vân đầy mặt hắc tuyến dựng lên. Trong lòng nói thầm. Xem ra là một con vấn đề điểu a. Không hề nghi ngờ, trên cây ngồi xổm này chỉ hắc điểu chính là lão nhân trong miệng nói để lại cho chính mình linh điểu. Chính là đối mặt một con ô 7-8 hắc cùng quả đen nhìn qua không có gì khác nhau hắc điểu, một cái liền chính mình là cái gì thân phận tên đều nhớ không nổi điểu, Dương Nghị Vân rất khó đem nó cùng linh điểu liên hệ ở bên nhau. Bất quá này chỉ hắc điểu nếu ngay từ đầu là có thể kêu ra lão nhân tên. Đã nói lên chết lão nhân trong miệng linh điểu chính là này chỉ hỏi đề điểu. Chi chi. Điêu Nhi chi chi mà kêu, lại là ở cười nhạo này chỉ hắc điểu, đối Dương Nghị Vân nói này chỉ hắc điểu xem ra là cái bệnh tâm thần. Đối này Dương Nghị Vân hơn 10 phần tán đồng Điêu Nhi cách nói, nhìn qua quả đen dường như hắc điểu chính là cái đầu óc có vấn đề điểu. Đương nhiên đầu nhánh cây thượng hắc điểu chợt vừa thấy đích xác cùng quả đen không phân biệt, chính là nhìn kỹ đi Dương Nghị Vân lại phát hiện thật là có khác nhau. Đầu tiên này chỉ hắc điểu trong mắt là màu tím, nội có ba đạo rất nhỏ vòng sáng, cùng bất luận cái gì loài chim đều bất đồng. Tiếp theo trên người lông chim sắp hàng cư nhiên khắc văn giống nhau tồn tại, thứ này nhìn qua trời sinh, cuối cùng chính là này chỉ hắc điểu móng vuốt, hoặc là nói là móng vuốt thượng đầu ngón tay càng vì thích hợp, cư nhiên là 6 chỉ. Phải biết rằng tầm thường loài chim là tiền tam sau 1-4 chỉ, mà này chỉ hắc điểu lại là trước 5 sau 1-6 chỉ. Cho nên nói Dương Nghị Vân xem qua lúc sau cũng sẽ không cho rằng này chỉ hắc điểu chính là quả đen. Đang ở cùng Điêu Nhi nhỏ giọng nghị luận chung, nhánh cây thượng hắc điểu bỗng nhiên a một tiếng kêu to ra tiếng. A, lão tử nghĩ tới, lão tử là tam giới đệ nhất thần ma điểu, oa ha ha. Thần ma điểu, thần ma điểu, gì như thế nào cảm giác vẫn là không đối đâu. Mặc kệ,
lão tử đã kêu tam giới đệ nhất thần ma điểu. Này chỉ tự xưng là tam giới đệ nhất thần ma điểu hắc điểu, lúc kinh lúc giống lên, nói chính mình chính là thần ma điểu, mặt sau lại là lại có chút không xác định, dù sao nói chuyện điên điên khùng khùng, lộn xộn, nhìn đầu óc là thật không bình thường. Chi chi chi. Giờ phút này Điêu Nhi ngồi xổm trên vai, nhìn hắc điểu nhìn không được chi chi ra tiếng, một con tiểu chảo còn che miệng. Chỉ có Dương Nghị Vân minh bạch Điêu Nhi đây là đang cười thần ma điểu. Nhưng là ngay sau đó, làm Dương Nghị Vân không nghĩ tới là này chỉ tự xưng tam giới đệ nhất thần ma điểu hắc điểu đối với Điêu Nhi lập tức liền khai hỏa, giờ phút này Dương Nghị Vân mới hiểu được, nguyên lai này chỉ hắc điểu có thể nghe hiểu Điêu Nhi nói chuyện ý tứ. Thái ngươi cái tiểu gia hỏa chê cười lão tử, một giới nho nhỏ phi thiên thần chồn hậu duệ mà thôi, các ngươi tổ tông cũng không dám chê cười lão tử, người ca nhóc còn dám chê cười lão tử. Về sau kêu lão tử điểu ra, bằng không ăn ngươi, vật nhỏ, không biết tôn lão ái ấu đạo lý sao. Còn có tiểu tử ngươi cũng không phải thứ tốt, sư phụ ngươi trời cao tà lão cái lão hỗn đản, lúc trước đem lão tử từ nơi nào mang ra tới, nói tốt lão tử giúp hắn vội, hắn sẽ ăn ngon uống tốt hầu hạ lão tử cả đời, kết quả đâu? Cái kia lão hỗn đản đem lão tử ném ở chó má Chí Tôn cung vài vạn năm, thiếu chút nữa không đem ra ra ta cấp đói chết, lần này thật vất vả chờ lão hỗn đản ra rồi đi. Kết quả lại là ném tiên thể rơi vào một cái quang côn nguyên thần kết cục, lão tử vốn dĩ muốn tìm hắn tính sổ, có thể thấy được hắn kia phó thảm dạng tử liền nhịn xuống. Còn hảo ý truyền thụ hắn đúc lại tiên thể bí pháp, kết quả đâu? Lão hỗn đản, phụ lòng hắn, không lương tâm vương bát đản, tiên thể trọng đúc lúc sau, Chí Tôn cung cũng hủy hoại, còn đem lão tử giam cầm ở nơi này, nói cái gì về sau liền đi theo hắn đổ đệ hốn, có ăn có uống có thể hầu hạ hảo, nói chính là tiểu tử ngươi đi. Tiểu tử ngươi như thế nào mới đến a? Sư phụ ngươi trời cao tà chính là cái lão hỗn đản, lão tử xem ngươi cũng là cái tiểu hỗn đản, các ngươi thầy trò không một cái thứ tốt. Thần ma điều quả thực giống như là một cái quảng bá giống nhau, lại nhải, miệng toái tới rồi nổ mạnh nông nỗi. Dương Nghị Vân ngay từ đầu nghe này chỉ điều đem lão nhân mắng cái cẩu huyết dẫn đầu, nhưng nghe thần ma điều điên điên khùng khùng mắng, cũng đại khái minh bạch ý tứ. Nhưng chỉ chớp mắt này chỉ điều liền đem lửa đạn nhắm ngay hắn. Dương mẫu nhân nghe cái kia khí a. Cuối cùng là minh bạch chết lão nhân vì cái gì không đem này chỉ điều mang đi, miệng đi như vậy toái, không bị lão nhân cấp giết đã xem như vận khí. Giờ phút này Dương Nghị Vân đầy mặt hắc tuyến, hồi tưởng một chút ngọc giản bên trong lão nhân lời nói, đối này chỉ điều đánh giá, cái gì tuy rằng có điểm chán ghét. Cái gì làm chính mình ngàn vạn đừng cho giết. Nghe thời điểm không để ý, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Này chỉ hỏi đề điều, quá mẹ nó lắm mồm. Cấp Dương Nghị Vân cảm giác chính là vẫn luôn đầu óc có vấn đề, điên điên khùng khùng vấn đề điều. Thần ma điều đối với Dương Nghị Vân sư phụ mắng còn ở tiếp tục. Liền ở Dương Nghị Vân mau nhịn không được thời điểm, Điêu Nhi đầu tiên nhịn không được. Chi? Một đạo kim quang hiện lên. Điêu Nhi không thể. Dương Nghị Vân thình lình Điêu Nhi xuất kích, tức khắc khẩn trương xuất khẩu. Chính là chung quy chậm một bước. Qua, người cái tiểu xúc sinh a, muốn lão tử mệnh nga. Thần ma điểu kêu thảm thiết một tiếng, lông chim bay đầy trời, trực tiếp bị Điêu Nhi một móng vuốt từ nhánh cây thượng chụp đi xuống. Liền tính là như vậy, này chỉ điều như cũ ở mắng. Dương Nghị Vân lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn biết Điêu Nhi nghe được chính mình kêu gọi sau, chảo hạ lưu tình, bằng không thế nào cũng phải giết thần ma điểu. Nhưng đồng thời Dương Nghị Vân cũng rất nghi hoặc, hắn nghi hoặc chính là này chỉ tự xưng là tam giới đệ nhất thần ma điểu hắc điểu. Cứ nhiên dễ dàng như vậy đã bị Điêu Nhi một móng vuốt cấp chụp bay. Không nói thần ma điểu tên tuổi, chỉ cần là lão nhân lưu lại sinh linh cũng không đến mức như vậy nhược đi. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, nhưng trên thực tế thần ma điểu chính là như vậy nhược. Nguyên lai chính là cái hổ giấy bình hoa. Chó má thần ma điểu. Trong lòng như vậy nghĩ, Dương Nghị Vân đang ngẫm lại không nên, hồi tưởng một chút phía trước thần ma điểu điên điên khùng khùng lời nói. Tựa hồ nói chuyện lão nhân đúc lại tiên thể bí pháp là nó nói cho lão nhân. Nghĩ lại này chỉ điều một ngụm liền nói ra Điêu Nhi thân phận, ngẫm lại cũng không nên là bình thường loài chim. Từ này hai điểm thượng xem, này chỉ miệng toái toái vấn đề điều cũng tuyệt đối không bình thường. Ngay sau đó đương Dương Nghị Vân nhìn về phía bị Điêu Nhi chụp rơi trên mặt đất, oa oa kêu thảm thiết mắng, hơn nữa có vết máu rơi trên mặt đất thần ma điều sau, Dương Nghị Vân lại là cả người bỗng nhiên đại chấn. Bởi vì hắn đầu tiên nhìn đến, thần ma điểu bị Điêu Nhi trên người một chảo vẽ ra một đạo miệng vết thương,
nó thân khẩu cư nhiên ở mạo hắc khí chung lấy mắt thường thấy được tốc độ ở khép lại. Càng thần kỳ chính là, thần ma điểu trên người chảy ra một giọt máu vừa vặn nhỏ giọt ở một gốc cây trên cỏ khô. Ngay sau đó Dương Nghị Vân lại thấy khô thảo ở lấp lánh sáng lên chung, cư nhiên bắt đầu biến lục, trong nháy mắt sau, trường tới rồi một người rất cao, hoàn toàn khôi phục sinh cơ. Cây khô gặp mùa xuân. Dương Nghị Vân trong óc nháy mắt toát ra cái này từ ngữ. Lúc này này chỉ toái miệng điểu, như cũ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, giết heo kêu thảm mắng Điêu Nhi. Chi chi. Điêu Nhi chi chi gầm rú bị mắng phẫn nộ rồi, lập tức lại muốn nhào lên đi. Phục hồi tinh thần lại Dương Nghị Vân, vội vàng một cái trên người đem Điêu Nhi chộp vào trong tay, ngăn trở Điêu Nhi. Lúc này hắn nhìn xem mắng mấy ngày liền thần ma điểu, đôi mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Này chỉ điểu máu không giống người thường. Hiển nhiên thần ma điểu đích xác có bất đồng chỗ, ngẫm lại cây khô gặp mùa xuân máu, chẳng phải là nói bên người lại có thể thêm một cái khôi phục thương thế bác sĩ. Hơn nữa máu là có thể dùng để luyện đan luyện khí sao. Dương Nghị Vân tự nhiên không thể lại làm Điêu Nhi đi thương tổn thần ma điểu. Sợ Điêu Nhi nhìn không được một móng vuốt trực tiếp đem này chỉ toái miệng điểu cấp mổ bụng. Khả năng, này chỉ điểu chỗ đặc biệt không phải thực lực, hơn nữa mặt khác, dù sao chỉ cần máu chính là tốt nhất chứng minh. Đến nỗi thần ma điểu tự xưng là tam giới đệ nhất thần ma điểu, Dương Nghị Vân coi như nó là khoác lác. Dù sao hắn xem như đã nhìn ra, loại này vấn đề điểu bản lĩnh tuyệt đối không phải trên thực lực, máu tự nhiên là hiện tại nhìn đến hạng nhất. Đương nhiên trừ cái này ra, có thể bị lão nhân đặt ở chí tôn cung nhận nuôi, có thể trái lại mắng lão nhân lão hỗn đản, thẳng hô kỳ danh trời cao tà, cũng có thể thuyết minh này chỉ hỏi đề điều độc đáo chỗ. Chi chi chi. Điêu Nhi đối Dương Nghị Vân ngăn lại tới không đi tấu thần ma điểu rất bất mãn, chi chi mà kêu tỏ vẻ kháng nghị. Tinh tính, này chỉ hỏi đề điều là chết lão nhân lưu lại, ta bất hòa nó chấp nhặt. Dương Nghị Vân cũng chỉ có thể an ủi Điêu Nhi. Bên kia thần ma điểu lại là đã khôi phục miệng vết thương một bên thuận lợi chính mình lông chim, một bên như cũ ở mắng. Đáng chết nhược kê, nhược kê, nhược kê, lão tử là bởi vì. Bởi vì, vì cái gì lão tử nhớ không nổi, không thể thi triển ra lực lượng, nếu không lão tử một ánh mắt là có thể chừng chết các ngươi ở lão tử trong mắt đều là nhược kê, nhược kê, siêu cấp đại nhược kê. Thần ma điểu mắng. Càng ngày càng khí kình không hề có dừng lại ý tứ. Dương Nghị Vân nghe nghe sắc mặt càng ngày càng đen, hắn cũng nghe tới rồi thần ma điểu tựa hồ nói, hắn vì cái gì nguyên nhân không có thực lực. Không thực lực còn như vậy kiêu ngạo, Dương Nghị Vân cũng là miệng, say. Khụ khụ, đừng mắng, ta phụng sư mệnh mang ngươi đi. Dương Nghị Vân hắc mặt đối thần ma điểu nói. Lão tử liền mắng ngươi có thể sao mà, ngươi cùng các ngươi còn có trời cao tà, các ngươi đều là nhược kê. Lão hỗn đản tiểu hỗn đản nho nhỏ hỗn đản, nhược kê nhược kê nhược nhược kê. Thần ma điểu mắng ngược lại càng ngày càng hăng hái. Điêu Nhi đi thôi, đừng lộng chết liền thành, đi trước nhổ sạch nó trên người lông chim. Dương Nghị Vân nheo lại mắt nói. Chi chi Điêu Nhi gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, ước gì Dương Nghị Vân mở miệng đi giáo huấn này chỉ chán ghét lắm mồm vấn đề điểu. Nhược, a, ách. Ngay sau đó thần ma điểu nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, thanh âm hoàn toàn mà ngăn. Tiểu hỗn, tiểu tử quản hảo ngươi trồn, đừng với lão tử động võ, lão tử là ôn nhã thần ma điểu, tiểu tử ngươi nếu là dám đối với lão tử bất kính, trời cao tà sẽ không bỏ qua ngươi, sư phụ ngươi cũng không dám đối lão tử bất kính. Một tiếng nhổ sạch lông chim rốt cuộc làm thần ma điểu thu liếm, nhưng miệng như cũ thực toái. Lặp lại lần nữa ngoan ngoãn đi, đừng ép ta làm Điêu Nhi nhổ sạch ngươi toàn thân mau. Dương Nghị Vân híp mắt cười tủm tỉm đối thần ma điểu nói chuyện. Cuối cùng là tìm được rồi này chỉ hỏi đề điều nhược điểm. Tiểu tử ngươi dám, ngươi nếu là dám đối với lão tử bất kính, cũng đừng tưởng từ lão tử nơi này được đến định thân thuật. Thần ma điểu đột nhiên nói chuyện. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu nói chuyện tức khắc sửng sốt nói, ngươi như thế nào biết ta muốn định thân thuật. Lão tử chính là tam giới đệ nhất thần ma điểu, tiểu tử ngươi trong lòng tưởng cái gì lão tử rõ ràng. Thần ma điểu đắc ý rào rạt. Cái này Dương Nghị Vân thật là có chút kinh ngạc. Hắn phía trước muốn học định thân thuật, là nhìn đến lão nhân đối tứ đại yêu định phía sau, nhớ tới khi còn nhỏ xem qua thần thoại điện ảnh từ từ, trong lòng chấp niệm có chút trọng. Nhưng cũng chính là ở trong lòng nghĩ tới, nhưng cho tới bây giờ không đối ai nói khởi quá. Này chỉ hỏi đề điều cư nhiên có thể hiểu rõ chính mình ý nghĩ trong lòng. Hoặc là nói có thể nhìn thấu mặt khác sinh linh trong lòng suy nghĩ.
Muốn thật là này muốn vậy có ý tứ. Ngươi có thể biết được những người khác trong lòng tưởng cái gì? Ngươi còn hiểu định thân pháp thuật? Dương Nghị Vân hỏi. Thần ma điểu lão đắc ý, cổ một oai, làm được ra một cái lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng, đương nhiên điểu lỗ mũi sao, hẳn là vẫn là có. Đó là, lão tử bản lĩnh nhưng không ngừng này đó. Ngươi cũng biết ta hiện tại trong lòng nghĩ cái gì? Dương Nghị Vân thử nói. Thần ma điểu ngay sau đó lớn tiếng mắng nói, ngươi cái tiểu hỗn đản, lại nghĩ cấp lão tử đặt tên quả đen, lão tử nói cho ngươi cái nhược kê, lão tử là tam giới đệ nhất thần ma điểu, không phải quả đen. Nghe được thần ma điểu mắng, Dương Nghị Vân nở nụ cười, nhưng lại cười có chút âm trầm. Hắn chứng thực này chỉ hỏi để điều đích xác có bản lĩnh biết người khác trong lòng tưởng cái gì. Lúc này Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, âm trầm trầm cười nói, người đang xem lúc này lòng ta suy nghĩ cái gì. Thần ma điểu khinh thường mở miệng nói, người cái tiểu hỗn đản suy nghĩ. Ách, tính, lão tử đi theo người đi là, người yên tâm lão tử không có năng lực chiến đấu, sẽ không đối với người tiểu tử có thương tổn, chỉ cần về sau tiểu tử ngươi đối lão tử hảo một chút, lão tử có thể truyền cho người bí pháp, bảo đảm nhất đẳng nhất. Hơn nữa lão tử cũng không chạy, sư phụ ngươi cái kia lão hỗn đản cầm đi lão tử giống nhau sự tình quan thân ra tánh mạng đồ vật, ta nếu là ngươi khai tiểu tử ngươi, nhà ngươi tên hỗn đản kia sư phụ. Sẽ hủy diệt ta như vậy đồ vật, cho nên nói tiểu tử ngươi không cần lo lắng. Thần ma điểu sau khi nói xong, trực tiếp kích động cánh phụt phụt bay lên, ý tứ là đi thôi, lão tử về sau liền đi theo ngươi, mặt khác tiểu tử ngươi không cần lo lắng. Ha ha, biết liền hảo, vậy đi thôi quả đen. Dương mẫu nhân nói xong xoay người liền đi, thần ma điểu đi theo hắn phía sau phi hành. Chi chi, lúc này ngồi xổm Dương Nghị Vân trên vai điêu nhi chi chi mở miệng. Đang hỏi Dương Nghị Vân trong lòng suy nghĩ cái gì, cư nhiên làm này chỉ hỏi để điều như vậy ngoan ngoãn. Dương Nghị Vân sờ sờ điêu nhi đầu, cười cười không nói chuyện, trực tiếp hướng đi trở về. Chỉ có chính hắn biết vừa rồi trong lòng là động sát niệm. Làm thần ma điểu xem hắn lần thứ hai tưởng cái gì, kỳ thật Dương mẫu nhân lần thứ hai nghĩ đến, nếu này chỉ có thể hiểu rõ người khác nội tâm ý tưởng vấn đề điều, nếu là không thể vì hắn sử dụng, vậy trực tiếp lộng chết. Móc lừng. Tưởng những lời này thời điểm, Dương Nghị Vân vừa rồi nhìn chằm chằm thần ma điểu, thật là động sát niệm. Cho nên thần ma điểu một chút biến nghe lời. Bất luận cái gì sinh linh đều sợ chết, hoặc là nói không đến chết thời điểm, đều sợ. Cho dù là tự xưng tam giới đệ nhất thần ma điểu vấn đề điểu. Một cái sát niệm, làm Dương Nghị Vân cũng từ thần ma điểu trong miệng đã biết, nguyên lai này chỉ điểu có cái gì nhược điểm bị lão nhân khống chế. Trách không được lão nhân cũng chưa cho hắn lưu lại cái gì khống chế này chỉ điều bí pháp. Không phải không có, mà là lão nhân đã sớm nghĩ đến, hơn nữa cho hắn xử lý tốt. Có lẽ này chỉ điều đích xác bất phàm, lão nhân sợ chính mình thu thập không được, cho nên trước khi đi thời điểm, trực tiếp giải quyết khống chế thần ma điều vấn đề, có thể làm này chỉ hỏi để điều ngoan ngoãn đi theo chính mình đi. Trước mắt xem ra này chỉ hỏi để điều đích xác có chút bản lĩnh. Dương mẫu nhân nghĩ trước không nóng này. Về sau chậm rãi đi nghiên cứu này chỉ điều. Vừa mới nha thử thăm dò kêu to một tiếng quạ đen, nó cũng không dám phản bác. Cái này cuối cùng là yên tâm. Ngay sau đó Dương Nghị Vân mang theo điêu nhi cùng thần ma điểu đi ra Chí Tôn Cung. Bên ngoài Lục Nhĩ Mi Hầu bộ dáng đã lâu ở liên tục. Vân tử thế nào? Mai tỷ tiến lên. Dương Nghị Vân méo miệng lắc mình đem phía sau thần ma điểu lộ ra tới nói, chính là này chỉ quạ đen, tìm được rồi. Thật đúng là chỉ quả đen A Thiên Hồ tiến lên nói. Thần ma điểu đôi mắt chừng, uy, tiểu hồ ly lão tử là tam giới đệ nhất thần ma điểu, cũng không phải là cái gì quả đen, đừng nghe Dương Nghị Vân cái này tiểu hỗn đản nói hưu nói vượt, kêu lão tử thần ma điểu đại nhân, hoặc là kêu lão tử điểu ra đều được, lão tử. Câm miệng, ở mẹ nó toái toái niệm, trực tiếp nhổ sạch ngươi lông chim, về sau ngươi đã kêu quả đen, hiểu không? Dương Nghị Vân vừa nghe thần ma điểu toái toái niệm lại đi lên, quả thực như là niệm kinh giống nhau, nghe đều đau đầu, trực tiếp giống lên nó. Thần ma điểu toái toái niệm hoàn toàn mà ngăn, nhìn Dương mẫu nhân thời điểm có chút sợ hãi nói, hiểu, đã hiểu đã hiểu, kỳ thật lão tử cảm thấy kêu quả đen tên này khá tốt, nói không chừng lão tử tổ tiên bên trong liền có ô tộc huyết thống. Ân, cái này tiểu hồ ly rất đáng yêu, hóa thành người hậu thân tài tốt đẹp, hồ tộc trời sinh mị hoặc. Chính là song tu tuyệt phẩm đỉnh lô, tam giới xếp hạng có thể như trước tam. Tiểu tử ngươi có phúc khí a, trở về sau lão tử hóa thành người,
tiểu tử ngươi cũng cấp lão tử tìm tới ngót nghét một vạn nữ nhân trăm triệu song tu, a. À. Vạn ác đầu a, à, rốt cuộc ra chuyện gì, lão tử lẽ ra là có thể hóa thành người, nhưng hiện tại rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào biến thành hiện tại này phúc nhược kê thân thể đâu. Lão tử muốn đi hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc ra cái gì vấn đề đâu. Lão tử, đáng chết quả đen ngươi mẹ nó có thể hay không câm miệng, đừng niệm kinh. Lại nói một chữ, tiểu gia ta làm điêu nhi đem hắn nhổ sạch nướng BBQ tin hay không? Dương Nghị Vân ở một lần nhìn không được đánh gãy thần ma điểu, thứ này nói trong miệng liền bắt đầu chạy xe lửa. Mấu chốt là nó lời nói, một chút làm thiên hồ sắc mặt hồng thấu, cũng làm hắn cái này chủ nhân thật mất mặt a. À. Không nghĩ tới chính là vấn đề này điểu, cư nhiên đối cái gì cũng tốt giống đã biết giải, Dương Nghị Vân sợ nó nói thêm gì nữa, không chừng trong miệng lại phun ra cái gì bất nhã xấu hổ nói tới. Thật là một con lưu manh quả đen a. Dương Nghị Vân tức muốn hộc máu đối thần ma điểu giống giận, làm Mai tỷ buồn cười, mở miệng nói, ngươi cùng một con quả đen so đo cái gì, ta xem như đã nhìn ra, này quả đen đích xác có chút vấn đề, chỉ cần không đáng đại sai liền thôi bỏ đi. Mai tỷ trong mắt Dương mẫu nhân giờ phút này tức muốn hộc máu. Hô hô, Dương Nghị Vân hít sâu, hắn cũng biết này chỉ hỏi đề điểu, đầu óc có vấn đề, lắm mồm hẳn là trời sinh. Cùng nó so đo có thể tức chết chính mình, vẫn là đừng động, hắn sợ chính mình bị vấn đề điều cấp khí tẩu hỏa nhập ma. Thần ma điểu vừa nghe Mai tỷ thế nó nói chuyện tức khắc cao hứng nói, ai ra vẫn là có minh bạch người a, này tiểu long minh lý lẽ, gì? Thân thể vì long, nguyên thần vì long, thật hồn lại là làm người. Người này tiểu kim long có điểm ý tứ a. Tiểu nha đầu điểu ra cho ngươi cái kiến nghị, ngày sau tu luyện phương hướng nhiều hơn tu luyện nguyên thần với thật hồn dung hợp. Tuy rằng ngươi hiện tại như cũ tu luyện thành chân long chi thân, nhưng là thật hồn cùng nguyên thần chi gian vẫn là không có dung hợp, như thế đi xuống ngươi vĩnh viễn truyền thừa không đến long tộc chân chính thiên phú truyền thừa, chỉ có thể là một cái ngụy long. Thả ngày sau ngươi tu luyện sẽ càng ngày càng khó khăn, ngươi đem tu luyện phương hướng quá mức thiên hướng huyết mạch, long tộc truyền thừa tuy nói là huyết mạch truyền thừa, nhưng kia chỉ là cái ngụy trang, suốt long tộc thiên phú truyền thừa ở chỗ long hồn, kia mới là chân truyền thừa. Ngươi hiện tại là uổng có thần thú chi khu, mà không có thần thú chi hồn nga. Thần ma điểu dứt lời, Mai tỷ cả người đại chấn. Dương Nghị Vân cũng là vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía thần ma điểu, hắn không nghĩ tới này chỉ hỏi đề điểu trong bụng thật là có hóa, phía trước một ngụm nói toạc ra điêu nhi thân phận, cũng nói thiên hồ hồ tộc đặc điểm, hiện tại lại là một hơi đối Mai tỷ giảng ra nhiều như vậy lời nói, nghe tới những câu có liêu. Cơ hồ một hơi đem Mai tỷ đáy toàn bộ run lên ra tới. Hơn nữa giảng ra Mai tỷ tu luyện thượng khuyết điểm, xem Mai tỷ cả người đại chấn bộ dáng, hẳn là nhất châm kiến huyết. Cái này Dương Nghị Vân một lần nữa xem kỹ này chỉ hỏi đề điều. Có lẽ ta hẳn là đối này chỉ hỏi đề điều nhiều một ít khoan dung. Dương Nghị Vân ở trong lòng tự nói. Mà đối với Mai tỷ tới nói, giờ phút này nghe được thần ma điểu đối nàng nói chuyện, nội tâm xa không có mặt ngoài nhìn qua như vậy chấn định, đã ở sông cuộn biển gầm. Quả thật nàng lúc trước ở địa cầu thời điểm, hoàn toàn là bị Dương Nghị Vân liên lụy, kết quả lại là linh hồn tiến vào càn khôn hồ, tiến vào một con rồng cá trên người, từ nay về sau càn khôn hồ lần thứ hai biến hóa, nàng ở càn khôn hồ trung hóa hình tu luyện, đi bước một từ long ngư tiến hóa thành kim long chi thân. Nhưng chính như này chỉ điều lời nói, cho tới nay nàng tu luyện đều nói trọng điểm huyết mạch hoặc là nói thân thể tu luyện, cũng không có đi chú ý quá long hồn, bởi vì nàng trong xương cốt từ căn bản thượng là cá nhân. Cho tới nay liền tính là tu luyện hóa hình đạt tới chân long nông nỗi, nàng tổng cảm giác thực lực của chính mình cùng trong truyền thuyết thần thú chân long không khớp. Mấy năm nay cũng thật là cảm nhận được tu luyện phương hướng tựa hồ có xuất nhập, nhưng nàng chính mình tưởng không rõ, mà nay nghe thế chỉ điều như vậy vừa nói, Mai tỷ trong óc oanh một chút, bế tắc giải khai, ngẫm lại nàng vấn đề thật đúng là vấn đề điều nói như vậy. Xét đến cùng nàng bản chất linh hồn là người, mà không phải long. Muốn đạt được chân chính chân long truyền thừa lực lượng từ từ, nhất định phải từ trong ra ngoài tất cả đều hóa thành chân long mới được. Chính là đối Mai tỷ tới nói, như thế nào đi đem linh hồn hóa thành chân long chi hồn, làm chính mình có được hoàn chỉnh long hồn, nàng một chút cũng không biết. Cho nên nói lúc này nghe xong thần ma điểu giảng thuật sau, Mai tỷ mắt sáng rực lên, nàng biết nếu này chỉ điều có thể nhất châm kiến huyết nói ra nàng vấn đề, như vậy liền nhất định có thể có biện pháp giải quyết. Một cái làm nàng bản chất linh hồn chuyển hóa trở thành sự thật long chi hồn biện pháp. Lúc này Mai tỷ nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, nếu này chỉ điều là Dương Nghị Vân sư phụ để lại cho Dương Nghị Vân, như vậy Dương Nghị Vân chính là chủ nhân,
làm Dương Nghị Vân tìm này vấn đề điều mở miệng chính là biện pháp tốt nhất. Mà Dương Nghị Vân cũng minh bạch Mai tỷ ý tứ. Lập tức Dương Nghị Vân nhìn thần ma điều nói, quả đen ngươi có biện pháp giải quyết Mai tỷ thay đổi long hồn vấn đề có phải hay không? Kia đương nhiên lão tử chính là tam giới đệ nhất thần ma điều, cái này tiểu nha đầu điểm này vấn đề đối lão tử tới nói chính là nhược kê, rất đơn giản, như thế nào này tiểu long là ngươi tức phụ a? Tiểu tử ngươi như vậy quan tâm, giờ phút này thần ma điểu như cũ nói chuyện điên điên khùng khùng, thực khoe khoang. Ngươi, đáp đúng, nàng chính là ta tức phụ. Dương mẫu nhân ninja bóp chết này chỉ điểu xúc động nói chuyện. Thần ma điểu một nhạc khoa trương nói, oa thảo nga, tiểu tử ngươi khẩu vị thật trọng, lòng đều không buông tha. A nha, tiểu hỗn đản ngươi đánh lão tử làm cái gì? A, ai nha a nha, đừng đánh đừng đánh. Lại hắn mẹ nó miệng toàn nói phét. Xem ta nhổ sạch ngươi lông chim, xé lạn ngươi miệng, về sau đối tiểu gia nữ nhân tôn trọng điểm, tiểu gia hiện tại là ngươi chủ tử, Mai tỷ chính là ngươi chủ mẫu, nói, như thế nào giải quyết Mai tỷ vấn đề. Dương Nghị Vân trung quy không nhìn xuống tấu thần ma điểu, đương nhiên xuống tay có chừng mực, cũng chính là hù dọa, hắn sợ quá thần ma điểu nhóc con giống nhau thân hình không cẩn thận bị chính mình đánh chết. Trên thực tế Dương Nghị Vân phát hiện này chỉ hỏi đề điều kỳ thật thực kháng đánh. Rõ ràng toàn thân không có bất luận cái gì năng lượng dao động, nhưng lại có thể thành thừa nhận trụ hắn quất đánh. A a a a, nhược kê, người cái này siêu cấp đại nhược kê, người dám đánh lão tử, oa a lão tử mau a, rất nhiều ít a, người cái nhược kê, lão tử liền không nói cho người phương pháp, tức chết ngươi, làm ngươi đánh lão tử, còn mẹ nó chủ nhân. Ta phi, nếu không phải trời cao tà cái kia lão hỗn đản áp chế lão tử đi theo người cái này nhược kê. Ngươi cấp lão tử chùi đít lão tử đều phải ngươi, ngươi cái nhược kê là có cầu với lão tử, cư nhiên còn đối lão tử đánh. Lão tử đại hận a, ngươi chờ lão tử nếu là nhớ tới trước kia ký ức, khôi phục đại thần thông đại pháp lực, tất nhiên có thể có trăm triệu loại phương pháp làm ngươi cái nhược kê quỳ xuống tới cầu lão tử. Dương Nghị Vân không nghĩ tới thứ này càng đánh càng hăng hái, cư nhiên không có hồi sửa, ngược lại đối chính mình chửi ầm lên lên. Đầy mặt hắc tuyến nói, điều nhi ngươi thượng đi, đừng lộng chết. Chi chi chi. Điêu Nhi đã sớm xem này chỉ ô 7-8 hắc điểu không vừa mắt, Dương Nghị Vân dứt lời chi chi mà kêu, tràn ngập hưng phấn, vèo một chút nhằm phía thần ma điểu. Dương Nghị Vân thật đúng là không dám như thế nào đi tấu này chỉ hỏi đề điểu, hắn là sợ chính mình nhìn không được cấp đánh chết. Làm Điêu Nhi ra tay hai người hình thể thượng không sai biệt lắm, thích hợp. A a a a a, nhược kê, nhược, đừng rút mau, tiểu Điêu Nhi ngươi dám. A a a, lão tử lông chim a, đừng rút, đình, lão tử nhận thua, lão tử, a nha, chủ nhân lão tử không dám. Thần ma điểu phát ra giết heo kêu thảm thiết, bị Điêu Nhi cưỡi ở trên người múa may móng vuốt nhỏ. Đầy trời lông chim bay múa dựng lên. Điêu Nhi dừng lại, Dương Nghị Vân trong lòng ám sảng, thứ này vẫn là muốn Điêu Nhi thu thập a. Trong nháy mắt đã bị Điêu Nhi nhổ sạch lông chim, biến thành trụi lủi hóa đơn tạm gà. Trên người cũng xuất hiện từng đạo vết máu tử, Dương Nghị Vân biết này chỉ hỏi đề điều trên người máu giá trị tiền, không thể lãng phí, cũng nghe đến thứ này mở miệng kêu chủ nhân xin tha, lúc này mới làm Điêu Nhi dừng lại. Chi chi! Điêu Nhi vừa lòng vô cùng từ chảo hạ buông lỏng ra thần ma điểu. Giờ phút này Dương Nghị Vân nhìn lại thần ma điểu trên người trụi lủi, rất là buồn cười, nhưng là ngay sau đó Dương Nghị Vân lại là xem thứ này làn da thượng từng điều màu tím đen văn lạc che kín toàn thân. Rất là thần bí bộ dáng. Ngay sau đó lại thấy thứ này toàn thân những cái đó văn lạc lưu quang lập lòe dựng lên, từng cây đen nhánh lông chim lần thứ hai trướng ra tới, nhưng lại cũng chỉ là dài quá một chút, giống như là tóc máu giống nhau, hoặc nhiều hoặc ít che lấp một chút thân thể, lại cũng không có ở sinh trưởng đi xuống. Hẳn là cũng yêu cầu thời gian. Thế nào chịu phục đi? Dương mẫu nhân nhếch miệng hỏi. Thần ma điểu một trương miệng tức giận quát, người cái nhược. Xem tư thế thứ này cư nhiên lại muốn toái miệng, Dương mẫu nhân hừ lạnh, hừ Điêu Nhi. Chi chi Điêu Nhi rất phối hợp. Ách, phục phục, đừng tới, lão tử trường lông chim không dễ dàng, người nữ nhân sự, ôm ở lão tử trên người, nhất định cho ngươi làm thỏa đáng đương. Cái này thần ma điểu học thông minh. Ha ha, giải quyết không được, trên người của ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ trường lông chim, ta sẽ làm Điêu Nhi giám sát ngươi. Dương mẫu nhân híp mắt uy hát yêu ta thần ma lông chim. Thứ này tuy rằng phục, nhưng ngoài miệng như cũ chính là lão tử thiền ngoài miệng, miệng quá nát, hắn cũng biết không đổi được, cũng liền không thèm để ý.
vừa quay đầu lại nhìn về phía nơi xa tứ đại yêu như cũ vẫn duy trì dừng hình ảnh thân thể bộ dáng, Dương Nghị Vân trong mắt vừa chuyển hỏi thần ma điều nói, nhìn xem kia bốn cái yêu tu trên người có phải hay không định thân thuật. Hắc hắc, ngươi cầu lão tử a thần ma điều thực tiện lại tới nữa. Dương Nghị Vân đầy mặt hắc tuyến, hắn biết thứ này là đầu óc thực sự có bệnh, vừa mới một hồi giáo huấn, cư nhiên không trưởng trí nhớ giống nhau. Hảo hảo nói chuyện, bằng không, lần này trực tiếp đem ngươi nướng BBQ. Dương Nghị Vân nha nha nghiến răng, nói chuyện đối Tiểu Phượng Hoàng nói, san hồng phòng cháy. Tiểu Phượng Hoàng gật gật đầu trong tay chợt lóe một đoàn màu tím ngọn lửa tức khắc liền ra tới. A, à, Phượng Hoàng ngọn lửa, tiểu tử ngươi bên người cư nhiên có Phượng Hoàng a. Đừng đừng đừng, làm Tiểu Phượng Hoàng thu hồi tới, tiểu hai tử không thể chơi ngọn lửa, lão tử chỉ là khai nói giỡn mà thôi, đừng thật sự, lão tử này liền nói cho ngươi, định thân thuật là chuyện như thế nào, hiếu học là sự tình tốt, lão tử liền thích hiếu học người. Tiểu Phượng Hoàng ngọn lửa vừa ra tới, thần ma điều ngữ khí thay đổi, nói chuyện cũng quả thực biến mặt dày như tường thành. Nói nhược liền nhược. Nói ngạnh liền ngạnh, đối này chỉ hỏi đề điều, Dương Nghị Vân cũng là bất đắc dĩ. Đối với này chỉ hỏi đề điều cuối cùng là trấn áp xuống dưới. Ta đối với ngươi kiên nhẫn không nhiều lắm, nếu ngươi có thể biết được người khác trong lòng tưởng cái gì, vậy nói cho ta muốn biết, nếu không, ta không ngại vi phạm sư mệnh, càng không ngại ngươi có phải hay không cái gì tam giới thần ma điều. Dương Nghị Vân nheo lại mắt đối thần ma điều nói. Có lẽ cảm nhận được hoặc là nói thật đã biết Dương Nghị Vân không đang xem vui đùa. Thần ma điều cái này không dám chát đâm, oai cổ nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân, mới nói, sợ ngươi cái nhược kê, lão tử nói cho ngươi là được. Thần ma điều cuối cùng khuất phục ở Dương mẫu nhân uy dưới, đem định thân chi thuật nói cho Dương Nghị Vân. Mà Dương Nghị Vân đối thần ma điều bán tín bán nghi. Ở trong lòng hắn chung quy là một con chim lời nói, mức độ đáng tin không cao. Dựa theo này chỉ hỏi để điều truyền thụ ở hắn trong óc định thân thuật. Kỳ thật chính là một chữ pháp tắc phù văn. Truyền thụ phương thức có chút không đàng hoàng, ở hắn bị thương mổ một chút, ngay sau đó trong đầu liền xuất hiện một chữ. Nhưng lại là một cái không giống người thường tự phù. Dương Nghị Vân rõ ràng không quen biết, nhưng lại có thể lý giải cái này tự phù ý tứ, mặt chữ ý tứ là pháp tắc chi đạo. Là đại đạo. Nói phương pháp tắc chung một loại lĩnh ngộ, chỉ cần lý giải lĩnh ngộ lúc sau. Là có thể lấy tự thân vì môi giới do đó thay đổi nhất định phạm vi pháp tắc chi lực, cũng có thể đem loại này lực lượng hội tụ ở một cái hoặc là đơn cái vật thể phía trên, do đó đạt tới mục đích. Tựa như tứ đại yêu, đúng là bị loại này lực lượng tỏa định lúc sau giam cầm thân thể. Đương nhiên muốn thi triển thành công, yêu cầu tự thân lực lượng thần hồn từ từ cũng đủ, nếu không chẳng những không tác dụng còn sẽ lọt vào đối phương phản phệ. Liền giống như đối đãi chung. Một cái kim đan muốn định trụ một cái phi thăng cảnh người tu chân tự nhiên là không có khả năng. Cân nhắc tiêu chuẩn chính là chính mình thần hồn lực lượng cường đại quá đối phương mới được. Một chữ phù niệm ra tới âm phù là, lâm. Bất quá phù văn phi thường huyền diệu, bao hàm rất nhiều tin tức ở bên trong, chính là chính thức huyền diệu khó giải thích. Dựa theo thần ma điều nói, cái này kêu là nói văn, đại đạo chi văn. Một cái nói văn liền cũng đủ hắn tìm hiểu thật lâu. Có thể đem này một cái nói văn tìm hiểu thấu triệt, sở lĩnh ngộ ra tới pháp thuật thần thông liền cũng đủ hắn được lợi không ít. Định thân chi thuật chỉ là trong đó hạng nhất thôi. Nói văn cường đại liền ở chỗ lĩnh ngộ, trong đó bao hàm toàn diện. Sau đó thần ma điểu làm Dương Nghị Vân cẩn thận cảm thụ một chút thử xem, liền lấy tứ đại yêu vì mục tiêu, đi cảm thụ tứ đại yêu trên người cái loại này nói ngữ pháp tắc, có thể hay không diễn biến tìm hiểu ra định thân thuật, liền xem chính hắn tạo hóa. Dương Nghị Vân là mang theo hoài nghi tâm thái, bất quá chờ đợi Lục Nhĩ Mi Hầu thức tỉnh lại đây, dù sao cũng yêu cầu thời gian, hắn có rất nhiều thời gian đi tìm hiểu. Đi vào tứ đại yêu trước người, Dương Nghị Vân chuẩn bị thử xem. Nhắm mắt lúc sau thần ma điểu truyền thụ ở hắn trong óc lâm tự phù văn lấp lánh sáng lên vận chuyển. Đường hắn ý thức tập trung ở cái này tự phù hết sức, tức khắc trong óc ong một chút rung động, ngay sau đó hắn ý thức chấn động, tựa hồ cảm nhận được vô hình chung xuất hiện rất nhiều đồ vật. Như là một đám huyền phù ở thiên bọt nước, lại tương tự gió nhẹ, như là đang ở mưa to chung, hải dương chung, khói bụi cho bụi chung, còn như là đang ở đám mây chung. Dù sao loại cảm giác này thực huyền diệu, hắn tự hồ cảm nhận được rất nhiều vật thể từ từ, thật sự là bao hàm toàn diện cảm giác. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân bỗng nhiên bên kia xuất hiện không sai biệt nhiều vật chất, phân rõ phương hướng đúng là trước người tứ đại yêu nơi.
ở tứ đại muốn trên người tồn tại nào đó vô hình vô tướng cảm thụ thừa trọng vật chất nguyên tố, cùng trong đầu nói văn bên trong một loại nguyên tố hoặc là cách nói tắt nổi lên nổ vang. Giờ khắc này Dương Nghị Vân biết hẳn là chính là tứ đại yêu trên người định thân thuật phương pháp tắc. Kế tiếp Dương Nghị Vân thử đi thâm nhập hiểu biết loại này tương đối dày nặng lực lượng. Ngay từ đầu không có bất luận cái gì manh mối, chính là đi ngây thơ mờ mịt theo cảm giác đi cảm thụ, cái này nói văn, dựa theo thần ma điều cách nói, kỳ thật chính là lấy pháp tắc lực lượng vi căn cơ tu luyện bí pháp. Đây là chính thật pháp thuật tu luyện bí pháp. Trước kia pháp thuật không thể xưng là chân chính ý nghĩa thượng pháp thuật, nhiều nhất xem như thuật, là thuật kỹ, này đây trong cơ thể pháp lực linh khí ngưng tụ tu luyện thuật kỹ. Là tu luyện chi đạo nhất nông cạn đồ vật. Chân chính pháp thuật, có pháp có thuật, mới có thể xưng là pháp thuật, cái này trung tâm chính là pháp tắc chi lực, lấy thiên địa pháp tắc chi lực vì môi giới hội tụ thiên địa lực lượng, hư thật kết hợp, mới là pháp thuật. Cho nên nói thần ma điều truyền thụ cấp Dương Nghị Vân một cái nói văn lâm tự, chính là một cái tu luyện pháp thuật tâm pháp bí quyết. Có thể với thiên địa chi lực móc nối chân chính pháp tắc đại đạo. Tu luyện giới có vạn pháp cộng lại cách nói, đều không phải là không có đạo lý. Ngay từ đầu Dương Nghị Vân còn tưởng rằng thần ma điều truyền thụ pháp tắc bí quyết tìm hiểu nghiên cứu sẽ có rất lớn trở ngại. Nhưng mà đương hắn cẩn thận đi cảm thụ lúc sau, mới phát hiện kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó khăn đại. Điểm mấu chốt là hắn trong đầu có lâm tự nói văn, tương đương có tiến vào pháp tắc pháp thuật thế giới chìa khóa. Đương nhiên thứ này thật là yêu cầu ngộ tính thiên phú, ngay từ đầu thời điểm, hắn hoàn toàn làm không rõ ràng lắm sở cảm nhận được này đó là thứ gì. Bất quá đương hắn cảm nhận được tứ đại yêu trên người tồn tại lực lượng lúc sau, lại là trong nháy mắt minh bạch vạn pháp quy tông có tương đồng chỗ đạo lý, lập tức giống như là mở ra một phiến mới tinh thế giới đại môn giống nhau. Biết rõ ràng trong đầu lâm tự nói văn chính là cái tu luyện bí quyết, mà trong thiên địa tồn tại pháp tắc giống như là các loại thiên địa linh khí một đạo lý, chẳng qua này đó pháp tắc chi lực vẫn là yêu cầu đi tương liên tiếp các loại thuộc tính linh khí mới có thể thi triển ra pháp thuật tới. Chuẩn xác mà nói đây là đạo thuật. Chính thật sự đạo thuật lực lượng, bí quyết, pháp tắc chi lực, trong thiên địa các loại năng lượng, kết hợp mà thành đạo thuật. Có lâm tự bí pháp, Dương Nghị Vân cảm nhận được đủ loại pháp tắc thuộc tính, đương nhiên dựa theo thần ma điều cách nói, pháp tắc có lực lượng có một câu có thể tổng kết thế gian có vạn pháp. Chính là nói thế gian pháp tắc có vạn loại. Bất quá có thể cảm nhận được không nhiều lắm, cảm nhận được lúc sau có thể sử dụng càng không nhiều lắm. Hết thảy đều yêu cầu cơ duyên môi giới. Đã biết pháp tắc, cảm giác tới rồi pháp tắc, còn muốn tìm chính mình có thể khống chế cùng có thể thân cận, cuối cùng mới có thể hội tụ thành đạo thuật. Dương Nghị Vân đầu tiên cảm nhận được chính là tứ đại yêu trên người một loại tương đối trầm trọng pháp tắc chi lực, hiện tại ngẫm lại chính là cái gọi là định thân thuật. Trên thực tế không gọi định thân thuật, mà gọi là pháp tắc đạo thuật. Thần ma điều truyền thụ lâm tự nói văn chỉ là một cái cơ sở, nhiều nhất chính là diễn biến một ít cùng loại có thể định thân pháp tắc đạo thuật. Mỗi một loại đạo thuật đều yêu cầu chính mình đi hiểu được tu luyện, cuối cùng có thể thi triển ra tới, mới xem như chính mình đạo thuật. Trước mắt tứ đại yêu trên người định thân thuật, khả năng bởi vì là nhà mình lão nhân lưu lại đạo thuật, cho nên Dương Nghị Vân thực mau liền nắm giữ. Trong lòng vừa động, đối với tứ đại yêu trên người dày nặng lực lượng, thúc giục pháp tắc chi lực, thử đi hấp thu tứ đại yêu trên người đạo pháp lực lượng. Ngay sau đó Dương Nghị Vân một chút liền đem giam cầm ở tứ đại muốn trên người lực lượng tiếp xúc. Ngay sau đó cố định ở một cái tư thế đã thật lâu tứ đại yêu rốt cuộc năng động thân mình. Chính là Dương Nghị Vân lại là trong lòng mặc niệm một cái đạo thuật bí quyết, định. Vừa mới giật mình tứ đại yêu lại một lần dừng hình ảnh thân thể. Thấy như vậy một màn Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, hắn biết hắn học xong pháp tắc đạo thuật, hoặc là xưng là định thân thuật cũng thích hợp, hắn học xong định thân thuật. Chuẩn xác mà nói, hắn nói văn lâm tự bí pháp nhập môn. Tuy rằng gần là một cái nói văn tự, nhưng Dương Nghị Vân biết có thể tìm hiểu ra cùng loại định thân thuật giống nhau rất nhiều tiểu đạo thuật. Đương nhiên tiểu đạo thuật là thần ma điều cách nói, với hắn mà nói này xác thật đại đạo thuật. Nếm thử lớn lên ở đi tìm hiểu mặt khác pháp tắc nguyên tố thời điểm, rất nhiều lần lại là lại vô tiến thêm. Dương Nghị Vân biết loại sự tình này cấp không tới, hắn trước mắt có thể nắm giữ một cái đạo thuật đã không tồi, tham nhiều không lạt, về sau nhiều nghiên cứu chính là... Hơn nữa có một con thần ma điểu ở, hắn không lo này đó. Lúc này Dương Nghị Vân đối thần ma điểu cuối cùng là có hoàn toàn thay đổi cái nhìn, thứ này. Khả năng thật là một cái có việc hệ trọng sự điểu. Ầm vang. Liền vào giờ phút này, một tiếng nặng nề nhớ tới,
Dương Nghị Vân thu hồi tâm thần, vội vàng nhìn lại, lại là Lục Nhĩ Mi Hầu toàn thân quang mang đại tác, rốt cuộc đã tỉnh. Lục Nhĩ Mi Hầu ở phía trước bầu trời kia chỉ bàn tay khổng lồ uy áp dưới, ngược lại là bởi vì họa đến phúc, đem tiềm lực cấp bức bách ra tới, tiến vào một lần tự mình bảo hộ trạng thái hạt tiến hóa. Đương Lục Nhĩ Mi Hầu chứng kiến giống nhau kim quang tan đi lúc sau. Dương Nghị Vân trong tầm mắt xuất hiện một cái lông tóc nhan sắc càng sâu con khỉ, yêu khí tận trời, quanh thân hình thành thiên địa chi lực ngưng tụ lốc xoáy khí tràng. Không hề nghi ngờ con khỉ thực lực đại tiến một bước, hiện tại là cái gì cấp bậc, Dương Nghị Vân cũng nhìn không thấu. Bất quá hắn dù sao đều thế con khỉ cao hứng. Chúc mừng Lục ca đại ca tu vi lại tiến thêm một bước. Dương Nghị Vân cười đi tới Lục Nhĩ bên người. Lần này xem như nhờ họa được phúc đi, người cũng không tồi. Lục Nhĩ tu vi đại tiến một bước, nói chuyện trung tâm tình là không tồi. Sự tình rốt cuộc kết thúc, lần này đa tạ Lục Nhĩ đại ca. Dương Nghị Vân ôm quyền đối Lục Nhĩ nghiêm túc hành lễ. Nhưng lại bị Lục Nhĩ vung tay lên bám trụ không bái đi xuống. Nếu tiểu tử ngươi nói, ngươi ta phải làm huynh đệ, liền không cần khách khí, chẳng lẽ ngươi không lo ta là huynh đệ? Lục Nhĩ trừng mắt ra vẻ sinh khí. Dương Nghị Vân vừa nghe Lục Nhĩ nói như vậy lời nói, tức khắc đại hỉ, hắn phía trước là nói qua nếu lần này bất tử, liền cùng Lục Nhĩ làm huynh đệ, mặc kệ Lục Nhĩ có nhận biết hay không, hắn đều đương Lục Nhĩ là huynh đệ. Đương nhiên nhân ra Lục Nhĩ Mi Hầu trước sau liền không biểu quá thái. Lúc này nghe được Lục Nhĩ nói chuyện, cuối cùng là xác định. Sao có thể, ta từ thể kia một khắc khởi, coi như ngươi là huynh đệ. Dương Nghị Vân cười hắc hắc nói. Này liền đúng rồi, ngươi đều kêu ta Lục Nhĩ là đại ca, chẳng lẽ ta còn để ý này đó nghi thức xã giao. Ta Lục Nhĩ Mi Hầu tính lên sống hai đời, nhưng chỉ có quá một cái đại ca, hôm nay ta Lục Nhĩ Mi Hầu đối thiên đạo thề. Ngươi Dương Nghị Vân chính là ta Lục Nhĩ huynh đệ, ngày sau sống chết có nhau, họa phúc cùng đương. Sống chết có nhau, họa phúc cùng đương. Ngày này một người một khỉ ma ca ca, ở Chí Tôn Sơn Đỉnh, đối thiên đạo thề, trở thành huynh đệ. Lời thề hoàn thành, hai người nhìn nhau, cười ha ha. Dương Nghị Vân cười to chung tràn ngập ánh mặt trời. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu cười to chung lại là có như vậy một tia không dễ phát hiện thương cảm, nhìn trời cao. Lục Nhĩ Mi Hầu ở trong lòng âm thầm nói, đại ca ta ở cái này thế gian tự ngươi lúc sau nhiều một cái huynh đệ. Cười to qua đi, Dương Nghị Vân ngẫm lại vẫn là đối Lục Nhĩ Mi Hầu nói, Lục Nhĩ đại ca có chuyện ta còn phải nói cho ngươi một tiếng. Chuyện gì ngươi nói, Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Rất nhiều năm trước, tiểu đệ ở tiểu thế giới, đồng dạng cùng một vượn trắng kết bái quá, hắn kêu Bạch Khởi, hiện giờ ngươi ta tuy rằng kết bái. Nhưng ta tưởng nói trắng ra khởi đại ca cũng coi như là chúng ta huynh đệ, hắn là đại ca, ngày sau chờ ta tìm được hắn, ta ý tứ là, Bạch Khởi đại ca như cũ làm chúng ta đại ca, việc này ngươi xem được không? Dương mẫu nhân không có gì ưu điểm, nhưng duy độc trọng tình nghĩa cảm tình, đối với vượn trắng Bạch Khởi một nhà hắn trước sau không quên, cũng vẫn luôn đang tìm kiếm chung, nhưng chính là không tin tức ra tới. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe Dương Nghị Vân nói ra Bạch Khởi việc, ngược lại ánh mắt sáng lên. Tràn đầy tán thưởng nói, việc này lý nên như thế, bất quá nghe người ý tứ, vị nào Bạch Khởi đại ca không ở. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, đúng vậy, hắn là tiểu thế giới tới, năm đó tiến đến tu chân giới thời điểm ra điểm vấn đề, cho nên đến bây giờ ta đều không có tìm được hắn, lần này tiến đến tán tiên đảo cũng là nghĩ đến tìm xem hắn. Đêm năm đó cùng hắn Thái Huyền Tông chi ân oán, đơn giản cấp Lục Nhĩ Mi Hầu giảng thuật một chút. Nếu là tìm kiếm yêu tộc nói. Ở tán tiên đảo hỏi một chút tứ đại yêu nhất thích hợp, chỉ cần là ở tán tiên đảo yêu tộc, tứ đại yêu hẳn là đều biết. Lục Nhĩ Mi Hầu nói chuyện trông được hướng về phía Trồn Đen, Cuồng Sư, Bạc Điêu cùng Hồng Đầu Ngô bốn yêu. Dương Nghị Vân nghe vậy nhìn về phía tứ đại yêu, trong lòng vừa động, vận chuyển đạo thuật đem tứ đại yêu trên người định thân thuật giải trừ, nhưng mà nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu nói, Lục Nhĩ đại ca này bốn yêu xử trí như thế nào? Trước mặt tứ đại yêu đem Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ chi gian nói nghe được rõ ràng, Trồn Đen vội vàng nói, đạo hữu tha mạng, hoang dã có cái vượn trắng, có vượn trắng, chúng ta biết, còn thỉnh đạo hữu tha mạng. Chính mắt chứng kiến trời cao tà kia khủng bố thủ đoạn, cũng biết Dương Nghị Vân cư nhiên là thiên tà chí tôn đệ tử sau, bốn yêu hiện tại kinh hồn táng đảm, đã không có chút nào tưởng cùng Dương Nghị Vân, Lục Nhĩ Mi Hầu đối kháng ý niệm, chỉ cầu Dương Nghị Vân có thể vòng qua bọn họ một mạng. Nghe được Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nói lên vượn trắng, Trồn Đen bị Dương Nghị Vân giải trừ định thân lúc sau, vội vàng xin tha nói ở hoang dã có vượn trắng tồn tại.
chỉ có Dương Nghị Vân cùng con khỉ có thể buông tha bọn họ. Như vậy là biết Thiên Tà Chí Tôn đã phá khai thiên rời đi, lúc này các nàng bốn yêu cũng không dám cùng Dương Nghị Vân, Lục Nhĩ Mi Hầu đối nghịch, không nói Dương Nghị Vân có cái khủng bố sư phụ, đơn nói hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên người phát ra khí thế trồn đen bốn yêu liền biết không phải các nàng có thể phản kháng. Dương Nghị Vân xem ra tới, trồn đen chờ bốn yêu tại tâm linh thượng đã hoàn toàn sụp đổ, đích xác hiện tại cho bọn hắn lá gan cũng không dám động thủ. Bất quá hiện tại Dương Nghị Vân tưởng chính là, bốn người Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ như thế nào đi xử trí. Lão nhân thân phận bị bốn người xem như đã biết, kỳ thật không sao cả, nhưng Dương Nghị Vân vẫn là không nghĩ làm cho bọn họ biết hắn cùng lão nhân quan hệ. Tốt nhất là có thể đem bốn người cấp diệt trừ. Bất quá, lúc này hắn xem Lục Nhĩ ý tứ, tựa hồ cũng không có tính toán phải vì khó bốn yêu ý tứ. Cái này còn liền khó nói. Hắn chờ xem Lục Nhĩ sẽ làm sao đi. Bất quá đối với trồn đen nói ra vượn trắng chi lời nói, mặc kệ nàng là cầu sinh dưới bản năng nói dối, cũng hoặc là chân thật, đều yêu cầu hỏi đến. Lại nói tiếp Bạch Khởi vợ chồng một nhà hiện tại là hắn ở tu chân giới cuối cùng trong lòng vướng bận. Lão nhân nói qua tu chân cũng là tu tâm, kỳ thật Dương Nghị Vân cũng lý giải là, hiểu biết từng cọc từng cái tâm sự, làm tâm vô vướng bận, mới có thể càng tốt đi hài lòng mà đi. Hắn hiện tại chính là phi thăng cảnh đỉnh. Bước tiếp theo chính là phi thăng tiên giới, nhưng có cái tiền đề là, yêu cầu có thể hiểu được đến tiên giới tiếp dẫn ánh sáng, mới có thể phi thăng tiên giới, bước vào một cái khác với hắn mà nói hoàn toàn mới thế giới đi. Suy nghĩ một chút sau, Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm trồn đen hỏi, nói cụ thể một chút, ở tán tiên đảo là có vượn trắng tộc đàn, vẫn là nói ngươi nhìn thấy chỉ là một hai cái vượn trắng. Trồn đen nghe được Dương Nghị Vân hỏi chuyện, trong lòng cuối cùng là có một chút đẩy hơi. Nàng biết Dương Nghị Vân nếu hỏi nàng lời nói, đã nói lên tạm thời các nàng bốn cái sẽ không có nguy hiểm. Vội vàng nói, chuẩn xác mà nói là tứ chi vượn trắng, xem như toàn gia, bất quá hai cái thành niên vượn trắng đã chết, hiện tại còn sống chính là các nàng một đôi hài tử, tựa hồ gọi là gì Bạch Long Bạch Phượng. Oanh! Dương Nghị Vân nghe đến đó trong óc ầm vang tưởng tượng, một chút liền lâm vào chỗ trống. Bạch Long Bạch Phượng! Này hai cái tên vẫn là năm đó hắn cấp lấy tên. Nhưng, trồn đen cư nhiên nói hai cái thành niên vượn trắng đã chết. Kia, ý tứ là kết bái đại ca Bạch Khởi vợ chồng đã chết. Mà bọn họ một đôi nhi nữ còn sống, Bạch Long Bạch Phượng còn sống. Ngươi, bọn họ chết như thế nào? Kia một đôi tiểu bạch vượn hiện tại ở nơi nào? Dương Nghị Vân run giọng hỏi. Trồn đen một chút bị Dương Nghị Vân trên người phát ra mà ra sát ý kinh đến, bất quá nàng cũng nghe ra tới, vượn trắng tựa hồ đối Dương Nghị Vân rất quan trọng. Vội vàng nói, bọn họ ở. Lúc này trồn đen biết Dương Nghị Vân cảm xúc không ổn định, không có dám kéo dài nói chuyện, dăm ba câu nói trọng điểm. Đương Dương Nghị Vân sau khi nghe xong, mới biết được kết bái đại ca một nhà tao ngộ, lại là bị trồn đen trong miệng cái gì yêu ma người sói cấp tai họa, mà còn sống Bạch Long Bạch Phượng hiện tại liền ở nàng trồn đen sơn. Trồn đen trung quy là yêu tộc, đối bất luận cái gì yêu tộc đều sẽ có đồng tình, đương nhiên nàng ở tán tiên đảo thống trị địa phương đại. Có mạch khoáng, cũng yêu cầu các loại tiểu yêu đại yêu đi cho nàng đào quặng, siêu tập thiên tài địa bảo từ từ. Cho nên nói trắng ra Long Bạch Phượng hiện tại là trồn đen địa bàn tiểu yêu, chuẩn xác mà nói thành đào thợ mỏ. Nửa hướng lúc sau Dương Nghị Vân hít sâu khí, bình phục tâm tình, hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng đi tìm Bạch Long Bạch Phượng, trồn đen lời nói hắn sẽ không toàn tin, nhưng nghĩ đến nàng cũng không dám lừa hắn. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Lục Nhĩ đại ca các nàng bốn cái xử trí như thế nào? Ngươi tới làm quyết định đi, bất quá này mấy trăm năm tới, bọn họ tuy rằng đuổi giết ta, nhưng nguyên nhân là ta đích xác đánh cướp bọn họ động phủ thiên tài địa bảo, cho nên tu vi khôi phục mới mau, lại nói tiếp cũng là ta thiếu bọn họ bốn yêu nhân quả, cho nên tha thả bọn họ một mạng đi. Lục Nhĩ trung quy là ân oán phân minh. Cứ việc cùng bốn yêu chi gian dây dưa mấy trăm năm, nhưng lại ở cuối cùng thời điểm, buông tha bọn họ. Thành như Lục Nhĩ chính mình lời nói, hắn có thể có hiện tại tu vi khôi phục, đích xác cùng bốn yêu phân không khai, mặc kệ này trung gian có cái gì ân oán tồn tại, sự thật là rõ ràng. Hảo, một khi đã như vậy, có thể vòng qua các người bốn yêu, nhưng là... Ta vân môn tiên cảnh còn kém bốn cái quét xác yêu tinh, ngươi chờ lần này cùng chúng ta huynh đệ chém giết, này phân nhân quả vẫn là muốn gánh vác, cho nên có thể di động ta ý tứ. Dương mẫu nhân ân oán càng rõ ràng. Cũng sẽ không dễ dàng vòng qua bọn họ. Tứ đại yêu tu vì nhưng đều là tán tiên lão tổ cấp bậc tồn tại,
hắn tu chân giới vân môn nhưng không có bực này thực lực đại yêu, nếu có thể tự nhiên là muốn nhận hạ tứ đại yêu, cấp vân môn trông cửa cũng là tốt. Chồn đen bốn yêu nghe được Dương Nghị Vân nói, tự nhiên minh bạch Dương Nghị Vân là có ý tứ gì, đây là muốn cướp đoạt bọn họ tự do à. Nhưng là, có thể có biện pháp nào? Tình thế so người cường, Dương Mẫu Nhân cùng con khỉ ở đây, hơn nữa trời cao tà là Dương Nghị Vân sư phụ chấn độc, chồn đen bốn yêu cũng không dám lộn xộn, nếu là không đáp ứng, chồn đen bốn yêu rõ ràng, chưa chừng Dương Mẫu Nhân liền sẽ đối bọn họ đau hạ sát thủ. Có thể tu luyện đến các nàng cái này trình tự, tự nhiên đều không phải đơn giản hạng người, nhất thông hiểu lợi hại. Ngay sau đó chồn đen bốn yêu liếc nhau, ngay sau đó chăm miệng một lời quỳ rạp xuống đất nói, ta chờ nguyện vi chủ nhân đi theo làm tùy tùng, nguyện vì vân môn dọn dẹp càn khôn, gác tiên cảnh đại môn, thỉnh chủ nhân nhận lấy ta chờ tinh phách. Nói chuyện lúc sau, bốn yêu giữa mày từng người bay ra một giọt bản mạng tinh huyết bay về phía Dương Nghị Vân. Đây là bốn yêu mạch máu, tương đương hoàn toàn đem thân ra tánh mạng giao cho Dương Nghị Vân. Dương Mẫu Nhân muốn chính là kết quả này, trong lòng vừa động đem bốn yêu tinh huyết tất cả đều buộc chặt trong cơ thể, ngay sau đó liền cùng bốn yêu chi gian sinh ra liên hệ, có nhất niệm chi gian là có thể muốn bọn họ mệnh khống chế lực. Đứng lên đi, mang chúng ta đi tìm vượn trắng. Dương Nghị Vân phất tay nói. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu lại mở miệng nói, Vân tử ta phải hồi thiên giới đi, có một ít việc, cần thiết muốn đi làm, hiện giờ tán tiên đảo việc lấy hiểu biết. Người hiện tại tu vi ở tu chân giới sợ cũng không có gì người có thể thương đến ngươi, chúng ta huynh đệ vài phần đừng, tiên giới tái kiến đi. Dương Nghị Vân sửng sốt, hắn biết Lục Nhĩ sẽ rời đi, nhưng lại không nghĩ rằng như vậy cấp, nhưng ngẫm lại cũng lý giải, mỗi người đều có chính mình con đường phải đi, huống chi là thế gian hỗn thế bốn hầu chi nhất Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn cũng không phải làm ra vẻ người, ôm quyền nói, như thế đại ca đi trước tiên giới, huynh đệ ta ngày sau tiến đến tiên giới tìm kiếm đại ca. Hảo, đi rồi tới rồi tiên giới người ta huynh đệ tự có thể tái kiến. Lục Nhĩ Mi Hầu nói chuyện chung thân thể đã một phi dựng lên, hóa thành một đạo kim quang rời đi, ngay sau đó phía chân trời phía trên thiên môn mở ra, nhảy mà vào biến mất không thấy. Nhưng là Dương Nghị Vân sờ sờ nhĩ sau còn sót lại một cây hầu mao, từng trận xuất thần, rất có thương cảm. Rốt cuộc lão nhân cùng con khỉ trước sau rời đi, làm hắn có chút không tha. Nhưng cũng biết đây là tu luyện giả. Phân phân hợp hợp, sinh ly tử biệt thường có. Theo sau thu hồi thương cảm cảm xúc, làm chồn đen bốn yêu dẫn đường, trực tiếp đi tìm Bạch Long Bạch Long. Ba ngày lúc sau, tán tiên đảo hoang dã chồn đen địa bàn thượng, mỗ tòa tiên thạch mạch khoáng núi lớn chung. Dương Nghị Vân đôi mắt hồng nhìn chằm chằm một đôi trên người xám xịt, bùn đất bọc thân, xuyên qua ở mạch khoáng chung vượn trắng. Bạch Long, Bạch Phượng. Dương Nghị Vân cách thật xa run giọng kêu to một tiếng. Trong đầu hiện lên năm đó trong lòng ngực hắn bao vây một đôi tiểu bạch vượn. Giờ phút này bọn họ cùng rất nhiều yêu tu bị người trông giữ, xuyên qua ở khoáng thạch khu, dùng sắc bén lợi chảo ở đào khoáng thạch. Bạch Long Bạch Phượng hai huynh muội, nghe được phía sau run giọng, nghe được có người lại gọi bọn hắn tên. Bạch Long Bạch Phượng. Này hai cái tên đã vài trăm năm đều chưa từng có người hô qua, ở quặng mỏ kêu to bọn họ vĩnh viễn là roi ra thanh âm. Mấy trăm năm xuống dưới cặp song sinh này vượn trắng, đã chết lặng. Trừ bỏ cha mẹ ở ngoài, có thể kêu ra bọn họ tên người, thế gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, tính lên cũng chỉ có vân môn nhị thúc người một nhà. Bạch Long Bạch Phượng vừa chuyển đầu, quả nhiên, ở bọn họ phía sau cách đó không xa, quả nhiên là cái kia quen thuộc người, đầy đầu đầu bạc nhị thúc Dương Nghị Vân. Đầy đầu đầu bạc phiêu giật người. Nhị thúc, hai huynh muội cơ hồ đồng thời run giọng mở miệng. Là ta. Dương Nghị Vân nhìn đến một đôi tiểu bạch vượn, cũng là trong lòng ở lên men, hắn trước nay không nghĩ tới năm đó ở Sơn Hải giới vân môn từ biệt, ở gặp mặt, sẽ nói bực này cảnh tượng. Nhìn ra được tới, bọn họ bị rất nhiều khổ, trên người nguyên bản tuyết trắng chiếu người lông tóc hoàn toàn biến thành màu xám, tất cả đều là bùn đất cho bụi. Hóa thành ra bản thể cao lớn cùng bọn họ cha mẹ giống nhau, nhưng lại siêu như tài cốt, nhìn qua bị tia, a tấn không thành bộ dáng. Đào quặng đặc biệt là tu giả giới mạch khoáng, Dương Nghị Vân cũng làm quá, lúc trước ở Sơn Hải giới liền hắn liền đào quá linh thạch quặng, cũng là cửu tử nhất sinh. Năm đó hắn làm thợ mỏ thoát đi thời điểm liền đụng phải Bạch Long Bạch Phượng cha mẹ, sau lại kết bái. Khi cách vài trăm năm sau, Dương Nghị Vân không nghĩ tới hiện giờ kết bái đại ca một đôi con cái sẽ có làm thợ mỏ một ngày. Nhị thúc, ô ô. Ngay sau đó Bạch Phượng nhìn Dương Nghị Vân khóc lên. Oanh.
Dương Nghị Vân vung tay lên giải trừ bọn họ trên người pháp lực phong ấn. Tuy rằng là yêu tộc địa bàn, nhưng đối đãi thợ mỏ, cũng như cũ là có pháp lực hạn chế, nếu không dễ dàng sai lầm, rốt cuộc một cái quặng mỏ tồn tại yêu thu thợ mỏ là rất nhiều số lượng, trên người không có ước thúc rất khó quản lý. Dương Nghị Vân đối với Bạch Long Bạch Phượng lần thứ hai phất tay, pháp tắc đạo thuật vận khí, ngưng tụ trong không khí thủy nguyên tố, đưa bọn họ trên người bùn đất xúc rửa sạch sẽ. Ngay sau đó Bạch Long Bạch Phượng hai đầu vượn trắng hóa thành 17 đến 18 tuổi thiếu niên thiếu nữ, bộ dáng còn đều thực tuấn tiếu, đây cũng là Dương Nghị Vân lần đầu tiên nhìn đến Bạch Long Bạch Phượng hóa hình bộ dáng. Năm đó ở Sơn Hải giới thời điểm, bọn họ còn không có hóa hình thành nhân. Ngay sau đó xem như một nhà đoàn tụ trường hợp. Mai tỷ cùng Chồn Đen đám người đứng ở thật xa địa phương nhìn, nội tâm nhất dày vò chính là Chồn Đen. Bởi vì cái này quặng mỏ là hắn quản hạt địa bàn, bất quá đối với vượn trắng bắt giữ Chồn Đen hoàn toàn là không biết, là thủ hạ quản lý quảng trường đại yêu phụ trách. Nàng cũng chỉ là năm đó tuần ti a quặng mỏ thời gian giảng quá vượn trắng, bởi vì tuyết trắng vượn trắng chủng tộc rất ít thấy, nàng mới có ấn tượng, nếu không đã sớm quên mất. Nhưng mà hiện tại đâu? Nhìn xem Dương Nghị Vân cùng một đôi tiểu bạch vượn quan hệ, Chồn Đen trong lòng lão sợ hãi Dương Nghị Vân sẽ giận chó đánh mèo nàng, sớm Chồn Đen trình diện lúc sau, quặng mỏ đầu mục liền thấy được là đại lão tiến đến, Chồn Đen không nói gì, cũng không có dám lại đây xem. Sau nửa canh giờ, Dương Nghị Vân rốt cuộc nghe xong Bạch Long Bạch Phượng giảng thuật, thế mới biết, bọn họ có thể tới cái này quặng mỏ, cũng là có nguyên nhân khác. Nguyên bản cho rằng hết thảy đều là Chồn Đen kiệt tác. Còn nghĩ giết Chồn Đen cấp 2 hài tử hết giận, hiện tại mới biết được đều không phải là như thế, lại nói tiếp còn muốn cảm ơn chào bọn họ tiến đến quặng mỏ đại yêu, nếu không bọn họ huynh muội đã sớm đã chết. Ở Bạch Long Bạch Phượng giảng thuật chung, Dương Nghị Vân biết được năm đó rời đi Sơn còn hải tiến vào tu giả giới, bọn họ kỳ thật cũng không có đi Thái Huyền Tông nơi cái kia thông đạo, mà là đi theo Sơn hải giới yêu tộc, đi rồi một con đường khác, kết quả lại là không biết cái gì nguyên nhân, trực tiếp xuất hiện ở Tán Tiên đảo hoang dã chung. Lúc sau mới là ác mộng bắt đầu, ở hoang dã chung bọn họ đụng phải đối địch, không phải quặng mỏ thực lực hoặc là Chồn Đen yêu tộc thế lực, mà là một đầu yêu ma. Cái gì là yêu ma? Chính là yêu tu thành ma khác loại. Kia một lần từ Sơn Hải giới tiến vào Tán Tiên đảo yêu tu ước chừng có 5.000 chi chúng, nhưng lại chết mất 9 thành 9, sống sót chỉ có bọn họ huynh muội. Dựa theo Bạch Long Bạch Phượng cách nói. Cái kia yêu ma chính là một đầu mãn thượng hội tụ ma khí sát khí lệ khí âm khí với một thân yêu lang, phi thường đáng sợ, bọn họ cha mẹ cùng mặt khác yêu tu một hơi đều bị yêu ma hút khô rồi tinh nguyên. Đến nỗi bọn họ hai cái có thể may mắn thoát nạn, hoàn toàn là cha mẹ thiêu đốt tinh nguyên mạnh mẽ vận dụng vượn trắng nhất tộc bí pháp đưa bọn họ rời đi lúc ấy cái kia tu la chàng, mới tránh được tánh mạng, đương nhiên dựa theo Bạch Long cách nói, bọn họ có thể chạy thoát. Cũng có khả năng là kia đầu yêu ma chi lang không thấy thượng bọn họ tinh nguyên, tu vi quá yếu nguyên nhân, nếu không lúc ấy truy nói, bọn họ liền tính là có cha mẹ thiêu đốt tinh nguyên có bí pháp trong người, cũng khó thoát vừa chết. Lúc sau bọn họ huynh muội một đường chạy trốn, kết quả đã bị Chồn Đen thủ hạ đại yêu bắt được nơi này quặng mỏ, trở thành đào quặng thợ mỏ, dài đến mấy trăm năm lâu. Còn có một chút là, Bạch Long nói hắn lại một lần cảm nhận được quá cái kia yêu ma chi lang hơi thở, đạt tới quá quặng mỏ phụ cận. Sau lại không biết cái gì nguyên nhân, rút lui. Hiện tại nghĩ đến hẳn là yêu ma chi lang không muốn cùng Chồn Đen có liên lụy, mới không có đối chạy trốn tới quặng mỏ Bạch Long Bạch Phượng động thủ, cho nên nói đến cái này quặng mỏ lúc sau, cũng coi như là đã chịu một loại bảo hộ. Nhị thúc thỉnh vì ta cha mẹ báo thù. Bạch Long một mở miệng, Bạch Phượng cũng đi theo liền phải đối Dương Nghị Vân quỳ xuống. Lên, Dương Nghị Vân trầm giọng giống lên một chút. Bạch Long Bạch Phượng không có quỳ xuống đi. Dương Nghị Vân nhìn hai huynh muội nói, đều là người một nhà, về sau đừng nói cầu hay không nói, ta và ngươi phụ là kết bái huynh đệ, tuy rằng ta là người hắn là yêu, nhưng này chút nào không ảnh hưởng chúng ta lẫn nhau tôn trọng, ta thề nhất định sẽ tìm ra kia đầu yêu ma chi lang, cho các ngươi cha mẹ báo thù. Cảm ơn nhị thúc, chúng ta hết thảy nghe nhị thúc an bài. Hai cái tiểu bạch vượn biết từ giờ khắc này khởi, bọn họ cuối cùng là tự do. Hiểu biết tình huống sau, Dương Nghị Vân nheo lại mắt. Xoay người đem ánh mắt đặt ở Chồn Đen trên người. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đều còn không có mở miệng, Chồn Đen cũng đã cả người run rẩy thình thịch quỳ xuống nói, chủ nhân minh giám, tiểu hồ cũng không biết vượn trắng việc, bắt giữ yêu tu đào quặng đều là thủ hạ người ở làm, quặng mỏ việc thủ hạ đều là mặc kệ, thỉnh chủ nhân nắm rõ.
Chồn đen nói chuyện sau, đầu đều dừng ở trên mặt đất. Đứng lên đi, chuyện này ta đã biết, Bạch Long Bạch Phượng là ta cháu trai, bị mấy trăm năm khí, không thể liền như vậy qua đi, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Dương Nghị Vân nheo lại nói chuyện. Là, thuộc hạ minh bạch, thỉnh chủ nhân yên tâm, Chồn đen nhất định cấp Bạch Long thiếu gia cùng Bạch Phượng tiểu thư một công đạo. Chồn đen nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói chuyện, ngay sau đó đứng dậy sau, vèo một chút biến mất. Ngay sau đó bốn phía kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lại là Chồn đen một hơi giết sạch rồi toàn bộ quặng mỏ thủ hạ. Dương Nghị Vân không có đi ngăn cản, tùy ý Chồn đen giết sạch rồi nàng những cái đó thủ hạ yêu tu. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Long Bạch Phượng đều ở chỗ này bị vài trăm năm khổ. Dựa theo Dương mẫu nhân bao che cho con tính cách, tất nhiên là muốn xả giận. Nếu không phải Chồn đen đã đem tinh huyết kêu cho hắn, hắn cái thứ nhất giết sẽ là Chồn đen. Vài phút sau Chồn đen cả người là huyết đã đi tới, đứng ở Dương Nghị Vân trước mặt, xem như phục mệnh. Kết thúc quặng mỏ, thả chạy sở hữu yêu tu thợ mỏ, bao gồm các ngươi ba cái đều giống nhau, nhớ kỹ là các ngươi quản hạt nơi sở hữu quặng mỏ, ta chán ghét đào quặng. Dương mẫu nhân phi thường đưa tin nói chuyện, đích xác hắn đã bị người năm đó chộp tới đã làm thợ mỏ. Sở hữu xem như trong lòng có bóng ma. Mặc kệ là người vẫn là yêu tu, ở Dương mẫu nhân trong mắt đều không sai biệt lắm. Là, ta chờ ghi nhớ chủ nhân giao hội, lập tức sẽ giải tán quản hạt trong vòng sở hữu quặng mỏ. Tứ đại yêu vội vàng nói chuyện. Bọn họ bốn cái vận mệnh đã nắm giữ ở Dương Nghị Vân trong tay, tất nhiên là sẽ đi theo Dương Nghị Vân rời đi tán tiên đảo, lưu trữ quặng mỏ cũng không có gì dùng. Lại nói cũng đào không ra cái gì tiên thạch, giải tán liền giải tán đi. Dương Nghị Vân đối tứ đại yêu thái độ còn tính vừa lòng, gật gật đầu sau lúc này mới mở miệng hỏi, người chờ có biết yêu ma chi lang? Lời này vừa nói ra, tứ đại yêu đều là cả người đại chấn, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Một màn này xem ở Dương Nghị Vân trong mắt, liền biết Chồn đen bốn yêu là biết đến. Quả nhiên bốn yêu lẫn nhau đối diện lúc sau, vẫn là Chồn đen mở miệng nói, hồi bẩm chủ nhân, chúng ta biết, đó là tán tiên đảo hoang dã chỗ sâu trong cấm kỵ, khác loại yêu ma, mâu thuẫn hoang dã chỗ sâu trong yêu ma cổ. Nhưng nơi đó từ có tán tiên đảo lịch sử tới nay đã bị người phong ấn. Nghe đồn trấn áp chính là yêu tộc nhập ma vô thượng yêu ma, bất quá trong lịch sử cũng ngẫu nhiên sẽ có ma khí tiết lộ ra tới, cắn nuốt hoang dã yêu thú cũng hoặc là yêu tu, hóa thành tà ác cường đại yêu ma. Chủ nhân ngài nói yêu ma chi lang, hẳn là chính là kia địa phương ma khí tiết lộ lúc sau tạo thành, mà chúng ta bốn gia thế lực tồn tại, chính là trông coi yêu ma cốc, đây là đời đời truyền lưu xuống dưới quy củ, bất quá từ vạn năm trước sau, chúng ta liền không đi để ý tới quá yêu ma cốc. Vì sao mặc kệ? Dương Nghị Vân trầm giọng hỏi. Bởi vì chúng ta tổ tiên đã chết rất nhiều ở nơi nào, dựng lên mỗi một lần ma khí tiết lộ, đều phải chết rất nhiều yêu tộc, chúng ta. Chúng ta bốn cái đều là trước mắt từng người đàn tộc cuối cùng huyết mạch, không nghĩ tuyệt diệt tộc đàn, hơn nữa ma khí là sẽ không tự yêu ma cốc ra tới, chỉ cần không có yêu tu đi vào liền không có việc gì. Ngài nói yêu ma chi lang, thật đúng là không nghe nói qua. Vô cùng có khả năng là chính mình chạy tiến yêu ma cốc bị ma hóa yêu lang, chủ nhân kia địa phương quá tà hồ, thực đáng sợ, vẫn là không cần đi cho thỏa đáng, liền tính là yêu tiên ở chúng ta bốn tộc trong lịch sử, phàm là tiến vào yêu ma cốc đều không có kết cục tốt. Chồn đen nói chuyện chung hai tròng mắt chung đều sợ hãi chi sắc. Cái này Dương Nghị Vân đến lúc đó kỳ quái. Yêu ma cốc thực sự có như vậy lợi hại. Mặc kệ thế nào, hắn đã làm cho Bạch Long Bạch Phượng mặt thề. Tất nhiên phải cho kết bái đại ca Bạch Khởi vợ chồng báo thù, không thể liền như vậy tính. Nhìn bốn yêu đạo, phát động các ngươi thủ hạ sở hữu yêu chúng, cho ta đem yêu ma chi lang từ hoang dã tìm ra, nếu là tìm không thấy ta liền đi yêu ma cốc, giết ta kết bái đại ca giả, mặc kệ là yêu là ma, ta đều phải có một cái kết quả. Là, thuộc hạ này liền an bài đi xuống. Bốn yêu cùng kêu lên trả lời. Một tháng sau, Chồn đen, Cuồng sư, Bạc điêu cùng Hồng đầu ngô. Phát động bọn họ ở tán tiên đảo hoang dã sở hữu yêu chúng, cơ hồ đem toàn bộ hoang dã đảo ba thước đất đều không có quá yêu ma chi lang tin tức. Đương nhiên chỉ có một địa phương không có đi qua, đó chính là yêu ma cốc. Sở hữu Dương Nghị Vân quyết định đi một chuyến yêu ma cốc, hắn đảo mau chân đến xem, hóa ma lúc sau yêu rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, hoặc là nói yêu ma cốc là cái địa phương nào. Hoang dã chỗ sâu trong, Dương Nghị Vân ở Chồn đen bốn yêu dẫn dắt hạ, tiến đến. Hắn bên người trừ bỏ thần ma điểu ở ngoài, những người khác vì bảo hiểm trong lúc tất cả đều thu vào càn khôn hồ không gian.
tới gần nơi này lại nói tiếp, là cái không biết nơi. Ngay cả nhiều thế hệ trông coi yêu ma cốc chồn đen tứ đại yêu nói lên yêu ma cốc thời điểm cũng là nói chi biến sắc. Cho nên Dương Nghị Vân không thể không vì mọi người an toàn suy xét. Đến nỗi thần ma điểu. Dương mỗ nhân làm hắn đãi trên vai tự nhiên là hữu dụng ý, tuy rằng thứ này miệng toái, đầu óc cũng có đôi khi có vấn đề, nhưng chính như lão nhân sở giảng, này chỉ hỏi đề điều trong bụng có hóa. Cho nên mang theo này chỉ hỏi đề điều đi không biết yêu ma cốc, nhất thích hợp bất quá, có cái chuyện gì, còn có thể hỏi một chút đề cái tỉnh gì đó. Tuy rằng hiện tại hắn thực lực cũng không tính yếu đi, bất quá lão nhân rời khỏi sau, hắn tương đương thiếu một cái lớn nhất dựa vào. Mọi việc cũng không dám đi tùy tiện làm ra tới. Đương nhiên ý thức hải còn có hoa sen đen tồn tại, nhưng hoa sen đen tự nhiên không biện pháp cùng lão nhân so sánh với. Hoa sen đen lần này thức tỉnh lúc sau, cũng gần là khôi phục một ít kiếp trước ký ức, đã biết một ít thủ đoạn, nhưng chung quy còn tại ý thức hải hấp thu hắn thần hồn chi lực, dựa vào hắn thần hồn tầm bổ. Xa xa không đạt tới hồng hoang đệ nhất hoa sen đen nông nỗi, kém khá xa, có thể giúp đỡ hắn lực lượng là hữu hạn. Từ lần này Chí Tôn Sơn chiến đấu tới phán đoán, hoa sen đen hỗ trợ nói, hắn mượn dùng hoa sen đen lực lượng, cũng gần có thể đối phó tán tiên sáu chuyển đỉnh tán tiên. Lại thăng chức không có cách. Hơn nữa lớn nhất tệ đoan là, hoa sen đen lực lượng chỉ có thể hắn tới mượn, mà hoa sen đen cũng không thể hướng lão nhân kia muốn trực tiếp mượn dùng hắn thân thể tới trực tiếp chiến đấu. Nơi này là có chủ yếu và thứ yếu phân biệt. Cho nên nói, hiện tại Dương mỗ nhân làm việc cũng không phải không có đúng mực lăng đầu thanh. Chủ nhân nơi này chính là yêu ma cốc. Chồn đen ở phía trước dẫn đường, ngừng ở một chỗ hẻm núi. Dương Nghị Vân gật gật đầu, nhìn cũng chính là một chỗ bình thường sơn cốc giống nhau địa phương, mãn sơn xanh tươi tốt, nhưng ở cảm giác thượng lại là có chút không thích hợp. Tổng giác thực âm trầm. Nơi này có cái gì bất đồng chỗ? Dương Nghị Vân hỏi chồn đen. Chủ nhân yêu ma cốc ngày thường kỳ thật là không có gì sinh linh tới gần, có lẽ ngài cũng cảm giác được, nơi này hơi thở thực âm trầm, đối với bình thường sinh linh tới nói, đều là bài xích loại này âm u cảm giác. Nhìn không có gì, nhưng tiến vào sơn cốc lúc sau, sẽ có sát khí, ma khí, lệ khí, bạo ngược hơi thở xuất hiện, tóm lại là thực âm u cái loại này, sẽ thực không thoải mái, ở sơn cốc chỗ sâu trong trận ma nơi, có cường đại ma khí vẩn quanh, từ phong ấn nơi toát ra tới. Kia mới là muốn mệnh tà ác hơi thở. Dù sao không thể dính thượng, tu vi nhược một ít sinh linh dính thượng lúc sau sẽ bị ma hóa, hóa thành rõ đầu rõ đuôi ma vật, đương nhiên lấy chủ nhân tu vi chỉ cần không tới gần phong ấn, là sẽ không có nguy hiểm. Bất quá phong ấn nơi, còn có một ít bị ma hóa tồn tại, tương đối khó giải quyết, cho nên tiến vào sơn cốc sau, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một ít, bị những cái đó ma vật quấn lên, tuy nói không tính quá cường đại, lại cũng thực phiền toái. Chồn đen giảng giải xem như thực kỹ càng tỉ mỉ. Dương Nghị Vân gật gật đầu, ý bảo tiến vào sơn cốc. Vừa đi Dương Nghị Vân một bên hỏi thần ma điểu nói, quả đen, người đối yêu ma linh tinh sinh linh hiểu biết nhiều ít. Thần ma điểu đôi mắt chừng nói, lão tử tam giới đệ nhất thần ma điểu, có cái gì là lão tử không biết. Người cái nhược kê xem như hỏi đối người, Nga không hỏi đối điểu. Dương Nghị Vân mặt đen hắc tuyến, thật muốn một phen bóp chết vấn đề này điểu. Nhưng ngẫm lại vẫn là nhìn xuống, hiện tại cũng coi như là hiểu biết vấn đề này điều chính là trời sinh toái miệng, vương bát bản tính, đầu óc có vấn đề, cùng nó so đo tính không ra. Nói Dương Nghị Vân cắn răng nhảy ra tới một chữ. Nhược kê nghe hảo, yêu ma chính là yêu tu dược vật hóa ma tu ma sản vật, hai người kém một chữ, nhưng khác nhau như trời với đất, điểm này cùng nhân tộc giống nhau. Hóa ma là bị động, tu ma là chủ động, hóa ma thường thường sẽ mất đi tự mình ý thức. Hoặc là bị ma tộc đồng hóa thay thế, hoặc là liền sinh ra toàn hưng ý thức, tương đối tà ác, có chút hoàn toàn sẽ trở thành không có tự mình tư tưởng ma đầu ma vật. Mà tu ma còn lại là có thể chính mình lựa chọn, có chuyên môn ma công tu luyện, bực này dưới tình huống, thường thường là tự mình ý thức, sẽ không đã chịu ma khí ảnh hưởng. Yêu ma sao, lại nói tiếp người tộc ma đạo càng đáng sợ, bởi vì yêu tộc bản thân lực lượng thân thể từ yêu thế cường quốc nhân tộc, cho nên yêu ma hóa ma tộc lợi hại hơn một ít. Còn có chính là một chút, yêu ma chi vật, giết chóc càng trọng, cho nên tiểu tử ngươi tiến vào sau cẩn thận một chút, lão tử nhưng không nghĩ chịu tiểu tử ngươi liên lụy. Thần ma điểu nói chuyện là một chút đều không khách khí. Dương Nghị Vân tuy rằng khí, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, tiến vào yêu ma cốc sau, còn có rất nhiều sự tình muốn cố vấn này chỉ hỏi đề điểu,
cứ việc này chỉ thiếu tâm nhãn vấn đề điều miệng thực toái, cũng không có trên thực tế sức chiến đấu, chính là Dương Nghị Vân phát hiện nó trong bụng là thực sự có hóa, tựa hồ thật đúng là có thể biết được không ít thế gian việc. Nói điểm thực tế hàng khô, có biện pháp gì không đối phó yêu ma hoặc là nói yêu ma chi khí? Dương Nghị Vân hỏi. Hắc hắc, người cầu lão tử A thần ma điểu lại bắt đầu phạm tiện. Dương Nghị Vân hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Dứt khoát không để ý tới này chỉ ngốc nghếch, trực tiếp về phía trước đi đến. Tiến vào yêu ma cốc, đích xác cùng chồn đen giảng thuật yêu ma cốc hơi thở thực không giống bình thường. Bất chi bất giác trung liền sẽ làm nhân tâm sinh ra bực bội cảm xúc. Nhưng là đương Dương Nghị Vân vận chuyển càn khôn tạo hóa công sau, loại này nóng nảy cảm xúc dần dần đè ép đi xuống. Nhập yêu ma cốc trăm dặm một tòa thật lớn tế đàn xuất hiện. Nhưng xem ở Dương Nghị Vân trong mắt lại là cả người chấn động. Bởi vì hắn nhìn đến quá như vậy một tòa giống nhau như đúc tế đàn. Lúc trước đi tìm Triệu Nam chờ nữ thời điểm, ở Khăng Khít Cốc liền gặp qua như vậy một tòa giống nhau như đúc tế đàn. Chẳng qua nơi nào là tiên nhân chấn ma. Sau lại, lão nhân ra tay hóa ngủ say rất nhiều năm đại giới chém nơi nào trấn áp ma hồn. Hôm nay không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên lại một lần thấy một tòa giống nhau tế đàn. Không hề nghi ngờ, nơi này trấn áp mới là suốt đại ma. Trách không được chồn đen nói ma khí tiết ra ngoài đều có thể ma hóa yêu tu yêu thú. Đương mấy người đi vào lúc sau, chồn đen đột nhiên thất thanh ra tiếng nói, không tốt, tế đàn đã phá. Còn lại tam yêu lúc này cũng là sắc mặt đại biến. Bọn họ tuy rằng không có ở đi trông coi yêu ma cốc, nhưng không đại biểu liền không để bụng. Tế đàn phá, ý nghĩa cái gì, mọi người đều biết. Nơi này trấn áp chính là chân chính ma đầu. Hiện tại tưởng tượng Dương Nghị Vân phía trước nói qua yêu ma chi lang, hoặc là nói cắn nuốt quá một đôi vượn trắng cha mẹ yêu ma chi lang, sợ. Chính là nơi này trấn yêu ma đầu. Có thể tưởng tượng trấn áp ma đầu sau khi ra ngoài, sẽ có cái dạng nào hậu quả. Dương Nghị Vân cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn hiện tại trong lòng lo lắng chính là, nơi này trấn áp ma đầu, có thể hay không cùng năm đó Khăng Khít Cốc thật muốn ma đầu chi gian có hay không cái gì liên hệ. Nếu có, vậy phiền toái lớn. Năm đó Khăng Khít Cốc ma đầu nhưng xem như bị hắn cấp thả ra, rồi lại diệt trừ. Nếu cùng nơi này ma đầu chi gian có cái gì liên hệ, như vậy lấy ma tộc phong cách hành sự, tất nhiên sẽ trả thù. Hắn làm chồn đen bốn yêu ở toàn bộ tán tiên đảo đều tìm kiếm quá, không có kia đầu yêu ma chi lang tung tích, hiện giờ tới rồi nơi này, lại là phát hiện tế đàn đã rách nát. Này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Trấn áp ma đầu có lẽ ma hóa ở một đầu yêu lang trên người, lúc sau rời đi tán tiên đảo. Có thể đi nơi nào? Đơn giản chính là tu chân giới đi. Nếu là đi tu chân giới, kia. Dương Nghị Vân cả người đại trấn nói, tốc về tu chân giới. Kia đầu yêu ma chi lang vô cùng có khả năng trả thù ta vân môn tiên cảnh. Sở dĩ nói như vậy, hắn cũng là có căn cứ phỏng đoán. Bởi vì trước mắt chấn ma tế đàn cùng lúc trước Khăng Khít Cốc kia tòa tế đàn giống nhau như đúc. Có điều khác nhau chính là, năm đó chấn áp Khăng Khít Cốc chính là chín đại cổ tiên nhân, mà nơi này còn lại là chồn đen bốn yêu thế lực, bọn họ đời đời phụ trách trông coi nơi này, hiện tại lại là ra vấn đề. Dương Nghị Vân không thể không lo lắng. Tới rồi nơi này công dã tràng, Dương Nghị Vân mang theo bốn yêu hỏa tốc quay trở về tu chân giới. Từ năm đó rời đi, đi trước tiểu yêu giới, lại đến tán tiên đảo đến nay, Dương Nghị Vân tính tính thời gian đã ước chừng đi qua 360 nhiều năm. Ở tiểu yêu giới cùng tán tiên đảo loại địa phương kia vô ngày đêm chi phân, thật đúng là không cảm giác được thời gian sói mòn. Vừa ra tới trở lại tu chân giới, mới phát hiện cư nhiên đi qua lâu như vậy thời gian. Bọn họ mang theo bốn yêu cùng thần ma điểu, xuất hiện địa phương chính là, tu chân giới hoang vu khu, nơi này xem như liên thông tán tiên đảo yêu tộc địa bàn. 360 nhiều năm qua đi, cũng không biết tu chân giới hoặc là nói vân môn có hay không sự. Dương Nghị Vân hiện tại lo lắng nhất Khăng Khít Cốc cùng tán tiên đảo yêu ma có liên hệ, do đó trả thù vân môn. Cường đại thần thức thả ra đi, trực tiếp thuấn di lên đường, thẳng đến vân môn tiên cảnh. Dương Nghị Vân người còn chưa tới vân môn tiên cảnh, thần thức cũng đã bao phủ tới rồi toàn bộ vân lôi núi non. Hiện giờ hắn thần thức cường đại tới rồi nhất niệm chi gian có thể đạt tới ngàn vạn dặm nông nỗi, ở tu chân giới không có tán tiên đảo cùng tiểu yêu giới kia chờ hạn chế. Trước hai người rốt cuộc xem như tiên giới xuống dưới sản vật thế giới, đối thần thức có hạn chế là bình thường.
mà ở tu chân giới hắn xem như tu vi đã đạt tới tu chân đỉnh phi thăng cảnh đại viên mãn đại đỉnh, thần thức có thể vô hạn chế. Thần hồn cũng đủ cường đại liền có thể kéo dài đi ra ngoài. Ngàn vạn dặm thần thức phạm vi, cứ việc đặt ở cuồn cuộn tu chân giới như cũ này đây ngẫu nhiên chi, nhưng với hắn mà nói đã là siêu việt tìm kiếm người tu chân một mảng lớn thành tựu. Thần thức trung vân lôi núi non mạnh khỏe, vân môn tiên cảnh bảo hộ sơn môn mạnh khỏe. Cái này làm cho Dương Nghị Vân tặng khẩu khí. Chỉ mong là ta chính mình suy nghĩ nhiều, khăng khít cốc cùng yêu ma cốc chi gian trấn áp ma đầu tế đàn có lẽ chỉ là một cái trùng hợp, không có liên hệ. Hắn trong lòng nghĩ thời điểm, không ngừng thuấn di chung, đã đến vân lôi núi non. Theo sát ta bước chân, nơi này là ngàn vạn dặm vân lôi núi non. Dương Nghị Vân đối với phía sau theo sát trồn đen bốn yêu công đạo. Đúng vậy. Bốn yêu tuy rằng là lần đầu tiên tiến đến vân lôi núi non, nhưng lại hắn đã phát hiện nơi này lôi đỉnh dày đặc. Một người bốn yêu xuyên qua mà đi, thực mau Dương Nghị Vân mang theo bốn yêu đến lôi vân núi non trung tâm nơi, vân môn tiên cảnh cổng lớn. Tiểu hỗn đản nơi này chính là người sáng tạo tông môn. Thần ma điểu ngồi xổm Dương Nghị Vân bả vai nói chuyện. Đối này chỉ không lớn không nhỏ vấn đề điểu toái miệng, Dương Nghị Vân cũng thói quen, không cùng nó so đo. Đúng vậy. Đợi lát nữa đi vào quan hảo ngươi phá miệng, bị người xé lạn, nhưng đừng tìm ta. Dương Nghị Vân trợn trắng mắt phất tay gian mở ra đại trận, đi vào. Lão tử tam giới đệ nhất thần ma điểu, ai dám động lão tử, các ngươi ở lão tử trong mắt đều là nhược kê. Thiên vương lão tử giống nhau thần ma điểu lại bắt đầu toái miệng. Dương Nghị Vân dứt khoát không để ý tới nó. Tiến vào vân môn tiên cảnh sau, Dương Nghị Vân đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, toàn bộ vân môn tiên cảnh quá an tĩnh. Trong lòng vừa động thần thức chung lại là phát hiện, vân môn mọi người cư nhiên tất cả đều tụ tập ở nghị sự đại điện. Dương Nghị Vân trong lòng lột bột một chút, hắn có loại dự cảm bất hảo xuất hiện ở trong lòng. Vân môn trung tâm cao tầng cơ bản đều ở nghị sự đại điện, này thuyết minh là có đại sự đã xảy ra. Vèo! Dương Nghị Vân cũng không dám nữa chậm trễ, trực tiếp biến mất tại chỗ, xuất hiện ở nghị sự đại điện. Vân môn nghị sự đại điện. Tử Hoàng các ngươi bên kia nhưng có tin tức. Triệu Nam vẻ mặt tiều tụy. Tử Hoàng lắc đầu nói, không có, còn ở tìm. Xảy ra chuyện gì? Dương Nghị Vân thân ảnh xuất hiện ở đại điện. Vân tử. Bái kiến thánh chủ. Liên tiếp thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân rời đi tới hơn 300 năm, cuối cùng là đã trở lại. Mọi người nhìn đến Dương Nghị Vân xuất hiện đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời cũng khẩn trương lên. Bởi vì vân môn phát sinh sự. Đối đại gia tới nói thật ra là quá lớn. Đều đừng tới nghi thức xã giao, nói cho ta đã xảy ra sự tình gì. Dương Nghị Vân cảm nhận được mọi người áp lực cảm xúc cùng nội tâm bất an. Đang xem Triệu Nam cùng Độc Cô Vô Tình mấy người phụ nhân đều là hai mắt toàn đỏ lên bộ dáng, hắn trong lòng lộp bộp nhảy lên càng lúc càng nhanh. Vân tử, là Nguyên Thanh mất tích, cuối cùng là Triệu Nam mở miệng. Nguyên Thanh, Dương Nghị Vân tự nói. Mới đầu có chút sững sờ, nhưng là giây tiếp theo liền phản ứng lại đây nói, chính là Nguyên Tranh cùng Nguyên Bảo ba mẹ bọn họ tiến đến tu giả giới. Nguyên Thanh, Dương Nguyên Thanh. Tên này Dương Nghị Vân há có thể xa lạ. Đây là năm đó trở lại địa cầu lúc sau, nhân thủy chi căn Nguyên Châu mà rơi hải mất trí nhớ, với trên đảo nhỏ Nguyên Tranh Nguyên Bảo huynh muội quen biết, sau lại càng là trời xui đất khiến cùng Nguyên Tranh kết hôn dư lại một tử. Lại sau lại ký ức khôi phục. Đem các nàng mang về địa cầu Vân Môn, hài tử sinh ra đặt tên Dương Nguyên Thanh, nhưng ở hắn rời đi thời điểm Nguyên Tranh lựa chọn lưu lại, nói chờ nhi tử lớn lên, tu luyện nhập môn ở phía trước tới tu chân giới tìm hắn. Năm đó cha mẹ Dương Quốc Trung cùng Đoan Mộc Uyển Nhi sửa lại cũng ở, Dương Nghị Vân khiến cho bọn họ lưu tại tu chân giới, ngày sau lại đến tu chân giới. Hắn rời đi tu chân giới đi trước tiểu yêu giới đến nay có hơn 300 năm, ngẫm lại Nguyên Tranh mẫu tử bọn họ tiến đến cũng bình thường. Nhưng hiện tại Triệu Nam lại nói tiểu nhi tử Dương Nguyên Thanh mất tích. Nơi này tuyệt đối đã xảy ra chuyện. Dương Nghị Vân nội tâm run lên, nhưng như cũ vẫn duy trì trấn định hỏi, cụ thể là chuyện như thế nào? 3 năm trước đây, ba mẹ mang theo Nguyên Tranh mẫu tử cùng Nguyên Bảo tới rồi tu chân giới, nhưng lại là ở mấy cái hài tử đi ra ngoài du lịch thực lực, Nguyên Thanh liền mất tích. Chúng ta ở Nguyên Thanh mất tích địa phương phát hiện có tà ác ma khí, trừ cái này ra. Không còn có tìm được bất luận cái gì manh mối, đã phát động toàn bộ vân môn lực lượng tìm kiếm 3 năm, không hề tin tức, hôm nay cũng là đại gia 1 tháng 1 chạm trán nhật tử,
thương nghị lúc sau còn muốn đi ra ngoài tiếp tục tìm. Ba mẹ cùng Nguyên Tranh Nguyên Bảo, Đoàn Đoàn Viên Viên bọn họ mấy cái hài tử cũng đều đi ra ngoài tìm kiếm, Vân Tử thực xin lỗi, là ta không có xem trọng ra. Triệu Nam nói chuyện thời điểm đôi mắt đỏ, cũng tràn ngập áy náy. Ở Triệu Nam nói chuyện thời điểm, Dương Nghị Vân đầu kỳ thật đều là ầm ầm vang lên. Nhưng lại cũng biết chuyện này không phải Triệu Nam trách nhiệm, làm nhất môn chi chủ, một nhà chi chủ, lúc này cứ việc hắn nội tâm đã rối loạn, nhưng lý trí nói cho hắn muốn chấn định. Sâu trong nội tâm Dương mẫu nhân kỳ thật ở mấy cái hài tử giữa thiên vị tiểu nhi tử Dương Nguyên Thanh, nghĩ lại tới chỗ, Dương Nguyên Thanh vừa sinh ra hắn liền dùng sinh mệnh chi thủy cấp tẩy tủy phạt mao. Vừa sinh ra chính là tiên thiên chi thể, một tuổi giai đoạn cũng đã nói kim đan cảnh giới, là mấy cái hài tử giữa thiên phú tốt nhất một cái, nhưng hiện tại. Nghe Triệu Nam ý tứ, hiển nhiên là có người có ý định vì này, hơn nữa cực có thực có thể cùng hắn trong lòng lo lắng nhất sự tình trọng điệp. Hiện trường có ma khí, có thể hay không chính là hắn ở tán tiên đảo yêu ma cốc truy tia, à yêu ma chi lang. Giống nhau như đúc trấn ma tế đàn, này không phải trùng hợp. Vô cùng có khả năng trốn ra tán tiên đảo yêu ma cốc tế đàn ma đầu, cũng là giết hại kết bái đại ca bạch khởi kia chỉ yêu ma chi lang, hoặc là hòa giải khăng khít cốc trấn ma tế đàn ma đầu là một đường can hệ. Hảo xảo bất xảo, con của hắn liền mất tích, hiện trường lưu lại ma khí. Này không phải trùng hợp. Dương Nghị Vân như thế cho rằng. Đi thôi, Đoàn Đoàn Viên Viên, Tinh Nhi, Nhạc Nhạc, Tiểu Mạn Mạn, đều triệu tập trở về, có lẽ đối phương là cố ý vì này, chuyện này ta tới xử lý, các người mấy cái cũng đừng ra cửa, đúng rồi nhường ra Nguyên Tranh Nguyên Bảo cùng ba mẹ đều trở về. Dương Nghị Vân nghĩ đến đối phương mặc kệ là người là ma, nếu dám chào con của hắn, chẳng lẽ cũng không dám chào những người khác. Đối với thân nhân, Dương Nghị Vân xem so thiên trọng. Hắn không dám làm người các nàng ở đi mạo hiểm. Chuyện này, hắn sẽ tự mình đi điều tra. Tại đây một khắc hắn trong lòng thề, mặc kệ là ai, hắn nhất định phải tìm ra, đem chi nghiền xương thành cho. Hảo, ta lập tức đưa tin cho chúng ta. Triệu Nam gật đầu, nàng kỳ thật cũng lo lắng những người khác đi ra ngoài có nguy hiểm. Nhưng lại là ngăn không được bọn họ đều đi ra ngoài tìm người. Các ngươi đều trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Dương Nghị Vân vừa trở về. Liền phát sinh nhi tử mất tích loại sự tình này, cũng không có tâm tình cùng mấy người phụ nhân ôn chuyện cầu tình. Đi thôi, chúng ta trước đi xuống. Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình, Lâu Hải Đường chờ một hàng nữ nhân đi ra đại điện, các nàng có thể lý giải Dương Nghị Vân tâm tình, không có nhiều lời nói, tất cả đều rời đi nghị sự đại điện. Chờ mấy người phụ nhân sau khi rời khỏi đây, Dương Nghị Vân nhìn trong đại điện tử hoàng chờ tứ đại yêu soái cùng người tu chân cao thủ nói, ta nhi tử ở nơi nào mất tích. Hồi bẩm thánh chủ, tiểu thiếu chủ, xem như ở nguyên lai vạn linh thánh địa lãnh thổ quốc gia mất tích, bất quá mấy trăm năm vạn linh thánh địa lãnh thổ quốc gia đã bị chúng ta vân môn tiếp quản, trừ bỏ hiện trường lưu lại ma khí ở ngoài, không còn có phát hiện dấu vết để lại, bao gồm ngầm đều đi tìm, không có. Lần này đáp lời chính là thử vương. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nói, tu giả giới các đại lãnh thổ quốc gia phát động vân môn các đệ tử, mặc kệ bất luận cái gì thế lực cho ta đi tìm tòi. Nhưng phản phát hiện địa phương nào có ma khí trọng điểm lục soát, dám can đảm phản kháng, hoặc là không cho siêu tầm giả, cho ta diệt môn. Đào ba thước đất cũng muốn đem ta nhi tử tìm được, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, ta cũng không tin hắn có thể hư không tiêu thất, còn có phàm là tu chân giới có thích hợp địa phương, lập tức đăng báo. Dương Nghị Vân nói chuyện chung sắc mặt âm trầm đáng sợ, cả người bất chi bất giác tản mát ra khí thế cường đại cùng sát ý. Làm đại điện chung một chúng vân môn cao thủ, đều cảm thấy sợ hãi. Là, mọi người cùng kêu lên trả lời. Chờ đại gia sau khi rời khỏi đây, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, đối với chồn đen bốn người nói, chồn đen lưu lại, các người ba cái đi theo đi hiệp trợ. Cuồng sư, Bạc Điêu cùng Hồng Đầu Ngô ba cái đại yêu lúc này không dám có chút chậm trễ, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Chồn đen cùng ta đi ra ngoài một chuyến, nghe con cũng đi theo tới. Chúng ta đi Nguyên Thanh mất tích địa điểm. Dương Nghị Vân muốn đi xác nhận một chút nơi nào lưu lại ma khí, cùng tán tiên đảo yêu ma cốc tế đàn ma khí có phải hay không cùng ra một mạch, nếu đúng vậy lời nói, chuyện này liền không đơn giản. Nguyên lai vạn linh thánh địa địa bàn, một tòa vô danh trên núi, Dương Nghị Vân một hàng đến. Chồn đen nhìn xem có phải hay không yêu ma cốc cái loại này ma khí hơi thở. Dương Nghị Vân làm chồn đen xem xét hiện trường di lưu ma khí. Là. Chủ nhân, chồn đen theo tiếng lúc sau, bắt đầu ở mọi nơi đi đi rừng rừng, trong chốc lát nhắm mắt cảm ứng,
trong chốc lát tú tú cái mũi. Vài phút sau, trồn đen phản hồi đến Dương Nghị Vân bên người. Chủ nhân thật là yêu ma cốc tế đàn phát ra cái loại này ma khí hơi thở. Được đến trồn đen trả lời, Dương Nghị Vân nội tâm run lên, hắn sợ nhất sự vẫn là đã xảy ra. Hiện tại cơ bản có thể xác định, tiểu nhi tử Dương Nguyên Thanh chính là bị ma tộc trả thù cố tình bắt đi, mà hung thú, 89 phần 10 cùng năm đó khăng khít cốc cái kia bị lão nhân đánh tan ma đầu ma hồn có quan hệ, hoặc là nói cùng ra một mạch đi. Hẳn là chính là yêu ma chi lang không thể nghi ngờ, cũng là giết hại kết bái đại ca Bạch Khởi hung thủ. Dương Nghị Vân trầm giọng nói, khả năng truy tung đến phương vị. Trồn đen lắc đầu nói, thuộc hạ không thể, đối phương ma khí cũng liền một tia để sót, nếu không phải thuộc hạ nhiều thế hệ trấn thủ yêu ma cốc, chỉ sợ cũng là ở chỗ này tu không đến ma khí hơi thở tồn tại, chính là này phạm vi vài trăm thước trong vòng có ma khí, lúc sau hoàn toàn biến mất, tìm không thấy chút nào. Dương Nghị Vân trong lòng thở dài, trồn đen nói ở đoán trước trong vòng, hắn cũng chính là ôm thử xem tâm thái tiến đến, nếu là thực sự có như vậy hảo tìm kiếm, tử hoàng các nàng đã sớm tìm được rồi. Về đi. Dương Nghị Vân nói xong trực tiếp biến mất tại chỗ. Lần này có thể xác định hoặc là nói một cái suy đoán đi, có khả năng bắt đi nhi tử hung thủ là yêu ma chi lang, là cùng khăng khít trong cốc có liên hệ ma đầu, thuyết minh một cái thập phần có khả năng vấn đề. Đó chính là có thủ oán, hoặc là nói là trả thù hắn. Nếu là trả thù, đại có thể trực tiếp giết hắn tiểu nhi tử Dương Nguyên Thanh, không cần như vậy phiền toái. Dựa theo Triệu Nam nói, là mấy cái hài tử đi ra ngoài du lịch, tới rồi vùng này sau vào núi thu thập linh dược, khó tránh khỏi sẽ có lạc đơn thời điểm. Tập hợp thời điểm liền phát hiện Dương Nguyên Thanh không thấy, một phen tìm kiếm dưới, chỉ phát hiện tựa hồ có ma khí xuất hiện quá, vội vàng thông chi trong nhà, kết quả vân môn người cơ hồ đem nơi này núi non phiên cái đế hướng lên trời chính là không có Dương Nguyên Thanh rơi xuống. Mấy cái hài tử vừa ra đi, duy độc liền mất tích Dương Nguyên Thanh, những người khác lại là không có việc gì. Muốn nói báo thù, đảo cũng có chút nói không thông, báo thù nói, mặt khác mấy cái hẳn là cũng trốn không thoát một kiếp. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ những việc này, đầu óc đều có chút đau, dù sao có một chút có thể xác định, hắn tiểu nhi tử Dương Nguyên Thanh còn sống, bởi vì bản mạng ngọc bài không có tuổi vỡ vụn. Nếu xuất hiện ngoài ý muốn, bản mạng ngọc bài đã sớm nát. Hiện tại cũng không biết, bắt đi Dương Nguyên Thanh yêu ma có cái gì mục đích. Mặc kệ như thế nào, Dương Nghị Vân đều phải đem nhi tử tìm được, đem kia yêu ma chi lang bầm thây vạn đoạn. Trở lại vân môn lúc sau, Dương Nghị Vân đem Càn Khôn Hồ Trung Mai Tỷ, Thiên Hồ cùng Tiểu Phượng Hoàng, Điêu Nhi, Bạch Long Bạch Phượng mấy cái mới phương đến xem ra tới, phía trước sốt ruột cũng chưa cố thượng. Mà cha mẹ cùng Nguyên Bảo Nguyên Tranh, mấy cái hài tử đều đã trở lại, ba cái đệ tử cũng đều ở. Dương Nghị Vân trở về tin tức bọn họ tự nhiên cũng đều đã biết. Phụ thân, vân tử, sư phụ, thánh chủ, liên tiếp thanh âm vang lên, Dương Nghị Vân dừng tay, cũng nhìn đến mọi người trên mặt thấp thỏm, đặc biệt là đoàn đoàn viên viên mấy cái hài tử. Hắn làm phụ thân tự nhiên có thể lý giải một ít. Không khí ngưng trọng, lúc này Dương Nghị Vân mang lên gương mặt tươi cười nói, đều không cần khẩn trương, ta đã đi tia, a qua, thanh nhi sẽ không có việc gì, hơn nữa thực mau là có thể tìm được, vấn đề không lớn, đều đừng lo lắng. Làm người tâm phúc, hắn tại đây loại thời điểm, tự nhiên không thể có cái gì cảm xúc biểu lộ ra tới, chỉ có thể an ủi, cho đại gia đều an tâm. Vân đại ca, đều là ta không hảo là ta không thấy hảo thanh nhi. Ta, ô ô ô, lúc này Nguyên Tranh rốt cuộc nhìn không được nhào vào Dương Nghị Vân trong lòng ngực khóc lên. Không có việc gì, không có việc gì, hết thảy có ta ở đây, nhất định có thể đem thanh nhi bình an tìm về, đừng khóc, mọi người đều còn nhìn đâu. Cùng cái này nhỏ nhất nữ nhân mấy trăm năm không gặp mặt, không nghĩ tới vừa thấy mặt liền sẽ trường hợp như vậy. Nguyên Tranh bị mất nhi tử, trong lòng sao có thể không nóng nảy, cứ việc hiện tại nàng đã đúng vậy hợp thể cảnh người tu chân, nhưng lại sớm đã rối loạn một tấc vuông. Nhi tử Dương Nguyên Thanh mất tích 3 năm, nàng dày vò 3 năm, ở bên ngoài chính chính tìm kiếm 3 năm, hiện giờ Dương Nghị Vân trở về, nàng trong lòng áp lực cảm xúc sốt cuộc bạo phát. Một lát sau, Nguyên Tranh mới ở Triệu Nam an ủi cảm xúc ổn định, nhưng đã lâu đối Dương Nghị Vân một cái kính nói, nhất định phải tìm được nhi tử là nàng mệnh căn tử. Tỷ phu đều do ta, Nguyên Bảo sớm đã không phải lúc trước cái kia tự bế thiếu niên, mà là hợp thể đại viên mãn tu sĩ. Nguyên Bảo không trách ngươi, đây là thanh nhi chính mình kiếp số, ngươi có thể làm bạn tỷ tỷ ngươi cùng thanh nhi đi vào tu chân giới,
đã làm thực hảo Dương Nghị Vân đối Nguyên Bảo thực vui mừng, nhìn ra được tới hắn một thân tu vi thực vững chắc, xưng được với trăm học khổ tu. Tỷ phu ta. Hảo, đi giúp ta trấn an một chút tỷ tỷ ngươi đi thôi, Thanh Nhi sự ta sẽ giải quyết, không cần lo lắng. Dương Nghị Vân đánh gãy Nguyên Bảo. Ngay sau đó đi hướng cha mẹ Dương Quốc Trung cùng Đoan Mộc Uyển Nhi. Ba, mẹ Dương Nghị Vân qua đi hành lễ. Cha mẹ đều đã vượt qua đại thiên kiếp, tu vi cũng sắp đột phá độ kiếp trung kỳ. Nhi tử xin lỗi, lần này đều do ta hẳn là đi theo bọn nhỏ cùng nhau du lịch lịch. Nghe được phụ thân đều bắt đầu tự trách, Dương Nghị Vân cười khổ nói, ba, ngươi như thế nào cũng cùng ồn ào, lại nói tiếp là hài tử, kỳ thật đều tu luyện mấy trăm năm, lại nói vân môn đệ tử rời núi du lịch, cũng là ta định ra quy củ, tu chân chi lộ. Vốn là không phải thuận buồm xuôi gió, lần này cũng coi như là Thanh Nhi một kiếp, cùng các ngươi không quan hệ. Nhi tử ta mặc kệ, ngươi nhưng nhất định phải đem ta tôn nhi tìm trở về. Mẫu thân Đoan Mộc Uyển Nhi cũng đi theo mở miệng, đều mang lên khóc nức nở. Là, mẹ ngài yên tâm, ta nói Thanh Nhi sẽ không có việc gì, nhất định sẽ tìm trở về. Dương Nghị Vân vội vàng trấn an mẫu thân. Dương Nghị Vân tức khắc đầu đại. Vội vàng đối muội muội Dương Khoan Thai cùng Độc Cô Vô Tình mấy cái nháy mắt, làm các nàng đem cha mẹ dẫn đi trấn an nghỉ ngơi. Cũng làm mặt khác đều đi xuống, hắn kỳ thật nội tâm nhất dày vò một cái. Chờ tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Đoàn Đoàn Viên Viên, Tiểu Mạn Mạn, Dương Tinh Phó, Âu Dương Nhạc Nhạc hơn nữa ba cái đổ đệ, Độc Cô Hối, Vương Tông Nhân, Võ Kiếm mấy cái cúi đầu đã đi tới. Sư phụ ta cái này đại sư huynh không có làm hảo. Phụ thân đều do ta. Là ta cái này tỷ tỷ không đương hảo. Dương Nghị Vân hơi hơi mỉm cười xua tay nói, được rồi, các người có thể có nghĩ lại, chứng minh các người đều trưởng thành, ta thực vui mừng, chuyện này coi như là một lần trưởng thành đại giới đi, như cũ đi ra ngoài, các người lẫn nhau chi gian càng hẳn là nhiều hơn suy nghĩ, liền sẽ không xuất hiện các người đệ đệ mất tích vấn đề, nói đến cùng, chuyện này không trách các người, đều đi xuống đi. Ba cái đồ đệ. Mấy cái hài tử cũng chưa dám ở nói chuyện, rời khỏi đại điện. Trống trải đại điện chỉ còn lại có Dương Nghị Vân cùng trên vai thần ma điểu. Hô! Dương Nghị Vân thật dài ra một hơi, hắn có thể an ủi mọi người, nhưng không có người an ủi hắn, mất tích chính là hắn tiểu nhi tử, sao có thể không lo lắng. Lại nói tiếp hắn so bất luận kẻ nào đều khẩn trương. Nhưng lại còn muốn chiếu cố mọi người cảm xúc. Không có người thời điểm, hắn mới có thể có cái thư thái. Trên mặt ý cười dần dần thu hồi, thay thế chính là mỏi mệt cùng cắn răng âm trầm. Quả đen có biện pháp gì không giúp giúp ta? Lão tử cho rằng tiểu tử ngươi sẽ không mở miệng, ngươi tính hỏi đối người, lão tử là tam giới đệ nhất thần ma điểu, không có gì sự có thể khó trụ lão tử, có một cái biện pháp có thể tìm được, nhưng yêu cầu thời gian không xác định, cũng phi thường hao phí tinh lực, thậm chí còn sẽ phản phệ chi lực rất lớn, tiểu tử ngươi nếu không phải thử xem. Thần ma điểu lúc này đây tựa hồ cảm nhận được Dương mỗ nhân tâm tình không tốt, cũng không có như thế nào đấu võ mồm. Dương Nghị Vân tinh thần chấn động nói, biện pháp gì mau nói. Vốn dĩ hắn không báo cái gì hy vọng, cũng không trông cậy vào thần ma điểu là vạn năng vạn sự thông, chính là rơi vào đường cùng thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới này chỉ hỏi để điều thật là có biện pháp. Cái này Dương Nghị Vân trầm thấp trung tinh thần tỉnh táo. Thần ma điểu đầu một oai, lão tử truyền cho ngươi một trận. Tên là châm huyết thiên cơ trận lấy tự thân tinh huyết vì môi giới thiêu đốt, suy đoán thiên cơ, là có thể tìm kiếm đến ngươi người muốn tìm, đương nhiên yêu cầu ngươi nhi tử bản mạng bài. Bất quá thời gian thượng nhưng không có một cái chuẩn, cũng là một năm trong vòng là có thể tìm được, có lẽ 10 năm, trăm năm thậm chí càng lâu, cũng liền nói là, ở cái này thời gian nội ngươi muốn thiêu đốt ngươi tự thân tinh nguyên không thể gián đoạn, cái này đại giới nhưng rất lớn, hơn nữa phi thường hao phí nguyên thần, tiểu tử ngươi suy xét hảo nga. Đó là ta nhi tử, đừng nói thiêu đốt tinh huyết, liền tính là muốn mệnh cũng không tiếc, đừng vô nghĩa mau truyền ta châm huyết thiên cơ trận pháp. Dương Nghị Vân không chút do dự. Vân môn tiên cảnh Châu Phong, một ngày này, nghé con, phân lôi thú, điêu nhi, tiểu phượng hoàng, cộng thêm một cái thần ma điểu cấp Dương Nghị Vân hộ pháp. Đương nhiên thần ma điểu ngồi xổm nghé con trên đầu, tự nhiên là toái miệng so sắc, nó cũng sẽ không đi hộ pháp. Bởi vì muốn thi triển châm huyết thiên cơ đại trận suy đoán thiên cơ, đại trận cùng nhau tuyệt đối không thể dừng lại, cho nên thần ma điều trịnh trọng dặn dò quá, phải có hộ pháp tồn tại. Cho nên mấy thần thú liền đảm đương hộ pháp thần nhân vật. Ngoài vòng, Triệu Nam mang theo một đám nữ nhân nhìn, nàng là vô cùng lo lắng,
Tuy rằng Dương Nghị Vân đơn giản nói châm huyết thiên cơ trận pháp, nhưng nàng lại đoán được ra tới, cái này trận pháp tất nhiên đại giới rất lớn, nếu không cũng sẽ không ở nhà mình, an bài mấy đầu thần thú tới hộ pháp. Đến nỗi những người khác, Dương Nghị Vân như cũ phát động đi ra ngoài tiếp tục tìm kiếm, lấy tử hoàng chờ tứ đại yêu soái cùng người tu chân một phương lúc trước Dương Nghị Vân chưa từng gian cốc cứu ra mấy chục danh người tu chân cầm đầu, tản đi ra ngoài. Thậm chí còn tuyên bố vân môn triệu tập lệnh, cấp toàn bộ tu chân giới lớn lớn bé bé vô số tông môn phát ra hiệu lệnh, tìm kiếm Dương Nguyên Thanh. Dương Nghị Vân hứa hẹn, phàm là người nào đó có thể cung cấp xác thực tin tức, vân môn treo giải thưởng 100 vạn thượng phẩm linh thạch, đan dược 100 loại, hơn nữa trực tiếp nhưng trong mây môn tiên cảnh ngộ đạo lâm cùng thành tiên điện. Này treo giải thưởng tin tức sau khi rời khỏi đây, toàn bộ tu giả giới đều quay cuồng lên. Không nói đến khác, chỉ cần 100 vạn thượng phẩm linh thạch cùng 100 loại đan dược, chính là một cái con số thiên văn, thậm chí còn liền tính là mặt khác thánh địa cấp bậc cũng không nhất định lấy đến ra tới. Huống chi còn có vân môn thành tiên điện cùng ngộ đạo lâm này hai nơi tu luyện thánh địa. Hiện giờ vân môn tiên cảnh ngộ đạo lâm cùng thành tiên điện, đã giành toàn bộ tu chân giới, bao gồm mặt khác thánh địa ở bên trong, đều không có vân môn ngộ đạo lâm cùng thành tiên điện bực này tu luyện thánh địa. Hơn nữa ngoại giới 1 truyền 10, 10 truyền 100 truyền thuyết, ngoại giới người tu chân mặc kệ người hoặc là yêu đều đối vân môn thành tiên điện cùng ngộ đạo lâm tràn ngập thần thánh hướng tới. Tại ngoại giới tu sĩ xem ra, chỉ cần có thể đi vào vân môn tiên cảnh thành tiên điện cũng hoặc là ngộ đạo lâm, liền có thành tiên cơ hội, lại vô dụng cũng đều có thể làm tu vi ngồi một lần hỏa tiễn giống nhau tu vi tăng lên. Bởi vì mấy trăm năm thời gian nội vân môn đệ tử quật khởi quá nhanh, mau đến làm cho cả tu chân giới đều sợ hãi, sau lại mới biết được vân môn tiên cảnh có ngộ đạo lâm cùng thành tiên điện này hai cái địa phương. Không có người không nghĩ đi vào. Mà lần này vân môn triệu tập lệnh một chỗ, toàn bộ tu chân giới liền hỗn động, bao gồm mặt khác mấy cái thánh địa, đều tưởng tiến vào vân môn ngộ đạo lâm cùng thành tiên điện đi xem, đi tu luyện. Dù sao lập tức vân môn tiên cảnh chính là sở hữu người tu chân trong mắt tu luyện thánh địa, thậm chí địa vị đã sớm vượt qua trước kia 9 đại thánh địa. Luận thực lực cùng thế lực đã đạt tới Dương Nghị Vân năm đó đối sư phụ trời cao tà thổi hạ ngưu, trở thành siêu nhiên với thánh địa phía trên tông môn. 9 đại tông môn vạn linh thánh địa cùng U Linh Chi Đô bị Dương Mỗ Nhân diệt môn. Mà ma tộc bùng nổ kia một năm, vân môn đại chiến chung, mấy cái tham dự tiến vào thánh địa, đồng dạng là nguyên khí đại thương. Không diệt môn đến bây giờ vì này còn vẫn duy trì thánh địa địa vị đã là vạn hạnh. Cho nên nói hiện tại vân môn địa vị thật là siêu nhiên tồn tại. Một cái vân môn hiệu lệnh phát ra đi, cơ hồ là toàn bộ tu chân giới tông môn hưởng ứng. Việc này lúc sau, mặc kệ có thể hay không được đến Dương Nguyên Thanh tin tức, vân môn chú định sẽ bị tái nhập sử sách. Hơn nữa vân môn này triệu tập lệnh hoặc là nói treo giải thưởng càng vì thích hợp đi, còn không hạn chế, chính là yêu tộc đều có thể. Cho tới nay vân môn đều là tuyển nhận yêu tộc đệ tử, chẳng qua ở tu chân giới lấy người tu chân là chủ đạo dưới tình huống, yêu tộc không dám dễ dàng bước vào vân môn tới. Nhưng là lần này sự kiện lúc sau, có dấu ở tu chân giới các nơi yêu tộc cũng sôi nổi rời núi, đồng dạng tưởng tiến vào vân môn đi. Dù sao vân môn tiên cảnh gốc gác tử chính là 50000 yêu tu lập nghiệp, điểm này tu sửa thật giới đều biết. Tu giả giới mặt khác yêu tộc đối vân môn là duy nhất một cái thánh địa chung có hảo cảm. Cũng tạo thành ngày sau vân môn tiên cảnh ở tu chân giới bất luận cái gì thế lực khó có thể siêu việt, thậm chí còn để đến quá tiểu yêu giới cùng tán tiên đảo rầm rộ. Bởi vì tiểu yêu giới hành trình, Dương Nghị Vân đánh ra tên tuổi, còn có Mai Thi Dĩnh dẫn dắt thần phượng nhất tộc thân cận, mặt khác như Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ huyết mạch gia tộc đều nhìn đến quá Dương Nghị Vân cùng phong tiên chi gian quan hệ, mà ong tiên là tiên giới sinh linh, cho nên toàn bộ tiểu yêu giới đều phải nể tình. Tán tiên đảo liền càng không cần phải nói, Chí Tôn Sơn một trận chiến, Dương Mỗ Nhân có thể nói trực tiếp cùng gián tiếp giết sạch rồi tán tiên đảo nhân tộc chung sở hữu đứng đầu cường giả. Toàn bộ tán tiên đảo duy nhất dư lại 4 cái đại yêu, Trồn Đen, Bạc Điêu, Cuồng Sư, Hồng Đầu Ngô, còn bị Dương Mỗ Nhân thu vào tới rồi nhận lấy, mang về vân môn tiên cảnh xem đại môn quét xác. Cho nên nói vân môn tiên cảnh trở thành danh xứng với thực đệ nhất thế lực, đương nhiên này đều xem như lời phía sau. Đến nỗi trước mắt Dương Nghị Vân đã bắt đầu bày trận, chuẩn bị suy đoán phía chân trời tìm kiếm tiểu nhi tử Dương Nguyên Thanh. Tốn thời gian 3 giờ sau, Dương Nghị Vân rốt cuộc khởi động trận pháp. Nguyên Thanh đem Thanh Nhi tên thật bài cho ta. Dương Nghị Vân hướng nơi xa Nguyên Thanh muốn nhi tử Dương Nguyên Thanh bản mạng bài, dựa theo thần ma điểu cách nói, lúc ấy người bản mạng bài là tìm kiếm mấu chốt,
bởi vì nội loại có Dương Nguyên Thanh bản mạng ấn ký. Nguyên Tranh mang theo lo lắng đem nhi tử bản mạng thẻ bài cho Dương Nghị Vân. Để vào mắt trận bên trong. Thần ma điều chỉ điểm. Dương Nghị Vân trong tay cầm tiểu nhi tử Dương Nguyên Thanh bản mạng bài, mặt trên không có chút nào vết rạn xuất hiện, hắn trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, này thuyết minh cho tới bây giờ, nhi tử là an toàn, ít nhất thuyết minh không có sinh mệnh nguy hiểm. Trong lòng thở dài một chút, Dương Nghị Vân khoanh chân mà ngồi, há mồm thổ lộ, trận khởi. Hai chữ rơi xuống lúc sau, bốn phía quang mang đại tác, một cái ngoài tròn trong vuông kim sắc vầng sáng khởi động. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thúc giục hắn tinh huyết nhỏ giọt Dương Nguyên Thanh bản mạng bài thượng, phụ tử liên tâm, tinh huyết hợp nhất, lại dùng nguyên thần thúc giục, mới có thể khởi động thiên cơ tính toán phương pháp. Ong! Đương tinh huyết nhỏ giọt ở bản mạng bài thượng sau, Dương Nghị Vân trong lòng nhất định bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Trong óc ong một chút, cảm giác ý thức tiến vào vô biên trong bóng đêm, giống như là tiến vào hoa sen đen không gian giống nhau, bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Nhưng có điều bất đồng chính là, hắn tại đây loại vô biên hắc ám trạng thái hạ, trước mắt có thể nhìn đến một chút vầng sáng. Nhìn kỹ đi điểm này vầng sáng đúng là nhi tử Dương Nguyên Thanh bản mạng bài. Giờ phút này cái này bản mạng bài chính huyền phù trong bóng đêm một chút đi trước, giống như là ám hắc chỉ lộ đèn sáng, đang ở chỉ dẫn về phía trước đi đến, cũng không biết sẽ hướng địa phương nào. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng có chút nghi hoặc. Đúng lúc này, vô biên hắc ám trung vang lên thần ma điểu thanh âm. Tiểu hỗn đản, đây là thiên cơ trận pháp sở diễn biến ra tới thiên cơ chỉ dẫn, kia một chiếc đèn chính là ngươi nhi tử bản mạng bài, ở thiên cơ chi lực thúc đẩy hạ, sẽ mang theo ngươi ý thức tìm được hắn. Giờ phút này ngươi trạng thái cùng loại nguyên thần du lịch, chờ kia một chiếc đèn dừng lúc sau, vô biên hắc ám sẽ tan đi, đến lúc đó ngươi là có thể xem nơi cảnh tượng, cũng liền ngươi nhi tử vị trí nơi, là có thể tìm được hắn. Nhớ kỹ theo sát bản mạng chỉ dẫn đèn, mặt khác ngươi tinh huyết thiêu đốt không thể dừng lại. Nếu dừng lại, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thần ma điểu giờ phút này nói chuyện còn xem như đứng đắn. Dương Nghị Vân nghe xong rốt cuộc bừng tỉnh, nguyên lai là có chuyện như vậy. Hắn tỏ vẻ biết. Ngay sau đó ổn định tâm thần lúc sau, đi theo bản mạng tiếp dẫn đèn hành tẩu ở vô biên hắc ám. Ngoại giới còn lại là xem ra, Dương Nghị Vân khoanh chân ngồi ở trận pháp trung ương, vẫn không nhúc nhích, giống như là nhập định giống nhau. Thần thú hộ pháp. Một đám nữ nhân hài tử đều ở bên ngoài, ai cũng không nói gì, đều đang đợi chờ Dương Nghị Vân tỉnh lại, đại gia biết có thể hay không tìm được Dương Nguyên Thanh, liền xem Dương Nghị Vân lần này thi pháp. Một ngày qua đi, 10 ngày qua đi, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thời gian ở bất chi bất giác, cũng ở mọi người chờ đợi một chút trôi đi. Dương Nghị Vân ngồi ở Vân Môn Chủ Phong đỉnh núi Châm Huyết Thiên Cơ đại trận chung, trên người đã rơi xuống thật dày một tầng cho bụi, vừa động cũng chưa động quá. Thần ma điểu ngồi xổm hắn trên vai đánh ngủ gật. Mấy cái thần thú nhưng thật ra tận trung cương vị công tác, một đám hết sức chăm chú ở nhìn chằm chằm bên ngoài. Triệu Nam chờ một đám nữ nhân dứt khoát cũng khoanh chân ổn ngồi bồi Dương Nghị Vân đả tọa tu luyện. Thiên cơ diễn biến mà ra vô biên hắc ám, Dương Nghị Vân vẫn luôn đi theo bản mạng chỉ dẫn đèn ở phía trước hành. 10 năm, 20 năm, 50 năm, thẳng đến thời gian trôi qua 100 năm thời điểm. Vô biên trong bóng đêm rốt cuộc có biến hóa. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, bốn phía ám hắc biến mất một ít, trong tầm mắt lại là thấy được một tòa thật lớn cung điện, mà này tòa cung điện cư nhiên thành lập một cái dung nham hà bên cạnh. Theo bản năng Dương Nghị Vân ra tiếng, này, đây là nơi nào? Ngay sau đó lại là thần ma điểu nói, tiểu hỗn đản, nơi này là ngầm 3 vạn dặm nơi. Dương Nghị Vân kinh ngạc vô cùng, ngầm 3 vạn dặm. Lấy ngươi Vân Môn giới, hướng tây 9.000 vạn dặm, thẳng vào dưới nền đất 3 vạn dặm, chính là nơi này. Thần ma điểu cấp Dương Nghị Vân giải đáp. Đối thần ma điểu như vậy rõ ràng, Dương Nghị Vân cũng không kỳ quái. Dương Nghị Vân ngẫm lại hẳn là đã ra tu chân giới 9 đại tinh cương địa phương, tính tính thời gian vừa lúc 100 năm, hắn ở trận pháp diễn biến trong bóng đêm ước chừng đi theo bản mạng chỉ dẫn đèn 100 năm lâu, cuối cùng là có mặt mày. Giờ phút này chỉ dẫn đèn như cũ Dương Nghị Vân phía trước trôi nổi mà đi, hắn như cũ đi theo. Trong tầm mắt cung điện ở Nham Hà bờ bên kia, bản mạng chỉ dẫn đèn như cũ mang theo Dương Nghị Vân tới rồi dung Nham Hà. Nơi này có một cái tiểu đạo có thể thông hướng Hà bờ bên kia tiểu đạo, bản mạng chỉ dẫn đèn qua sông lúc sau, sắp đến thật lớn cung điện là lúc, bỗng nhiên chấn động ngừng lại. Tựa hồ vô hình chung có một bức tường chặn bản mạng chỉ dẫn đèn.
quả đen sao lại thế này? Dương Nghị Vân vội vàng hỏi thần ma điểu, hắn biết thần ma điểu vẫn luôn đều tồn tại. Có kết giới tồn tại bái thần ma điểu lười biếng thanh âm vang lên ở Dương Nghị Vân trong óc. Dương Nghị Vân mày nhăn lại nói, có biện pháp nào không có? Không có bất luận cái gì biện pháp, ngươi phải biết rằng tiểu tử ngươi hiện tại trạng thái chỉ có thể xem như một loại thiên cơ suy đoán ra tới hình ảnh, bản mạng chỉ dẫn đèn có thể mang ngươi nhìn đến nơi này này phúc cảnh tượng, đã nói lên ngươi nhi tử, không hề nghi ngờ ở cái này địa phương, kế tiếp, yêu cầu ngươi bản tôn chính mình ra ngựa, hiểu lão tử ý tứ sao? Thần ma điểu trong giọng nói một bộ ngươi nằm mơ bộ dáng. Hảo đi, ta muốn thế nào thức tỉnh, một khi đã như vậy, kia hắn một khắc cũng không nghĩ nhiều đãi. Địa phương biết sau, ý thức trở về, dẫn người trực tiếp giết đến nơi này, đem nhi tử liền ra tới, mới là lập tức quan trọng nhất sự. Rất đơn giản, trong lòng một niệm, thiên diễn trở về, ngươi là có thể trở về. Thần ma điểu nói. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, ngay sau đó một trận choáng váng trong tầm mắt cung điện biến mất. Ngoại giới oanh một chút, đại trận quang mang cũng tiêu tán. Dương Nghị Vân mở hai mắt. Hắn như cũ ở vân môn chủ phong đỉnh. Trận pháp quang mang tắt, bốn phía là ngé con cùng tiểu phượng hoàng mấy cái, ở bên ngoài còn lại là Triệu Nam chờ nữ nhân, cha mẹ hài tử. Bất quá ngay sau đó chỉ chớp mắt hắn lại là sửng sốt, thấy được mọi người trên người đều rơi xuống một tầng thật dày cho bụi, tương tự một tôn tôn thạch điêu. Chủ nhân ngài tỉnh, ngé con mấy cái nhất trung thành, vẫn luôn bảo hộ ở Dương Nghị Vân bốn phía, cho hắn hộ pháp, trước tiên phát hiện Dương Nghị Vân thức tỉnh. Cũng là ngé con lớn giọng bừng tỉnh những người khác. Vân tử, phụ thân, liên tiếp thanh âm vang lên, nhìn đến Dương Nghị Vân thức tỉnh lại đây đều vội vàng đã đi tới. Vân đại ca làm sao vậy? Nguyên Tranh trước tiên hỏi ra đại gia trong lòng muốn hỏi nói. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nói, tìm được rồi. Tìm được rồi. Ngắn ngủn ba chữ, giờ phút này ngừng ở Nguyên Tranh trong miệng quả thực chính là âm thanh của tự nhiên. Những người khác cũng đều tặng một hơi. Nhưng lúc này làm mẫu thân Đoan Mộc Uyển Nhi còn lại là run giọng mở miệng nói, nhi tử. Ngươi, nàng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, nước mắt tràn mi mà ra. Đoan Mộc Uyển Nhi này vừa ra khỏi miệng, hấp dẫn những người khác, đại gia lúc này sôi nổi nhìn về phía Dương Nghị Vân, một đám đều há to miệng. Vừa rồi đều nghĩ quan tâm chính là có thể hay không tìm được Dương Nguyên Thanh sự, lúc này bị Đoan Mộc Uyển Nhi như vậy một mở miệng. Đại gia mới đều phát hiện Dương Nghị Vân dậy thì biến hóa lớn. Lại thấy như cũ khoanh chân mà ngồi ở trận pháp trung ương Dương Nghị Vân, trên mặt cư nhiên xuất hiện từng đạo nếp nhăn, giờ phút này nhìn lại giống như là một cái 70-80 tuổi lão nhân giống nhau. Thời gian trôi qua 100 năm, Dương Nghị Vân ở trận pháp nội thiêu đốt chống đỡ thiên diễn biến hóa lực lượng chính là chính mình tinh huyết, nói trắng ra là này ngoạn ý chính là thọ nguyên. Liên tục 100 năm tinh huyết thiêu đốt, tuy rằng là tế thủy trường lưu phương thức, nhưng lại cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể thừa nhận. Cũng mất công là Dương Nghị Vân, hắn tu vi cường đại, xa xa vượt qua cùng cấp bậc tu sĩ, đổi làm người bình thường trăm năm thời gian thiêu đốt tinh huyết đã sớm treo. Chỉ là biến già nua đã là vạn hạnh. Vân tử, Triệu Nam chờ một đám nữ nhân lúc này đều run giọng. Dương Nghị Vân tự nhiên ở trước tiên phát hiện chính mình trên người biến hóa, đối mặt các thân nhân lo lắng, hắn mang lên ý cười nói, không có việc gì. Chỉ là tiêu hao một ít tinh huyết mà thôi, tu luyện một phen là có thể bổ trở về. Nhưng mà thật sự chính là hắn nói đơn giản như vậy sao? Kia chẳng qua là cho các thân nhân an ủi mà thôi, trên thực tế hắn biết rõ hắn lúc này trạng thái. Tuyệt đối không phải tu luyện là có thể bổ trở về đơn giản như vậy. Cha mẹ, mấy cái hài tử, một đám nữ nhân đám người nghe được Dương Nghị Vân nói như vậy, cuối cùng là an lòng một ít. Bất quá! Tựa hồ mỗi khi trong sinh hoạt cũng hoặc là tương tự tình cảnh chung luôn là sẽ xuất hiện lỗi thời sự kiện. Liền tỷ như hiện tại, Dương Nghị Vân sợ hãi các thân nhân lo lắng, cố ý nói không có việc gì, đều có thể giải quyết. Nhưng lúc này thần ma điểu này chỉ toái miệng lại một lần lỗi thời mở miệng, làm hắn hận không thể một phen bóp chết thứ này. Chỉ nghe thần ma điểu nói, tiểu tử này về sau có thể sống bao lâu đều phải xem thiên ý, ha ha, trăm năm thời gian thiêu đốt tinh huyết. Không chỉ có thiêu đốt chính là thọ nguyên, càng quan trọng là cực đại ảnh hưởng tu vi, liền tính có thể khôi phục nguyên khí, làm không hảo đời này đều đừng nghĩ phi thăng thành tiên, còn có. Ngươi cái nhược kê lại đánh ta. Dương Nghị Vân cả người đều vô lực, nhưng lại nghe đến này chỉ hỏi đề điều nói chuyện sau, một cổ kính đi lên, đem hắn một cái tát chụp bay đi ra ngoài. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều.
khụ khụ, đừng nghe cái này này chỉ phá điều nói hưu nói vượt, ta thân thể của mình tu vi ta nhất rõ ràng, đều đừng lo lắng, không có việc gì. Ô ô, Vân đại ca, Nguyên Tranh đầu tiên nhịn không được nhào vào trong lòng ngực lớn tiếng gào khóc lên. Được rồi đừng khóc, thật không có việc gì, đỡ ta lên, kế tiếp chúng ta đi tìm Thanh Nhi. Dương Nghị Vân đối Nguyên Tranh thanh âm lớn vài phần. Triệu Nam cùng Độc Cô Vô Tình mấy người đối diện lúc sau, đều đôi mắt hồng thấu, nhưng lại đi qua đi đem Nguyên Tranh cùng Dương Nghị Vân nâng lên. Nam Nam thông chi Tử Hoàng bọn họ trở về, chúng ta muốn đi tìm Thanh Nhi, địa điểm xác định. Hảo, ta lập tức đi. Một ngày lúc sau Vân Môn sở hữu tu vi đạt tới phi thăng cảnh cao thủ tất cả đều đuổi trở về. Dương Nghị Vân cưỡi ngé con, mang theo Vân Môn một các cao thủ, từ Vân Lôi núi non hướng tây xuất phát thẳng đến 9 vạn dặm nơi. Dùng tốc độ nhanh nhất, 7 ngày lúc sau bọn họ đến 9 vạn dặm nơi. Dựa theo thần ma điểu nói, hiện tại muốn từ 9 vạn dặm nơi, thẳng vào dưới nền đất 3 vạn dặm, là có thể đạt tới Dương Nghị Vân ở Nhiễm Huyết Thiên Cơ diễn biến mà ra kia tòa thật lớn cung điện. Tiểu nhi tử Dương Vân Thanh liền ở kia tòa cung điện chung. Giờ phút này bọn họ đạt tới nơi là tu chân giới 9 đại tinh cương ở ngoài, đã tiến vào hoang dã chỗ sâu trong. Là một chỗ quỷ dị sơn cốc. Không có một ngọn cỏ, thổ địa cùng núi đá đều là cho đen sắc, nhưng lại dị thường cứng rắn. Tìm kiếm quá phạm vi trăm dặm cũng không có gì địa phương có tiến vào ngầm thông đạo. Dương Nghị Vân đem Thử Vương cùng Tử Hoàng gọi tới hỏi, từ giờ trở đi mọi người nghe các người điều khiển, cho ta hướng về ngầm 3 vạn dặm nơi khai đào, yêu cầu bao lâu có thể đào đến. Tử Hoàng cùng Thử Vương liếc nhau nói, thánh chủ phỏng chừng nhanh nhất cũng muốn 10 năm, cái này cũng chưa tính xuất hiện đột phát trạng huống, như có đột phát trạng huống, khả năng càng lâu. Khai đào đi, mau chóng. Dương Nghị Vân hạ đạt mệnh lệnh. Luận hầm ngầm, toàn bộ Vân Môn tiên cảnh ngũ hành chuột tộc thiên phú dị bẩm cho là đệ nhất. Hôm nay tới phi thăng cảnh, yêu tu cùng người tu chân thêm lên, có ước chừng 3.000 chi chúng, thuần một sắc phi thăng cảnh, đây là Vân Môn tiên cảnh mấy trăm năm tích lũy. Cũng cùng Vân Môn tiên cảnh ngộ đạo lâm thành tiên điện phân không khai, càng là có Vân Môn lão mới là đầu luyện đan sư đội ngũ phân không khai. Dù sao một cái tông môn 3.000 chi chúng phi thăng cảnh này đặt ở toàn bộ tu chân giới cũng là tuyệt vô cận hữu. Là một cổ hoàn toàn xứng đáng tu chân giới đệ nhất lực lượng. Tuy rằng chín thành nhiều đều là phi thăng cảnh lúc đầu, nhưng cũng đã làm mặt khác thánh địa vọng này bóng lưng. Đương nhiên Tử Hoàng chờ số lượng không nhiều lắm đại yêu bước vào phi thăng cảnh trung kỳ, toàn bộ Vân Môn chỉ có Dương Mỗ Nhân toàn bộ thánh chủ chính là phi thăng cảnh đại viên mãn đỉnh. Chỉ tiếc, lần này sử dụng châm huyết thiên cơ đại trận tìm kiếm nhi tử, làm hắn nguyên khí đại đại thương, có thể hay không khôi phục lại đều là cái mới thôi số. Chờ Tử Hoàng đám người đi xuống sau, Dương Nghị Vân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thân thể trạng thái. Hắn hiện tại trạng thái kỳ thật phi thường không xong, trong cơ thể tinh huyết gần như trăng khô khốc, nguyên thần uể oải ảm đạm không ánh sáng, liền tính là thi triển một lần thần thông ra tới đều khó khăn. Duy nhất có thể làm chính là tu luyện khôi phục, nhưng nguyên thần cùng tinh huyết khôi phục, tu vi tới rồi hắn cái này trình tự, tiêu hao rất sau, thực sự không dễ dàng khôi phục lại. Một đầu tóc bạc hơn nữa trên mặt nếp nhăn, giờ này khắc này Dương Nghị Vân hoàn toàn chính là một cái gần đất xa trời tao lão nhân. Dương Nghị Vân tuy rằng từ trong ra ngoài ai lui một lần, nhưng không phải mất đi tu vi, chỉ có thể nói là nguyên khí đại thương. Lý luận thượng là có thể thông qua tu luyện bổ sung trở về, bất quá có thể hay không tu luyện khôi phục lại, cái này là không biết bao nhiêu. Nhưng hắn có kiên cường ý chí lực, cho nên lúc nào cũng ở tu luyện. Liền tính thay đổi không trở lại. Hắn đều không để bụng, đầu tiên muốn đem pháp lực khôi phục, đem nhi tử liền ra tới mới có thể an tâm. Ngầm 3 vạn dặm đào động, liền tính là tu vi cao thủ Tử Hoàng đám người cũng đều là không dễ dàng đại công trình, Dương Nghị Vân công đạo đi xuống sau, liền bắt đầu tu luyện khôi phục. Cũng may hắn có sinh mệnh chi thủy, quỳnh tương ngọc dịch, có rất nhiều thiên tài địa bảo, nghĩ khôi phục một ít việc không khó, nhưng là lần này thật đúng là liền có khó khăn. Đương sinh mệnh chi thủy ăn vào đệ nhất tích thời điểm, khổng lồ sinh cơ lực lượng ở trong cơ thể nổ tung, vận chuyển công pháp hấp thu, lại là phát hiện có thể bổ sung khôi phục cực kỳ bé nhỏ. Dương Nghị Vân thở dài đem dư lại 2 giọt sinh mệnh chi thủy toàn bộ dùng đi xuống, cửu thiên lúc sau mới có thể khôi phục lần thứ 2 sinh mệnh chi thủy. Cũng biết chính mình hiện tại trạng huống tương đối phiền toái, ở trong dự liệu, nghĩ nhiều dùng vài lần sinh mệnh chi thủy chính là hấp thu rất tam tích sinh mệnh chi thủy sau, Dương Nghị Vân bắt đầu hấp thu quỳnh tương ngọc dịch mật ong chi tinh.
hắn chữ hàng vẫn phải có một ít, nghĩ hẳn là cũng đủ chính mình sử dụng. Thời gian ở cũng hắn tu luyện chung nhanh chóng sói mòn. Chỉ chớp mắt 10 năm qua đi. Dương Nghị Vân tỉnh lại, Tử Hoàng bọn họ như cũ còn ở tiếp tục, hắn lại lần nữa tu luyện. Chẳng qua hắn tu luyện là không quá lý tưởng, trong cơ thể pháp lực nhưng thật ra khôi phục tới rồi đỉnh, nhưng nguyên thần cùng tinh huyết khôi phục cực kỳ bé nhỏ. Càn Khôn Hồ không gian nội rất nhiều thiên tài địa bảo, căn bản là hồi phục không được hắn sở tiêu hao nguyên thần cùng tinh huyết chi lực. Đây là Dương Nghị Vân thực bất đắc dĩ. Hắn có dự cảm nếu khôi phục không được, vô cùng có khả năng hắn cuộc đời này đều đem như thần ma điều lời nói với tiên đạo vô duyên, thậm chí còn tỏa hóa đều đem chỉ là thời gian vấn đề. Nhưng vì nhi tử, Dương Nghị Vân không hối hận. Hắn bản chất chính là một cái lấy tình thân tình bạn là chủ người. Có lẽ đây cũng là ta kiếp, thành tiên kiếp đi. Hắn trong lòng tự nói, ngay sau đó nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, hiện tại hắn cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ có thể ở Tử Hoàng các nàng đào thông lúc sau nhiều dự trữ một ít lực lượng. Còn hắn tự mình đi cứu. 30 năm sau, Tử Hoàng tới báo. Thánh chủ đào thông, chính như ngài lời nói, ngầm 3 vạn dặm nơi, có một cái dung nham hà, hà bờ bên kia có một tòa thật lớn cung điện tồn tại, bất quá có cường đại vô cùng kết giới tồn tại. Nghe được Tử Hoàng hồi báo, Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt, đứng dậy nói, đi. 10 ngày lúc sau, ở Tử Hoàng dẫn dắt hạ, Dương Nghị Vân đến này 3.000 phi thăng cảnh thủ hạ người cùng yêu, đến thiên cơ trận pháp trung diễn biến mà ra nơi. Nhìn dung nham con sông cùng thật lớn cung điện, cùng thiên cơ trận pháp diễn biến giống nhau như đúc không sai chút nào. Thánh chủ chúng ta nếm thử quá kết giới quá cường đại phá không khai. Thử vương ở đả thông thông đạo lúc sau vẫn luôn lưu lại nơi này, ở thử phá kết giới lại là không hề tác dụng. Dương Nghị Vân điểm điểm tỏ vẻ biết. Vất vả các ngươi. Hắn hiện tại nói chuyện thanh âm đều đã là già nua tiếng động, sống thoát thoát lão nhân. Thử vương chờ kinh sợ, là thuộc hạ vô năng, phá không khai kết giới. Dương Nghị Vân xua tay nói, này không phải các ngươi sai, cái này kết giới, đích xác quỷ dị. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nói, mọi người tập trung công kích. Cung điện ở dung nham hà bờ bên kia, thông hướng cung điện nhưng thật ra có một ngày lộ, nhưng lại có kết giới. Đến nỗi dung nham hà, phi thường rộng lớn hơn nữa độ ấm chi cao, Dương Nghị Vân cảm giác đều so tiểu phượng hoàng màu tím ngọn lửa còn cường đại. Ầm ầm ầm. Không quản 3721, Dương Nghị Vân hạ lệnh trước làm mọi người mạnh mẽ công kích một đợt kết giới. Kết quả 3.000 phi thăng cảnh tu vi đại yêu cùng người tu chân một đợt công kích không có chút nào tác dụng. Này trong đó còn hơn nữa Dương Nghị Vân cùng chồn đen 4 yêu lực lượng. Nhìn nước gợn nhộn nhạo một chút kết giới, Dương Nghị Vân cái này nhíu mày. Mà giờ phút này lỗi thời thần ma đều có một lần mở miệng nói, một đám nhược kê, đây là địa tâm chi lực hội tụ mà thành kết giới, chỉ bằng các ngươi này đàn nhược kê còn có thể phá, chê cười a, hắc hắc. Thần ma điểu cười nhạo thực Dương Nghị Vân bên người người đều hận không thể xé lạn nó miệng, chẳng qua này chỉ kỳ quái điểu vẫn luôn đều ở Dương Nghị Vân bên người, hơn nữa thường xuyên nham hiểm Dương Nghị Vân, nhưng Dương Nghị Vân thường thường sẽ làm lơ, đại gia cũng liền nhịn xuống. Bất quá lần này Dương Nghị Vân lại là nghe được thần ma điểu nói chuyện lúc sau, không có tức giận, mà là hỏi, người có biện pháp nào liền nói. Địa tâm chi lực, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói, không có người hiểu biết cái này kết giới. Nhưng này chỉ hỏi đề điều lại là nói ra, cứ việc thần ma điều ở cười nhạo, nhưng Dương Nghị Vân lại rõ ràng này chỉ hỏi đề điều kiến thức bất phàm, mở miệng hỏi nó. Người cầu lão tử liền nói cho ngươi, hắc hắc. Thần ma điều phạm tiện vĩnh viễn đều là tự mang, hơn nữa chẳng phân biệt trường hợp. Điêu Nhi nhổ sạch nó lông chim, ném dung nham hà. Chi chi, Điêu Nhi ngồi xổm tiểu phượng hoàng nghé con đều thượng, nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, chi chi một kêu. Xoát một chút liền đến Dương Nghị Vân trước mặt, phải đối thần ma điểu hạ chảo. Đinh đinh đinh, lão tử sợ ngươi, nói cho ngươi cái tiểu hỗn đản chính là. Phạm tiện thần ma điểu, vĩnh viễn muốn Điêu Nhi lợi chảo thật chấn áp. Nói, ta không kiên nhẫn. Dương Nghị Vân trầm giọng. Thần ma điểu mở miệng, địa tâm chi lực có thể nói là một giới đại địa hình thành ổn định mấu chốt, có người đem địa tâm chi lực dẫn động bày ra kết giới, các ngươi như vậy ngang ngược phá kết giới. Tương đương là cùng một giới đại địa đối kháng, đương nhiên nói một giới có chút khuếch đại, nhưng cũng không sai biệt lắm. Dương Nghị Vân mày nhăn lại đánh gãy thần ma điểu nói trọng điểm. Có thể hay không nghe lão tử nói xong, ngươi cái tiểu hỗn đản nhược kê, đừng đánh gãy lão tử. Thần ma điểu lập tức liền mắng lên.
Chi 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 Điêu Nhi một trận nhe răng trợn mắt, đối với thần ma điểu múa may móng vuốt nhỏ. Còn đừng nói thần ma điểu liền sợ Điêu Nhi loại này cùng loại lăng đầu thanh, lập tức câm miệng, đứng đắn lên tiếp tục nói, tìm kiếm địa tâm quy luật, địa tâm chi lực là có quy luật, tìm được quy luật, rồi sau đó ở mỗi một lần địa tâm chi lực biến động thời điểm, công kích tự nhiên có thể phá rất kết giới. Như thế nào tìm kiếm? Dương Nghị Vân hỏi. Dùng thần hồn chi lực đi cảm thụ a, bình thường tới nói, âm dương giao hội hết sức, chính là địa tâm chi lực bạc nhược là lúc ấy công kích, mỗi một lần đều sẽ làm cái này kết giới nhược thượng một phân, như thế lặp lại đỉnh có thể bài trừ. Thần ma điểu nói. Dương Nghị Vân, ước chừng yêu cầu bao lâu? Không nhất định a, xem các ngươi lực lượng mạnh yếu, ít nhất cũng đến mấy chục thượng trăm năm, thậm chí càng dài thời gian, hắc hắc thần ma điểu tiện hề hề âm hiểm cười. Thời gian lâu lắm, còn có hay không biện pháp khác? Hoặc là chúng ta có thể hay không từ dung nham hà qua đi? Dương Nghị Vân hỏi. Thần ma điểu âm chắc chắc cười nói, ngươi cái nhược kê, nơi này là ngầm ba vạn dặm, là địa tâm nơi, nơi này dung nham ngươi tưởng bình thường dung nham, địa tâm dung nham đại la kim tiên đều không nhất định dám vào đi, ngươi đi thử thử. Dương Nghị Vân nhất thời ngứ tắc, cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể dựa theo thần ma điểu nói làm, tìm kiếm địa tâm chi lực vận động quy luật, ở âm dương giao hội là lúc, phát động công kích phá kết giới. Ở đây mọi người liền số hắn thần hồn cường đại, đứng ở kết giới trước mặt, nhắm mắt bắt đầu đi cảm thụ kết giới. Cảm thụ mấy ngày Dương Nghị Vân rốt cuộc phát hiện địa tâm chi lực đích xác có quy luật, ước chừng 10 ngày chung sẽ lại một lần nhỏ đến không thể phát hiện dao động, thời gian thực đoàn, nhưng với hắn mà nói vậy là đủ rồi. Lần đầu tiên là quan sát lần thứ hai thời điểm đã 20 ngày thời gian. Trong giây lát Dương Nghị Vân trợn mắt trầm giọng hạ lệnh nói, xuất kích. 3.000 thủ hạ cùng nhau công kích. Ầm 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 oanh. Một đợt công kích qua đi, Dương Nghị Vân phát hiện kết giới lực lượng quả nhiên yếu đi một ít, tuy rằng không rõ ràng, nhưng lại chứng minh có hiệu quả. Chiếu như vậy đi xuống nói, thật đúng là như thần ma điểu lời nói giống nhau, tổng hội phá rất địa tâm kết giới, nhưng lại phi thường tốn thời gian. Trước mắt cũng không có mặt khác biện pháp, ở tốn thời gian cũng chỉ có thể nếm thử. Công! Oanh! Công! Ầm ầm ầm! Thời gian cứ như vậy đi qua suốt một giáp tử. Mỗi cái 10 ngày Dương Nghị Vân sẽ hạ lệnh công kích một lần, công kích địa tâm kết giới suốt 60 năm. Lúc này Dương Nghị Vân cùng Tử Hoàng bọn người phát hiện kết giới chi lực ở thực rõ ràng suy yếu. Tiếp tục, lại qua 30 năm thời điểm, rốt cuộc. Công, ầm vang, phá, rốt cuộc phá, kết giới tiêu tán. Tất cả mọi người hoan hô. Hô, Dương Nghị Vân cũng thở dài một cái. Hắn nhìn dung nham hà bờ bên kia thật lớn cho đen kiến trúc cung điện, trầm giọng nói, đi. Dẫn đầu bước lên thông hướng bờ bên kia thạch đạo, này thạch đạo tuy rằng kéo dài qua dung nham hà, nhưng đi ở mặt trên cũng không có cảm thụ có cực nóng, bởi vì bọn họ thực mau đã vượt qua dung nham hà, tới rồi thật lớn cung điện trước. Là cái gì cung điện, không có bất luận cái gì phù văn chữ viết, cho bọn hắn cảm giác chỉ có áp lực. Hơn nữa tản ra không gì sánh kịp yêu khí cùng ma khí. Dương Nghị Vân cùng thủ hạ 3.000 yêu tu người tu chân, đối mặt như vậy một tòa cự điện, giờ phút này một đám đều biểu tình ngưng trọng. Đương nhiên không phải một tòa đại điện thật lớn là có thể hù dọa đến bọn họ, mà là này tòa cự điện phát ra hơi thở, làm đại gia cảm thấy áp lực. Thần ma điểu lại mở miệng nói, tiểu hỗn đản thoạt nhìn ngươi muốn đối mặt không phải đơn giản so sắc Nga. Nghe này chỉ hỏi để điểu nói chuyện, Dương Nghị Vân nhìn xuống xé lạn nó miệng xúc động nói, có nói cái gì liền nói. Thần ma điểu có chút vui sướng khi người gặp họa nói, từ phát ra ma khí cùng yêu khí tới xem, bên trong có cường đại sinh linh ở tu luyện, hơn nữa hấp thu lực lượng chính là vòng tròn chính là địa tâm chi lực, có thể biết được dùng địa tâm chi lực tới tu luyện thanh âm, không thể nghi ngờ không phải cường đại hạng người. Thiên đạo dưới, liền tính là người tu ma cũng không dám dễ dàng như vậy làm, bởi vì địa tâm nơi lão tử nói chuyện là ổn định một giới đại địa lực lượng, làm như vậy tương đương là ở phá sẽ đại địa. Do đó ảnh hưởng sẽ là sở hữu sinh tồn tại đây một giới sinh linh. Trọng điểm là đại địa dưới âm u lực lượng rất nhiều, vốn chính là âm u thuộc tính, rất nhiều sinh linh liền tính biết đại địa nơi là một loại lực lượng, lại cũng không có bản lĩnh lại hấp thu, liền tính hấp thu luyện hóa đều là vấn đề lớn. Trước mắt đại điện phát ra hơi thở xem ra, đối phương không chỉ có hấp thu địa tâm nơi, lại còn có luyện hóa vì mình dùng, hiện tại liền xem đối phương hấp thu luyện hóa nhiều ít. Nhìn qua tiểu tử ngươi sẽ đụng tới kình địch, yêu ma loại sinh linh, yêu chung chi ma, làm không hảo vẫn là có địa vị,
nếu tới tự ma giới đại ma đầu, thật đúng là liền khó đối phó. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu nói xong, cũng không có gì dao động, từ địa tâm kết giới thượng hắn đều có thể suy đoán ra tới, đối phương không đơn giản. Tự tán tiên đảo điều ti a tình huống xem, hẳn là chính là Bạch Long Bạch Phượng trong miệng sở giảng, kia đầu một hơi làm mấy ngàn yêu tu tan thành mây khói yêu ma chi lang, cũng là giết hại Bạch Khởi vợ chồng hung thủ. Hiện tại xem càng là bắt đi nhi tử Dương Nguyên Thanh cùng cái yêu ma. Có nhằm vào mục tiêu là hắn Dương Nghị Vân. Tiểu tử ngươi như thế nào cũng không điểm phản ứng. Thần ma đều nhìn đến Dương Nghị Vân gợn sóng bất kinh biểu tình, nhịn không được hỏi ra tiếng, dựa theo nó lý giải Dương Nghị Vân nghe xong nó giảng thuật sẽ sợ hãi sẽ hoảng sợ. Kết quả, Dương Nghị Vân mặt vô biểu tình. Liền tính là yêu ma lại như thế nào? Bắt ta nhi tử, ta sẽ đem nó xé thành mảnh nhỏ, nghiền xương thành tro, lên trời xuống đất cũng diệt hắn tinh hồn. Dương Nghị Vân nhìn trước mắt đại điện, thanh âm vô cùng bình đạm, nhưng lại từng câu từng chữ nói thực nghiêm túc. Cái này làm cho thần ma điều thực thất vọng. Nhập điện. Dương Nghị Vân vung tay lên mang theo 3.000 thủ hạ hướng về cự điện mà thượng. Có ước chừng vài trăm thước bậc thang. Khi bọn hắn bước lên bậc thang lúc sau, xuất hiện ở một cái đại ngôi cao trước, xem như đại điện quảng trường. Đại điện chi môn là cho đen sắc thạch tài, nhìn rất dày nặng, cao khoan đều có mấy chục mễ, nhắm chặt. Nhưng đương Dương Nghị Vân nhìn về phía đại môn thời điểm lại là cả người chấn động. Bởi vì hắn thấy được đại điện chi trên cửa có một đầu lang đồ đằng. Nhìn qua cùng chính mình phỏng đoán giống nhau. Quả nhiên chính là yêu ma cốc đào tẩu yêu ma chi lang. Hoặc là nói yêu ma cốc tế đàn phong ấn ma hồn đoạt xá ở một đầu yêu lang trên người. Tới rồi đại điện trước, ma khí cùng yêu khí càng vì nồng hậu, Dương Nghị Vân biết không sẽ đơn giản như vậy. Bất quá hắn không sợ chút nào, thậm chí còn trong lòng lửa giận đã áp chế mau 200 năm, rốt cuộc muốn bùng nổ. Hít sâu một hơi Dương Nghị Vân đối chồn đen nói, chồn đen các người bốn cái qua đi nhìn xem, cho ta oanh khai đại điện môn. Là, chủ nhân, chồn đen lĩnh mệnh, mang theo cuồng sư, bạc điêu, hồng đầu con rết đi vào cự điện đại môn. Chồn đen tứ đại yêu hiện tại xem như giữa sân trừ bỏ Dương Nghị Vân cái này chủ nhân ở ngoài, nhất cường đại tồn tại. Làm các nàng bốn cái đi lên nhất thích hợp bất quá. Chồn đen tứ đại yêu phong cách hành sự đảo cũng nhanh nhẹn. Phù hợp các nàng yêu tu phong cách, tới rồi trước đại môn, trực tiếp đối với đại môn oanh kích. Ầm vang. Một tiếng vang lớn lúc sau, đại điện chi môn tức khắc chia năm xẻ bảy. Bị bạo lực oanh kích mở ra. Nhưng mà ngay sau đó ở đại môn bị chồn đen bốn yêu oanh khai lúc sau, một cổ hắc khí tức khắc từ trong điện bay ra tới. Tiểu tâm. Chồn đen hô to một tiếng, toàn thân quang mang đại tác, mặt khác ba cái đại yêu cũng đều phản ứng nhanh chóng. Đối với này cổ hắc khí phát động công kích. Ầm ầm ầm, kịch liệt nổ vang chung, lại là chồn đen tứ đại yêu bay ngược hạ bậc thang, dừng ở Dương Nghị Vân trước người. Phốc, tứ đại yêu hộc máu. Hảo cường, chồn đen nói một tiếng. Dương Nghị Vân vung tay lên đem chồn đen bốn cái nâng dựng lên, ngay sau đó ánh mắt như lưỡi dao giống nhau chăm chú vào đại điện trước kia cổ hắc khí thượng. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cả người đại chấn run rẩy lên, thất thanh nói, Thanh Nhi. Đại điện trước cửa hắc khí dần dần hình thành một người hình, vốn dĩ cho rằng sẽ xuất hiện là một đầu yêu ma chi lang, lại là không nghĩ tới cư nhiên đúng là con của hắn Dương Nguyên Khánh. Cái này Dương Nghị Vân nội tâm đều run rẩy lên. Hắn không tiếc lấy sinh mệnh vì đại giới, tìm kiếm nhi tử, lại là không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, con của hắn bị đoạt xá. Dương Nghị Vân bên người, Tử Hoàng, Khổng Tước, Thử Vương. Thanh Nhiêu tứ đại yêu soái cùng Lôi lão hổ chờ tu sĩ, đều là một đám đại chấn. Bọn họ rõ ràng cũng nhìn ra được tới, Dương Nguyên Khánh trên người đã xảy ra cái gì. Thánh chủ nhi tử bị yêu ma đoạt xá, này. Sát ý cũng nháy mắt tràn ngập mở ra. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm trong tầm mắt nhi tử Dương Nguyên Thanh hoặc là nói, mỗi một cái ma đầu, ngực phập phồng không chừng, cảm giác hô hấp đều khó khăn lên. Lúc này thần ma đều cảm nhận được Dương Nghị Vân cảm xúc biến hóa. Phá lệ không có khai toái tranh chua Dương Nghị Vân. Đương nhiên lúc này nó nếu là nói mát, mặc kệ bất luận cái gì lý do, đều sẽ bị Dương Nghị Vân bóp chết. Ngược lại ngồi xổm Dương Nghị Vân bả vai mở miệng nói, tiểu hỗn đản đừng nản chí, còn chưa tới nhất hư nông nỗi, nhìn dáng vẻ cũng không phải hoàn toàn đoạt xá, mà là song hồn cùng tồn tại, hoặc là nói yêu ma còn không có đồng hóa rất ngươi nhi tử nguyên thần, nếu không bản mạng bài đã sớm nát, mau nhìn xem bản mạng bài thế nào.
Dương Nghị Vân nghe được thần ma điểu nói chuyện, giống như chết đuối chung xuất hiện một cọng rơm, một chút bắt được. Vừa mới hắn trong óc tất cả đều là chỗ trống, cảm giác thiên địa đều sụp đổ. Hiện tại có thần ma điểu lời này, hắn rốt cuộc hoàn hồn, vung tay lên nhi tử Dương Nguyên Thanh nguyên thần xuất hiện ở trong tay. Hô! Còn hảo Dương Nguyên Thanh bản mạng bài hoàn hảo, nói cách khác thần ma điểu nói hoàn toàn chính xác. Thu hồi bản mạng bài, Dương Nghị Vân lại ngẩng đầu thời điểm, trong ánh mắt băng hàn sắc bén tựa đao, thả có tràn ngập tự ái nhu nhược, thực vô cùng đau lòng. Hắn nhìn nhi tử, đồng dạng nhi tử cũng nhìn hắn, chẳng qua giờ phút này nhi tử ánh mắt yêu dị, mang theo vô cùng nghiền ngẫm chi nhất. Dương Nghị Vân biết đối phương là yêu ma. Từ con ta thân thể rời đi, ngươi sở làm việc, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giờ khắc này Dương Nghị Vân khàn khàn thanh âm trầm thấp, thậm chí đều có như vậy một tia cầu xin ở trong đó. Lại thậm chí, hắn đều nghĩ đối phương có thể còn hồi con của hắn, như vậy đối phương thật là giết hại kết bái đại ca Bạch Khởi vợ chồng hung thú, hắn đều có thể trái lương tâm một lần, không báo thù. Giờ khắc này hắn không phải cái gì vân môn tiên cảnh chi chủ, không phải cái gì phi thăng cảnh đại viên mãn tu sĩ, càng không phải cái gì hung danh bên ngoài cao thủ. Hắn, chỉ là một cái phụ thân. Vì nhi tử cái gì đều có thể làm, cũng nguyện ý làm phụ thân. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn ý nghĩ kỳ lạ. Chỉ thấy, còn hắn mang theo nghiền ngẫm âm nhu cười to, thậm chí là hận ý nói, ha ha ha. Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đem tiểu yêu giới, tán tiên đảo, tu chân giới quấy một cái long trời lở đất, sẽ là cái dạng gì một cái kiêu hùng nhân vật, không nghĩ tới ngươi cũng có nhược điểm a ha ha. Thế nào, nhi tử bị bổn tọa đoạt xá, có phải hay không trong lòng rất khó chịu? Yên tâm ngươi nhi tử nguyên thần bổn tọa còn giữ, sẽ không dễ dàng luyện hóa, bổn tọa phải làm ngươi mặt làm ngươi chính mắt chứng kiến ngươi nhi tử hồn phi phách tán, ha ha ha. Nguyên bản nghĩ chờ bổn tọa xuất quan tự mình đi tìm ngươi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi nhưng thật ra có vài phần năng lực, cư nhiên 200 năm thời gian liền tìm được rồi nơi này, cũng hảo a, nếu tới hiểu được ân oán. Nga đúng rồi, nói lên ân oán, bổn tọa ân oán phân minh, phải cho ngươi nói rõ ràng, ngươi ta chi gian ân oán. Tu chân giới khăng khít cốc, người từng nay đánh vỡ chấn ma tế đàn thả ra ma hồn, đó là bổn tọa thân huynh đệ, là ma giới chân chính ma. Nói nơi này ngươi hẳn là rõ ràng, bổn tọa vì cái gì bắt ngươi nhi tử đi, đương nhiên lựa chọn ngươi rất nhiều nhi tử trong đó một cái, cũng là có nguyên nhân. Gần nhất đâu, bổn tọa lúc ấy từ tán tiên đảo yêu ma cốc chạy ra tới không lâu, ma hồn không xong, còn không muốn cùng ngươi chống chọi, chỉ có thể bắt ngươi nhi tử, vừa vặn ngươi nhi tử ra tới du lịch. Thứ hai còn lại là ngươi đứa con trai này khó lường, có được chúng ta ma giới mỗi người hâm mộ, thánh ma chi cốt, cho nên bổn tọa liền đoạt ngươi nhi tử. Nguyên bản nghĩ chờ hoàn toàn dung hợp ngươi nhi thân thể, ở ra tới tìm ngươi, nhưng không nghĩ tới tiểu tử ngươi tìm nhanh như vậy, đánh gãy bổn tọa tu luyện, cho nên bổn tọa thực tức giận, hậu quả thực đáng sợ, ha ha. Càn rỡ vô cùng tiếng cười vang vọng ngầm ba vạn dặm không gian. Dương Nghị Vân lại là nghe đôi mắt đều hồng đầu. Rốt cuộc nhịn xuống giống giận, cho ta thượng, chấn áp hắn. Ra lệnh một tiếng, 3000 phi thăng cảnh thủ hạ, vây quanh đi lên. Dương Nghị Vân tưởng chính là, mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể chấn áp cái này yêu ma, nhi tử nguyên thần hắn nghĩ cách giải cứu. Nhưng mà đối mặt Dương Nghị Vân cùng hắn 3000 phi thăng cảnh thủ hạ, đối diện nhi tử hoặc là nói yêu ma, không hề có sợ hãi, ngược lại trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Dương Nghị Vân xông vào trước nhất mặt. Lại là nghe được đối phương cười nói, cũng hảo, trước tới thử xem ngươi vân môn này đó yêu tu cân lược, đều là thiên yêu cấp bậc A, nhất định rất là mỹ vị, ha ha. Nghe được đối phương nói như thế, Dương Nghị Vân không lý do trong lòng lộp bộp một chút. Lúc này hắn đã vào tới đối phương trước mặt, cũng không có thời gian đi nghĩ nhiều, trực tiếp vận chuyển chí tôn thần thông. Kim cương chí tôn, chung quy đối phương chiếm cứ chính là nhi tử thân thể, Dương Nghị Vân thật đúng là không dám ra tử thủ. Ra tay thành chảo, trực tiếp bắt qua đi. Sau đó lại thấy đối phương nhếch miệng cười, trong tay một đạo hắc khí hoặc là nói cường đại ma khí xuất hiện, hội tụ thành một thanh cổ quái pháp khí, như là trường thương lại là hơi có bất đồng, thương nhận mang theo một loạt tiểu khô lâu, vừa lúc là 7 cái. Bỗng nhiên đối với Dương Nghị Vân bàn tay đâm ra. Mà cùng thời gian, tử hoàng bọn họ công kích theo sát tới. Yêu ma ở thiên, chỉ nghe đối phương há mồm thổ lộ. Ngay sau đó toàn thân hắc khí đại tác phẩm. Oanh! Giống giống giống. Trong nháy mắt muôn vàn giống lên một tiếng, tức khắc mà ra.
ngập trời yêu ma chi khí từ nhi tử trong cơ thể vọt ra, cuồn cuộn yêu ma khí chung một đám dương nanh múa vuốt thân ảnh xuất hiện, có nhân hình có hình thú. Giống như trăm vạn đại quân từ trong bóng đêm đi ra. Hảo không khủng bố. Ngay lập tức chi gian đối với tử hoàng chờ 3.000 phi thăng cảnh mà đi. Dương Nghị Vân vốn tưởng rằng nhân số thượng chiếm cứ ưu thế, lại là không nghĩ tới, đối phương cư nhiên còn có như vậy nhất chiêu. Cái này hắn trong lòng cũng kiêng kỵ lên. Không nghĩ tới thứ ma đầu thủ đoạn không thấp. Hơn nữa từ tản mát ra yêu ma hơi thở thượng cảm thụ, đối phương yêu ma khí chung đi ra này đó sinh linh hơi thở không thấp. Giờ khắc này thời điểm, Dương Nghị Vân cùng với Kim Cương Chí Tôn lại cũng cùng đối phương kia quỷ dị ma khí giao phong. Ầm vang. Một tiếng nặng nề chung, Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy thật lớn chi lực va chạm ở chính mình trên tay. Thượng thủ chỉ cảm thấy lực đạo chút nào không kém gì hắn Kim Cương Chí Tôn thần thông lực lượng, lại còn có mang theo âm sát khí, trực tiếp theo lòng bàn tay chui vào trong cơ thể. Ầm vang chung Dương Nghị Vân thối lui, này một kích xem như một lần thử. Hắn phát hiện đối phương cường đại quả nhiên vượt quá hắn tưởng tượng. Này tôn yêu ma, từ đầu đến cuối đều biểu hiện phong khinh vân đạm, tựa hồ không hề có đem hắn để vào mắt. Một kích giao phong chung hắn thế nhưng còn ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Bất quá, đây mới là vừa mới bắt đầu, hắn có rất nhiều thủ đoạn tới chân áp này tôn yêu ma. Lui về phía sau lúc sau, Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, nhìn về phía đối phương, hắn vừa mới xuất kích tay trái đang run rẩy. Một cổ âm trầm lực lượng, vọt vào trong thân thể hắn. Lại yêu khí cùng ma khí kết hợp lực lượng, phi thường quỷ dị, thúc giục càn khôn tạo hóa công thời điểm, trong lúc nhất thời luyện hóa cư nhiên đều cố hết sức. Bá đạo âm nhu yêu ma khí ở trong cơ thể đấu đá lung tung, cái này làm cho hắn thẳng nhíu mày, tuy rằng tạm thời ảnh hưởng không được hắn, nhưng là thời gian dài, tất nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hừ lạnh một tiếng, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, thúc giục thái âm cùng thái dương hai đại mệnh tinh. Đông, ong, hai đại mệnh tinh thiên phú thần thông hiện lên mà ra. Chuông đông hoàng kim sắc phủ văn bay múa, u đều chi môn đen nhánh vô cùng huyền phù ở sau người. Trong cơ thể yêu ma khí ở hắn thúc dục thái âm mệnh tinh lúc sau, ngay lập tức đã bị u đều chi môn hấp thu đi vào. Di tiểu tử nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh a, không tồi, ha ha, bổn tọa liền thích ngươi như vậy, nếu là quá yếu, kia nhiều không thú vị. Kế tiếp khiến cho bổn tọa nhìn xem bản lĩnh của ngươi, cũng đừng làm cho bổn tọa thất vọng nga. Rõ ràng biết là yêu ma đang nói chuyện, nhưng cố tình chiếm cứ chính là nhi tử thân thể, cái này làm cho Dương Nghị Vân thực đau lòng. Yêu nghiệt, hôm nay tiểu gia sẽ làm ngươi biết hối hận hai chữ. Dương Nghị Vân cắn, ánh mắt đỏ bừng, toàn thân khí thế lần thứ hai đại trướng. Bên kia ngập trời yêu ma khí chung đi ra đâu chỉ mấy vạn yêu ma sinh linh. Cùng tử hoàng chờ 3.000 phi thăng cảnh đối thượng. Hơi thở âm u dưới tình huống, cư nhiên đem tử hoàng chờ đại yêu cùng người tu chân gắt gao ngăn cản ở. Bất quá trồn đen bốn yêu không hề chi liệt, các nàng bốn cái dù sao cũng là tán tiên đảo đi ra mạnh nhất yêu tu. Thực mau tới rồi Dương Nghị Vân bên người. Các ngươi bốn cái giúp tử hoàng bọn họ, Dương Nghị Vân đối trồn đen bốn yêu hạ lệnh. Tử hoàng chờ tuy rằng tu vi cũng cường hãn. Chính là Dương Nghị Vân xem ra hôm nay này tôn yêu ma không giống bình thường, hắn sợ tử hoàng chờ thủ hạ có hại, càng mới yêu ma khí tiến vào trong thân thể hắn sau, Dương Nghị Vân thể nghiệm quá, không phải một chốc là có thể hóa giải. Vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Tử hoàng này đó đại yêu cùng người tu chân, chính là hắn vân môn lớn nhất hòn đá tảng, tổn thất một cái Dương Nghị Vân đều không vui. Là, trồn đen bốn yêu lĩnh mệnh mà đi. Bất quá lúc này nghe con, Điêu Nhi. Vân Lôi Thú, Tiểu Phượng Hoàng lại là tới rồi Dương Nghị Vân bên người. Đương nhiên thần ma điểu cũng ở, thứ này ở Dương Nghị Vân đại chiến thời điểm liền từ Dương Nghị Vân trên vai lưu, giờ phút này lại là dừng ở Vân Lôi Thú thật lớn trên đầu. Chủ nhân chúng ta tới nghe con nói. Tiểu Tâm phụ trợ, ta tới trợ công. Dương Nghị Vân cũng không quay đầu lại nói chuyện. Đúng vậy. Nghe con cùng Vân Lôi Thú một tả một hữu ở Dương Nghị Vân bên cạnh người, từng người toàn thân đại mạo vầng sáng. Nhìn chằm chằm đối diện yêu ma. Yêu khí tận trời. Bất quá Dương Nghị Vân vẫn là truyền âm nói, Tiểu Tâm ra tay, chớ nên thương đến ta mà thân thể, lấy chính áp phong ấn vì thượng. Hắn là không thể không công đạo, nhi tử thân thể bị yêu ma chiếm cứ, nhưng ra tay không thể hủy hoại hắn thân thể. Ha ha, cư nhiên đều là thần thú dị thú, xem ra hôm nay bổn tọa có lộc ăn. Đối phương mang theo nghiền ngẫm mở miệng. Dương Nghị Vân lửa giận tận trời. Ngay sau đó trong tay ngân quang chợt lóe,
hắn rốt cuộc nhìn không được. Hoa sen đen ta yêu cầu hỗ trợ. Hoa sen đen kiếm trận phong. Dương Nghị Vân một chút bùng nổ, mượn hoa sen đen lực lượng, nhất kiếm mà ra, kiếm khí tử hoành, muôn vàn bóng kiếm đối với yêu ma mà đi. Giống. Pi. Chi chi. Giống giống. Nghe con cùng tiểu phượng hoàng, vân lôi thú, điêu nhi cũng cùng thời gian xuất kích. Nguyên bản vẫn luôn biểu hiện phong khinh vân đạm yêu ma, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại là phát hiện Dương Nghị Vân hơi thở thay đổi. Cư nhiên nhất kiếm mà ra mang theo hồng hoang hơi thở. Làm một thế hệ ma đầu, hắn biết hồng hoang hơi thở ý nghĩa cái gì. Không dám đại ý, trong tay quỷ dị bộ xương khô trường đoạt bỗng nhiên múa may. Tam yêu bốn ma, sát. Ở ma đầu dứt lời hết sức, Dương Nghị Vân lại là nhìn đến trong tay hắn bộ xương khô trường thương thượng yêu khí đại tác phẩm, ngay sau đó bảy cái đầu lâu lấp lánh sáng lên dựng lên. Ngay sau đó hóa thành bốn đầu vô cùng thật lớn hình thái ma thú, cùng với ba cái thân cao chín thước hình người sinh linh, một đám đều thấy không rõ diện mạo, nhưng lại có ngập trời yêu khí cùng ma khí. Giống giống giống. Từng tiếng giống giận đinh tai nhức óc. Ầm ầm ầm. Giao phong ở tia chớp chi gian. Toàn bộ thế giới ngầm đều đang run rẩy. Dương Nghị Vân hoa sen đen kiếm trận mà ra, hướng về yêu ma mà đi, lại là bị đối phương đương xuống dưới. Nhưng có nghe con mấy cái hiệp trợ, này một kích qua đi, hai bên lần thứ hai tách ra. Yêu ma sắc mặt rốt cuộc trầm, đã không có phía trước phong khinh vân đạm, nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân âm ngoan nói, nguyên lai tiểu tử ngươi trong cơ thể có cường đại tồn tại, trách không được có thể đem tiểu yêu giới cùng tán tiên đảo quấy đến long trời lở đất, xem ra bổn tọa coi thường ngươi. Yêu nghiệt hiện tại rời đi con ta thân thể còn kịp. Dương Nghị Vân trầm giọng nói. Ha ha ha. Yêu ma nghe nói, cuồng tiếu lên. Nhỏ giọng qua đi, lại vẫn là âm chắc chắc nói, đích xác tiểu tử ngươi trên người kia một tôn cường đại tồn tại, làm bổn tọa thực kiêng kỵ, nhưng là ngươi cho rằng như vậy là có thể làm bổn tọa khuất phục, vậy ngươi quá ngây thơ rồi. Hắc hắc, đừng làm cho đã quên, ngươi nhi tử thân thể cùng nguyên thần nhưng đều ở bổn tọa trong lòng bàn tay thoán. Chỉ cần bổn tọa nguyện ý, tùy thời đều có thể làm ngươi nhi tử hồn phi phách tán. Hiện tại, làm bên cạnh ngươi mấy đầu yêu thú đều lui ra, làm tiểu tử ngươi những cái đó yêu tu thủ hạ đều dừng tay, không cần phản kháng, nếu là dám phản kháng, bổn tọa hiện tại liền cho ngươi xem trọn kịch, ha ha ha. Yêu ma nói xong, trên mặt đột nhiên vặn vẹo lên, nhìn qua vô cùng thống khổ. Ngay sau đó lại là mở miệng nói, phụ thân, đừng động hài nhi, giết cái này ma đầu. Hài nhi sinh không bằng này, chết chính là giải thoát, sát. Hừ, sắc mặt lần thứ hai một bên, lại khôi phục phía trước âm ngoan nói, thế nào? Muốn hay không đánh cuộc một keo, làm ngươi nhi tử hồn phi phách tán, ha ha ha. Dương Nghị Vân đôi tay nắm chặt, hắn tự nhiên rõ ràng, vừa rồi là yêu ma cố ý thả ra nhi tử nguyên thần trong nháy mắt, tới nhiễu loạn hắn. Hắn nghe được nhi tử Dương Nguyên Thanh nói. Trong lòng rõ ràng giờ phút này nhi tử bị yêu ma khống chế được nguyên thần, hơn nữa là một loại vô cùng thống khổ trạng thái. Nhi tử làm hắn đừng động, giết yêu ma. Nhưng hắn có thể sao? Hắn là một cái phụ thân, có thể nhìn nhi tử chết. Hai hàng nước mắt rơi hạ. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Dương Nghị Vân trong lòng đều ở lấy máu. Ngay sau đó hít sâu một hơi nói, mọi người dừng lại. Dương Nghị Vân ra tiếng sau, 3.000 đại yêu không thể không dừng lại. Mà yêu ma biến ảo sinh linh cũng ngay sau đó biến mất không thấy. Chỉ nghe yêu ma tiếp tục nói, làm thủ hạ của ngươi rời đi. Ngữ khí đạm nhiên, nhưng lại tràn ngập không thể nghi ngờ. Dương Nghị Vân sau khi nghe được, mày nhăn lại, nhưng lại cũng bất đắc dĩ nói, ngươi chờ phản hồi lục địa. Thánh chủ, Dương Nghị Vân này đó thủ hạ vừa nghe một đám đều sốt ruột. Cái này ma đầu làm cho bọn họ tất cả đều phản hồi lộ diện, này như thế nào được không? Hắc hắc, tiểu tử bổn tọa không kiên nhẫn, yêu ma mang theo nghiền ngẫm sâu kín mở miệng. Nghe lệnh, rời đi. Dương Nghị Vân lại lần nữa ra tiếng, nhi tử Dương Nguyên Thanh nguyên thần ở yêu ma trên tay, loại này thời điểm Dương Nghị Vân chẳng sợ biết yêu ma muốn làm gì, cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể làm theo. Hắn không dám cũng không thể lấy nhi tử mệnh đi đánh cuộc. Tử hoàng đám người lần này chỉ có thể nghe lệnh. Chúng ta đi. Khổng tước cuối cùng một cái rời đi, nàng không chỉ là vân môn tiên cảnh tứ đại yêu soái chi nhất, càng là Dương Nghị Vân nữ nhân, lãnh đi phía trước hung hăng trừng mắt yêu ma đạo, nếu là ta tướng công có việc, ta
ta Khổng Tước thề, liều mạng hồn phi phách tán, cũng muốn từ ngươi cái ma đầu trên người xé xuống một miếng thịt tới. Ha ha ha, yêu ma cất tiếng cười to, nhìn Dương Nghị Vân thủ hạ đại yêu cùng người tu chân, thần thú dị thú chờ rời đi, một cái không lưu lại, ngay cả không có sức chiến đấu thần ma điểu đều rời đi. Giữa sân chỉ để lại Dương Nghị Vân một người. Tiểu tử, hiện tại ngươi cảm giác chính mình còn có phần thắng sao? Phía trước bổn tọa muốn phân thần phân lực tới ứng phó ngươi một đại bang thủ hạ, giờ phút này liền tính ngươi trong cơ thể có cường đại tồn tại thần hồn hiệp trợ, bổn tọa cũng không sợ chút nào. Đương nhiên, bổn tọa hiện tại không muốn cùng ngươi đánh, muốn nhìn diễn, không bằng ngươi quỳ xuống. Yêu ma mang theo hài hước ra tiếng. Đây là nói rõ muốn nhục nhã Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân đôi tay nắm chặt lên, hắn biết cái này yêu ma là cố ý, từ giờ trở đi, chính là tưởng nhục nhã hắn. Nhưng hắn không có biện pháp. Vì có thể giữ được nhi tử, này phân nhục nhã hắn còn phải thừa nhận. Muốn bảo ngươi nhi tử, liền cấp bổn tọa quỳ xuống, cạc cạc cạc. Yêu ma mang theo đắc ý, đi bước một đi tới Dương Nghị Vân trước người, hắn đã ăn đã chết Dương Nghị Vân không dám phản kháng. Từ trước kia hiểu biết, cùng vừa rồi làm 3.000 phi thăng cảnh yêu tu cùng người tu chân rời đi, liền có thể nhìn ra, Dương Nghị Vân phi thường coi trọng con của hắn, cho nên Dương Nghị Vân lớn nhất nhược điểm đã bị yêu ma tự nhận nắm giữ, lúc này không kiêng nể gì tới rồi Dương Nghị Vân trước người. Quỳ! Yêu ma trầm giọng. Dương Nghị Vân cả người đều là trong nháy mắt. Nhìn chằm chằm đầy mặt yêu dị nghiền ngẫm yêu ma, cuối cùng một chân chậm rãi uốn lượn đi xuống. Ha ha ha, yêu ma nhìn đến Dương Nghị Vân chậm rãi quỳ xuống, lên tiếng cuồng tiếu lên, hoàn toàn chính là một bộ ăn chết Dương Nghị Vân bộ dáng. Giữa sân Dương Nghị Vân siết chặt song quyền, 10 ngón đâm vào thịt, hắn cúi đầu chậm rãi hướng về trước mắt yêu ma quỳ đi. Từng nay lão nhân đối hắn nói qua, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, không thể dễ dàng quỳ xuống, phải quỳ chỉ lạy cha mẹ. Hiện giờ một tôn yêu ma làm hắn quỳ xuống. Hắn vì nhi tử có thể quỳ. Nhưng, trong lòng có nhi tử, càng có ngạo cốt tồn tại. Hai tròng mắt đỏ bừng, sát ý tràn ngập Dương Nghị Vân, ở một chân hơi hơi uốn lượn thời điểm, ở trước mặt yêu ma cuồng tiếu hết sức. Dương Nghị Vân trong miệng thổ lộ ra một chữ định. Pháp tắc đạo thuật hắn vẫn luôn đều không có sử dụng, chính là vì một cái thích hợp thời cơ. Còn có trong cơ thể thủy chi căn nguyên không có sử dụng. Năm đó lần thứ hai đi thần mộ viên kỳ lân chi hồn đưa tặng kỳ lân lực lượng đồng dạng cũng là át chủ bài, không có sử dụng ra tới. Cũng là vì này một cái thích hợp thời cơ. Mà hiện tại hắn biết chính là nhất thích hợp thời cơ. Trước người yêu ma lên tiếng cuồng tiếu, tưởng thật sự an định rồi. Mà hắn cũng chậm rãi quỳ xuống đi, làm này tôn yêu ma thả lỏng cảnh giác, giờ phút này ra tay. Chính là vì một bác. Bác chính là thời gian cùng hắn có thể tại đây một khắc đêm này tôn yêu ma cấp chế phục. Bởi vì Dương Nghị Vân tin tưởng liền tính là này tôn yêu ma nắm giữ nhi tử Dương Nguyên Thanh Nguyên Thần, nhưng liền tính là đi diệt Nguyên Thần, cũng đều là yêu cầu thời gian. Pháp tác đạo thuật chung tìm hiểu đến định thân thuật, trong cơ thể thủy chi căn nguyên lực lượng, kỳ lân chi lực, ba người xem như hắn xuất kỳ bất ý át chủ bài. Định thân thuật định trụ yêu ma, thủy chi căn nguyên lực lượng đóng băng trụ yêu ma thân thể. Kỳ lân chi hồn lực lượng đi công kích yêu ma nguyên thần, ba người tể phát. Chính là đánh cuộc. Kỳ thật Dương Nghị Vân cũng không biết có thể hay không dùng được. Nhưng hắn không có biện pháp. Làm hắn chân chính cấp một cái yêu ma quỳ xuống, hắn Dương Nghị Vân xương cốt còn không mềm. Hơn nữa hắn biết liền tính là vì ta nhi tử, hắn thật sự quỳ xuống cầu này tôn yêu ma, đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn, buông tha nhi tử. Chân chính quỳ xuống xin tha. Chỉ có thể đổi lấy càng nhiều nhục nhã, cuối cùng cũng không thay đổi được kết cục. Chờ đến yêu ma nhục nhã đủ rồi, liền sẽ là hắn ngày chết. Cho nên từ lúc bắt đầu Dương Nghị Vân liền không nghĩ tới cấp yêu ma quỳ xuống. Giờ khắc này chỉ là một cái tê mỏi. Vì chính là bác một phen ra tay thời cơ. Đương nhiên hắn trong lòng một chút cũng chưa đế, lúc này đây rốt cuộc có thể hay không trấn áp này tôn ma đầu. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm ma giới, nhưng lại cũng đến. Trước mắt này tôn yêu ma không phải tầm thường hạng người. Thậm chí so với hắn năm đó cùng lão nhân liên hợp chu sát khăng khít cốc kia tòa tế đàn ma hồn còn phải cường đại không biết nhiều ít. Này tôn yêu ma cũng nói khăng khít cốc kia một tôn ma hồn, là hắn huynh đệ, nhân ra đây là tới báo thù. Đây là nhân quả, hắn nhận. Nhưng không đại biểu hắn khuất phục. Một tôn yêu ma, còn không đủ hắn khuất phục. Tuy rằng lão nhân không hề, nhưng Dương Nghị Vân chân chính tính lên. Người tu chân đã có ngàn năm,
có thể đi đến hiện tại, cùng chính hắn nỗ lực phân không khai, sao lại ở yêu ma trước thật cho hắn quỳ xuống đi. Mặc kệ như thế nào, đều là bác mệnh, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là người thắng. Một cái định tự ra tới, cuồng thiếu yêu ma tiếng cười hoàn toàn mà ngăn, Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, không có chút nào ngừng lại, thúc giục thủy chi căn nguyên lực lượng thẳng đến yêu ma, lại tiếp điều khiển kỳ lân chi hồn lực, thẳng đến yêu ma giữa mày. Liên tiếp động tác, hắn cơ hồ ở trong lòng đã diễn luyện vô số biến, trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Giờ khắc này rốt cuộc phản kích bắt đầu. Ngay sau đó yêu ma bất động. Dương Nghị Vân nội tâm giống to, hoa sen đen trợ ta một tay lực. Dứt lời lúc sau Dương Nghị Vân nguyên thần xuất khiếu, vèo một chút ra tới, tiến vào yêu ma giữa mày. Hắn biết yêu ma cường đại nhất căn bản không phải thân thể là đoạt xá nhi tử, yêu ma lớn nhất dựa vào chính là yêu ma chi hồn. Mà nhi tử nguyên thần, tất nhiên cũng tại ý thức trong biển, bị yêu ma giam cầm ở nơi nào đó. Dương Nghị Vân tưởng chính là, tiến vào nhi tử ý thức hải, đem yêu ma nguyên thần cấp đánh tan, lại vô dụng đem yêu ma nguyên thần đuổi ra nhi tử ý thức hải, như thế là có thể giải cứu nhi tử. Cho nên hắn lần này nguyên thần xuất khiếu, cũng là liều mạng. Bởi vì giờ phút này nhi tử ý thức hải là yêu ma nguyên thần chiếm cứ chủ đạo, một khi đi vào, tương đương là tới rồi yêu ma sân nhà, phi thường nguy hiểm. Nhưng là, Dương Nghị Vân cũng không phải không chuẩn bị, hắn đầu tiên dùng định thân thuật cùng thủy chi căn nguyên lực lượng định trụ nhi tử thân thể hoặc là nói yêu ma thân thể đi. Tiếp theo lấy kỳ lân chi hồn lực khai đạo, lại làm hoa sen đen cho hắn nguyên thần thêm vào lực lượng, gia tăng rồi nguyên thần chi lực, như thế mới tiến vào nhi tử ý thức hải. Cũng coi như là làm hoàn toàn chuẩn bị. Nhưng hết thảy đều tồn tại biến số, này cũng là sinh tử khó liệu. Bất quá đây là cứu nhi tử duy nhất biện pháp, hắn không có lựa chọn nào khác. Cho dù chết, cũng muốn bác một phen. Oanh! Ngay sau đó Dương Nghị Vân nguyên thần xuất khiếu theo nhi tử giữa mày đi vào, xuất hiện ở ý thức hải. Giờ phút này kỳ lân chi hồn ánh sáng tím đại tác phẩm, đang ở cùng một đầu lang thân người đầu quái vật giằng co. Dương Nghị Vân biết đây là yêu ma nguyên thần bổn bộ mặt. Hắn vừa tiến đến liền cảm thấy yêu khí cùng ma khí ngập trời, làm hắn nguyên thần đều có chút không xong. Không có thời gian nghĩ nhiều, trực tiếp vọt đi lên, ý niệm sử dụng kỳ lân chi hồn, ánh sáng tím đại tác phẩm, hắn một càng mà đi cùng kỳ lân chi hồn lực tương dung. Ngay sau đó hóa thành kỳ lân. Ngao! Nguyên thần có thể biến ảo vạn vật, dung hợp kỳ lân chi hồn lực, trở thành kỳ lân hình thái. Đây cũng là Dương Nghị Vân không nghĩ tới. Không nghĩ tới hắn nguyên thần cùng kỳ lân chi hồn lực chạm vào nhau tương dung sau, có thể hóa thành kỳ lân trạng thái. Hắn cảm giác chính mình hiện tại chính là một đầu thật lớn kỳ lân. Cùng yêu ma nguyên thần không phân cao thấp. Giống giận chung Dương Nghị Vân nhào tới, nguyên thần đối nguyên thần bằng nguyên thủy chém giết cắn xé tiến công. Hừ, tiểu tử tìm chết. Yêu ma nguyên thần tuy rằng ở mắng nhưng lại hiếm thấy xuất hiện hoảng loạn. A. Dương Nghị Vân kỳ lân trạng thái hạ nguyên thần cơ hồ là không muốn sống chém giết. Trên người bị yêu ma nguyên thần bắt một kích, làm hắn nguyên thần run rẩy, nhưng hắn cũng nảy sinh ác độc, nhìn chuẩn cơ hội một ngụm nghẹn ngào yêu ma một khối to thịt, không đúng, là một khối to nguyên thần. Làm yêu ma phát ra hét thảm một tiếng. Ngao! Ô! Nguyên thần đối nguyên thần chém giết thảm thiết bắt đầu. Tại ý thức hải kinh thiên động địa. Dương Nghị Vân không muốn sống chém giết dưới. Ngược lại làm yêu ma nguyên thần kế tiếp bại lui lên. Giờ phút này Dương Nghị Vân hoàn toàn chính là kẻ điên. Không quan tâm một lòng chỉ nghĩ đem yêu ma nguyên thần xé thành dập nát, đương nhiên chính hắn cũng là vết thương chồng chất, nhưng hắn chút nào không để bụng. Dừng tay, đáng chết tiểu tử. Yêu ma ở hoảng loạn chung mở miệng, tràn ngập bất đắc dĩ. Khả năng cũng là không nghĩ tới, Dương Nghị Vân sẽ có tuyệt địa phản kích năng lực đi. Dương Nghị Vân lúc này hận không thể một chút có thể làm yêu ma hồn phi phách tán, sao có thể sẽ dừng tay. Hắn nguyên thần hóa thành kỳ lân trạng thái lúc sau, hung mãnh vô cùng, hơn nữa có hoa sen đen lực lượng hiệp trợ, điên cuồng công kích dưới, làm yêu ma chiêu giáo không được kêu đình. Càng là như thế Dương Nghị Vân tiến công liền càng là hung mãnh vô cùng. Một hồi công kích xuống dưới, làm yêu ma nguyên thần vết thương chồng chất. Nếu như thế ngươi nhi tử cũng đừng nghĩ sống. Yêu ma kêu đình không dùng được đột nhiên tới như vậy một câu. Nghe vào Dương Nghị Vân trong tai trong lòng không khỏi có loại không tốt cảm giác. Quả nhiên ngay sau đó ý thức hải bên kia quang mang lập lòe dựng lên, đồng thời cùng với thê thảm tiếng kêu. A,
Dương Nghị Vân cả người đều bắt đầu run lên. Thanh âm này là nhi tử tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu nhìn lại thời điểm, lại là nhìn đến, một cái huyết sắc thật lớn hình cầu chung, đúng là tiểu nhi tử Dương Nguyên Thanh thần hồn bị nhốt ở bên trong, nhìn qua toàn thân đều đang run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Giờ khắc này Dương Nghị Vân nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên nghĩ nhi tử Nguyên Thần nhào tới. Cạc cạc cạc, đáng chết tiểu tử, tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không bổn tọa chỉ cần nhất niệm chi gian là có thể làm ngươi nhi tử Nguyên Thần hôi phi yên diệt. Lúc này yêu ma đồng dạng là toàn thân run rẩy bộ dáng, âm chắc chắc cười ra tiếng, hắn cũng bị Dương Nghị Vân thương không nhẹ, nhưng lại là tế ra Dương Nguyên Thanh Nguyên Thần cái này đòn sát thủ đối phó Dương Nghị Vân. Mà thứ giờ phút này quả nhiên là nắm Dương Nghị Vân mệnh môn. Sắp muốn phát hục nhi tử Nguyên Thần bên người Dương Nghị Vân, nghe được yêu ma nói chuyện, không thể không dừng lại, hắn không dám đánh cuộc. Cũng tin tưởng bực này yêu ma có thủ đoạn làm nhi tử hồn phi phách tán. Ai chung quy vẫn là thất bại. Dương Nghị Vân trong lòng thở dài, hai lần chém giết, một lần nhằm vào yêu ma thực chất hóa chiến đấu, một lần thần hồn chém giết, kết quả là vẫn là thất bại. Bất quá không phải hắn không phản kích thực lực, mà là mệnh môn đều bị yêu ma niết ở trong tay, hắn không có biện pháp. Nhi tử Nguyên Thần bị đối phương khống chế được, hắn chỉ có thể ném chuột sợ vỡ đồ. Liền tính là vây khốn yêu ma thân thể, cũng vẫn là không làm nên chuyện gì. Vốn định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vọt vào ý thức hải xử lý yêu ma chi hồn, ai biết nhân ra một ý niệm khiến cho nhi tử Dương Nguyên Thanh xuất hiện, kêu thảm thiết lên. Giờ khắc này Dương Nghị Vân thật sự là tràn ngập cảm giác vô lực. Cút đi, ngoan ngoãn cởi bỏ bổn ngồi thân thể. Oanh! Một cổ mạnh mẽ mà đến trực tiếp quất đánh ở Dương Nghị Vân Nguyên Thần thượng, nháy mắt làm Dương Nghị Vân Nguyên Thần rời khỏi nhi tử ý thức hải. Hắn không phải không thấy được yêu ma công kích, cũng không phải không năng lực hóa giải, mà là không thể động, hắn sợ nhi tử bị đối phương nhất niệm chi gian hồn phi phách tán. Tùy ý yêu ma một kích quất đánh ở Nguyên Thần thượng, ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi một kích Nguyên Thần lui đi ra ngoài. Nếu là không có nhìn đến nhi tử Dương Nguyên Thanh Nguyên Thần thảm thiết bộ dáng, có lẽ Dương Nghị Vân sẽ phản kích, nhưng hắn cố tình thấy được nhi tử bị nhốt ở huyết sắc hình cầu chung kia đau đớn muốn chết bộ dáng. Chung quy hắn trong nháy mắt nhục trí. Hắn là Vân Môn Tiên Cảnh chi chủ, càng là một cái phụ thân. Vân Môn Tiên Cảnh rời đi hắn cái này thánh chủ, làm theo có thể vận chuyển, bởi vì đã trở thành tu chân giới đệ nhất thế lực. Còn hắn Dương Nguyên Thanh thế gian liền một cái. Năm đó ở châu Âu, cùng Đại Ma Tôn chi chiến, Liễu Lanh canh chết, đến nay là hắn sâu trong nội tâm một cây thứ. Đối thân nhân tử vong, Dương Nghị Vân có bóng ma. Hắn không nghĩ ở mất đi một cái nhi tử. Chẳng sợ chết chính là chính hắn. Dương Nghị Vân lâm vào lưỡng nan chung. Cho nên hắn từ bỏ phản kháng, bị yêu ma đòn nghiêm trọng Nguyên Thần. Ngay sau đó Nguyên Thần bị thương nặng về khiếu, Dương Nghị Vân mở hai mắt, khóe miệng lưu trữ vết máu. Nhìn trước mặt bị hắn định phía sau, dùng thủy chi căn nguyên đóng băng thành một tôn khắc băng yêu ma, hai mắt đỏ bừng. Vung tay lên đem yêu ma giải phong. Hắn biết nếu yêu ma chết, nhi tử Dương Nguyên Thanh cũng sống không được. Lúc này Dương Nghị Vân trong lòng nửa trăm hụt hẫng. Ha ha! Yêu ma trợn mắt, ha ha mà cười, phi thường yêu tà. Ngay sau đó một cái đối phương một đấm xuất ra đánh, hơn nữa nghiền ngẫm cười nói, không nghĩ làm ngươi nhi tử chịu thống khổ. Liền cấp bổn tọa ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Oanh! Phốc! Dương Nghị Vân ngạnh sinh sinh ai một quyền, hộc máu bay ngược đi ra ngoài. Làm tiểu tử ngươi không nghe lời. Ầm ầm ầm, ha ha ha. Một trận tay đấm chân đá, mang theo xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Yêu ma cuồng tiếu đối Dương Nghị Vân thực thi nhất hung mãnh trả thù, mỗi một kích đều tại hạ tử thủ, ba lượng hạ liền tưởng Dương Nghị Vân cấp đánh cho tàn phế, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Trong miệng hộc máu không ngừng. Yêu ma rốt cuộc dừng tay, đi bước một đi đến Dương Nghị Vân bên người. Dương Nghị Vân trong mắt thấy được yêu ma mang theo đắc ý vô cùng ý cười ấn nhập hắn mơ hồ trong tầm mắt. Hắn chỉ còn lại có nửa khẩu khí. Hắn từ bỏ. Cầu, người buông tha ta, con ta. Dương Nghị Vân đứt quãng nói ra một câu cầu xin nói, cứ việc hắn biết nói tương đương nói vô ích, yêu ma sẽ không bỏ qua hắn phụ tử, nhưng như cũ ở ngồi một cái phụ thân nên làm sự. Cạc cạc cạc, rốt cuộc khẩn cầu bổn tọa. Oanh! Nói chuyện chung oanh một tiếng, yêu ma một chân dẫm lên Dương Nghị Vân ngực thượng, răng rắc một tiếng hắn đường đường ngực hoàn toàn sụp đổ. Phốc! Dương Nghị Vân hộc ra một mồm to vết máu, theo bản năng đôi tay ôm ở yêu ma trên đùi,
muốn đi dọn khai đối phương chân, nhưng chung quy không làm nên chuyện gì. Hắc hắc, hiện tại cầu bổn tọa, chậm, bổn tọa chơi đủ rồi, đưa ngươi lên đường. Dứt lời bên trong, yêu ma giơ tay, ma khí đại tác phẩm, đối với Dương Nghị Vân đầu một chưởng chụp xuống dưới. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân, đột nhiên tự nói, nhi tử thực xin lỗi, vi phu cứu không được ngươi, vậy hoàng tuyển chi lộ làm bạn ngươi. Hoa sen đen làm ơn. A, à, Dương Nghị Vân thét dài một tiếng, ở yêu ma một chưởng chụp được hết sức, hắn mạnh mẽ đem chính mình ý thức hải hoa sen đen muốn đuổi đi ra tới, rồi sau đó hắn tưởng chính là tự bảo. Cùng yêu ma đồng quy vu tận. Cường đại nguyên thần oanh một chút thiêu đốt dựng lên. Ong! Một đóa hoa sen đen từ trong thân thể hắn phiêu ra tới. Giờ khắc này Dương Nghị Vân thiêu đốt nguyên thần, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí nhập thể. So với hắn tu vi đột phá tu luyện hấp thu linh khí tốc độ đều phải nhanh hơn trăm ngàn lần. Đây đúng là tu sĩ tự bạo thời điểm dấu hiệu. Yêu ma đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hắn tự nhiên minh bạch Dương Nghị Vân muốn làm gì, hắn muốn tự bạo. Kẻ điên! Yêu ma rốt cuộc sợ hãi, Dương Nghị Vân trên người giờ phút này phát ra cường đại hơi thở, làm hắn cảm thấy uy hát yêu ta. Tuy rằng hắn là ma giới đại ma đầu, nhưng lại cũng là bị người trấn áp vô số năm ma hồn, tu vi xa xa không có khôi phục. Nếu là Dương Nghị Vân tự bạo, hắn cũng sẽ xong đời. Vội vàng tưởng lui, nhưng lại một chân còn ở Dương Nghị Vân ngực thượng, gắt gao bị Dương Nghị Vân ôm căn bản chịu thoát không khai. Lúc này yêu ma không có thời gian đi tránh thoát Dương Nghị Vân, mắng một tiếng, vèo một chút nguyên thần ly thể mà ra. Lại là rốt cuộc từ Dương Nguyên Thanh trong thân thể chạy thoát đi ra ngoài. Hoa sen đen. Dương Nghị Vân bỗng nhiên đem ôm một chân Dương Nguyên Thanh dùng một chút lực đẩy hướng về phía hoa sen đen. Vừa mới hắn làm ra thiêu đốt nguyên thần tự bạo hết sức, ở đem hoa sen đen mạnh mẽ bước ra ý thức hải hết sức, liền đối hoa sen đen truyền âm, làm hoa sen đen vô luận như thế nào bảo toàn nhi tử. Kết quả này kỳ thật cũng là ở hắn tính kế chung. Hắn trước sau hai lần thất bại đều không có đem nhi tử trong cơ thể yêu ma chi hồn đuổi ra tới, liền biết tầm thường đánh nhau phương pháp không được. Cho nên chịu đựng bị yêu ma hết giận đánh cái chết khiếp, ở cuối cùng một khắc thiêu đốt nguyên thần tự bạo. Hắn đánh cuộc một phen, đánh cuộc hắn tự bạo thời điểm, yêu ma tích mệnh sẽ ở cuối cùng thời điểm từ nhi tử thân thể chung thoát đi. Cái này hắn quả nhiên đánh cuộc chính xác. Yêu ma quả nhiên từ nhi tử trong cơ thể chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng lúc này hắn tự bạo đã bắt đầu, đình chỉ không xuống dưới, không có đường lui, chỉ có đường chết. Chính hắn tình huống như thế nào hắn biết rõ, một khi tự bạo, không phải là nhỏ, cho nên truyền âm cấp hoa sen đen, làm hoa sen đen bảo hộ nhi tử Dương Nguyên Thanh. Hắn tự bạo dưới, trước mắt cũng chỉ có hoa sen đen có thể bảo hộ nhi tử không bị hắn tự bạo lan đến. Ngay lập tức chi gian đem nhi tử Dương Nguyên Thanh thân thể đẩy hướng về phía một bên hoa sen đen. Ngay sau đó hoa sen đen ô làm vinh dự làm, ở đài sen trong vòng xuất hiện hắc y nữ tử, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, đồng thời duỗi ra tay đem hôn mê chung Dương Nguyên Thanh tiếp được. Ngay sau đó hoa sen kết hợp, hoa sen đen nữ tử hoặc là nói hoa sen đen chi linh cùng Dương Nguyên Thanh thân thể đều biến mất không thấy. Dương Nghị Vân thấy như vậy một màn, khóe miệng rốt cuộc có ý cười. Hắn biết nhi tử rốt cuộc được cứu vớt. Nhưng mà cũng liền tại đây một khắc, Dương Nghị Vân trong cơ thể cảm nhận được lịch lực lượng đạt tới đỉnh, hắn biết tự bạo khởi động, hắn áp chế không được trong cơ thể lực lượng. A! À, trong cơ thể cuồng bạo đến vô pháp tưởng tượng lực lượng dưới áp lực, Dương Nghị Vân thét dài một tiếng, trong lòng nói, cứ như vậy kết thúc đi. Rõ ràng cảm thụ hắn thân thể mỗi một tấc bắt đầu có vết rách. Hắn biết chính mình muốn chết, hồn phi phách tán. Khá vậy ở thời điểm này, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, rộng mở cảm nhận được, cánh tay trái chấn động, một cổ dòng nước ấm ngay lập tức truyền khắp toàn thân trong ngoài, một cổ hắn chưa bao giờ có cảm thụ quá lực lượng đem hắn bao vây lên. Đồng thời trong cơ thể cảm giác muốn nổ mạnh kia cổ áp lực, cư nhiên ở thời điểm này ngay lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Càn khôn hồ, Dương Nghị Vân một chút sửng sốt. Nguyên bản cho rằng sẽ là bức tử kết cục, lại là không nghĩ tới ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Cứ nhiên quanh co, trong cơ thể muốn bùng nổ tự bạo lực lượng giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Mà trên cánh tay trái truyền đến bao vây hắn toàn thân trong ngoài dòng nước ấm, làm Dương Nghị Vân một chút nghĩ tới là càn khôn hồ. Phía trước hắn kỳ thật đều không có trông cậy vào quá càn khôn hồ, bởi vì lão nhân ở thời điểm, càn khôn hồ có lẽ còn có thể có điểm tác dụng, lão nhân rời khỏi sau, liền càng không cần phải nói. Hắn căn bản liền không trông cậy vào,
Càn Khôn Hồ có thể giúp đỡ. Liền tính là biết Càn Khôn Hồ có cường đại năng lực, Dương Nghị Vân cũng không biết như thế nào đi sử dụng. Cho tới nay Càn Khôn Hồ nội liền không có xuất hiện quá cái gì cùng loại khí linh tồn tại. Cho nên Dương Nghị Vân đối Càn Khôn Hồ căn bản là không hiểu biết. Hơn nữa gần vài trong vòng trăm năm, Càn Khôn Hồ không còn có hấp thu quá cái gì ngoại giới lực lượng, hoặc là nói không có thăng hoa quá. Đối này Dương Nghị Vân cùng yêu ma chém giết liền không trông cậy vào Càn Khôn Hồ, cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng là lúc này, hắn lại là một chút ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới cuối cùng tới rồi tự bạo bên cạnh, liền tưởng là một viên lựu đạn kéo ra hoàn ngay lập tức nổ mạnh hết sức, Càn Khôn Hồ có động tĩnh. Trong cơ thể cường đại đến áp không được lực lượng, bỗng nhiên biến mất không còn một mảnh. Thật sự là liễu ánh hoa tươi lại một thôn. Dương Nghị Vân phản ứng lại đây giữa lưng trung đại hỉ. Giờ phút này, Dương Nghị Vân cảm nhận được toàn thân trong ngoài như là tắm mình dưới ánh mặt trời giống nhau ấm áp, có dòng khí ở mỗi một tấc cơ bắp lưu chuyển. Nguyên bản tan vỡ thân thể tại đây cổ ấm áp lực lượng hạ nhanh chóng chữa trị. Kỳ thật ở Dương Nghị Vân thiêu đốt nguyên thần dẫn động tự bạo một khắc khởi, trong thân thể hắn từ thân thể đến nguyên thần cũng đã đạt tới một cái cực kỳ không song nông nỗi. Nguyên thần tự thiêu, thân thể kinh mạch bị cường đại lực lượng đánh sâu vào đứt từng khúc, đan điền đều ở vào tan vỡ chung. Ở chính hắn xem ra cơ hồ chính là thần tiên khó liền trạng thái. Nhưng lúc này từ Càn Khôn Hồ chung ra tới lực lượng, quả thực chính là dầu cao vạn kim giống nhau tồn tại, trong thân thể trong ngoài ngoại đều tại đây cổ ấm áp lực lượng hạ bắt đầu nhanh chóng chữa trị, bao gồm nguyên thần. Há có thể không cho Dương Nghị Vân cảm thấy kinh hỉ. Từ ngoài nhìn vào, hắn toàn thân kim quang vạn trược, bị bao vây lấy. Giờ khắc này hắn mới biết được Càn Khôn Hồ thật sự như lão nhân lời nói, thần bí không thể nói. Lão nhân từng nay rời đi thời điểm nói qua, chờ hắn rời khỏi sau có lẽ Càn Khôn Hồ sẽ có biến lời nói, Dương Nghị Vân vẫn luôn chờ Càn Khôn Hồ phát sinh biến hóa. Nhưng mà lão nhân rời đi hơn 200 năm, Càn Khôn Hồ trước sau bình tĩnh vô cùng. Dương Nghị Vân vẫn luôn đều đem Càn Khôn Hồ trở thành là một cái tương đối cao cấp chứa đựng không gian. Hiện tại hắn biết Càn Khôn Hồ chân chính một mặt triển lộ ra tới. Chỉ cần có thể đem hắn từ tự bạo chung cứu tới, cũng đã chứng minh rồi Càn Khôn Hồ bất phàm. Này cũng không phải là tầm thường chí bảo có thể có được năng lực. Cơ hồ khoảnh khắc chi gian Dương Nghị Vân liền phát hiện chính mình trong cơ thể ngoại đều khôi phục. Nguyên thần cùng thân thể đạt tới phía trước đỉnh trạng thái. Thậm chí còn hắn thiêu đốt tinh huyết thi triển thiên cơ đại trận lưu lại tai họa ngầm cũng đều tại đây một khắc giải quyết. Rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng cư nhiên như thế nghiêu ích. Dương Nghị Vân nội tâm kinh hoàng. Khá vậy liền vào giờ phút này hắn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó lại là bốn phía hoàn cảnh biến đổi lớn. Mọi nơi vừa thấy cư nhiên xuất hiện ở Càn Khôn Hồ không gian. Hơn nữa gần là hình thái ý thức, không phải thân thể xuất hiện ở Càn Khôn Hồ. Buồn bực hết sức Càn Khôn Hồ không gian lại là vang lên một cái lười biếng thanh âm, có vài phần thanh thúy, cũng có vài phần tang thương, tương tự một cái ở vào thời kỳ vỡ giọng thiếu niên thanh âm, thần đạo người thừa kế, hoan nghênh người đã đến. Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Theo bản năng Dương Nghị Vân mọi nơi quan khán, mọi nơi tìm kiếm, nhưng Càn Khôn Hồ không gian vì cái gì đều không có nhìn đến. Đừng tìm, ta chính là Càn Khôn Hồ, không chỗ không ở. Giờ phút này thanh âm này tái khởi, người thả tới. Dứt lời hết sức không hề dấu hiệu, Dương Nghị Vân trước người xuất hiện một cái kim quang đại đạo. Như là có ma lực giống nhau, Dương Nghị Vân không tự chủ được bước lên này kim quang đại đạo. Đương Dương Nghị Vân hai chân bước lên đi lúc sau, xoát một chút, cảnh tượng lần thứ hai biến hóa. Hắn lại là xuất hiện ở một mảnh hư không, có các loại dòng khí tồn tại, như là sương mù, cũng tương tự cuốn vân, bốn phía một mảnh mơ hồ. Thấy không rõ rốt cuộc là cái gì hoàn cảnh, hoàn toàn chính là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Liền ở ngây người hết sức, trong tầm mắt cuồn cuộn hỗn độn chi khí lui tán hai sườn, lúc này Dương Nghị Vân mới phát hiện chính mình tựa hồ ở vào một cái cung điện trong vòng. Chưa từng có kiến thức quá cung điện, rất quái dị, nói hữu hình đi, bốn phía một mảnh mông mù hỗn độn cảnh tượng, nói vô hình đi, dưới chân dẫm lên một cái cổ xưa khắc văn thạch tài. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân trong óc toát ra tới một câu Càn Khôn Thần Điện. Nơi này chính là một tòa thần điện, tên là Càn Khôn Thần Điện. Ngay sau đó hắn thực hiện chung xuất hiện một đen một trắng đan chéo vầng sáng, Dương Nghị Vân nhìn lại thấy là một đoàn khí thể, một cái dưa hấu cười to viên cầu, một nửa hắc một nửa bạch. Mà kỳ lạ một chút là,
cái này hình cầu phát ra quang mang ánh mắt lại là phi thường nhiều, có 9 loại nhiều. Rõ ràng là hắc bạch hình cầu, nhưng lại tản ra 9 loại sắc thái vầng sáng. Đi tới. Một tiếng không ôn không hỏa thanh âm lại lần nữa vang lên. Đúng là từ cái này hắc bạch hình cầu trung truyền đến. Cái này Dương Nghị Vân xác định, nghi muộn hỏi, là ngươi đang nói chuyện. Hắn chỉ chính là hắc bạch hình cầu. Là, ta là Càn Khôn Hồ Chi Linh, cũng là Càn Khôn Hồ, có phải hay không thấy bản thể của ta có chút quen mắt? Hắc bạch hình cầu hỏi. Dương Nghị Vân vốn dĩ không nghĩ nhiều, nhưng là này mà một lát nghe thanh âm này như vậy vừa nói, thật đúng là có loại quen mắt cảm giác. Một cái hình cầu hắc bạch chủ đề, phát ra một vòng vầng sáng lại thành 9 loại sắc thái. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cả người run lên, hắn nghĩ tới, cái này hình cầu cùng chính mình trong cơ thể tình huống hoàn toàn tương phù hợp. Trong thân thể hắn có hai đại mệnh tinh, chính là hắc bạch chi sắc, đây là tu luyện chủ thể, mà ở hắn hai đại mệnh tinh bốn phía lại là 9 đại phụ tinh, vừa lúc là 9 loại nhan sắc. Hai đại mệnh tinh đài thái âm cùng thái dương chính là hắc bạch chi sắc. Trách không được quen mắt. Này, ngươi! Dương Nghị Vân muốn hỏi rất nhiều vấn đề, trong lúc nhất thời lại không biết từ đâu hỏi. Giờ phút này lại nghe hình cầu chung lại lần nữa nói chuyện nói, Càn Khôn Hồ hoặc là nói là ta, chỉ có thể nói là chủ nhân sáng tạo ra tới chí bảo, lại hoặc là nói, ta chỉ là giúp đỡ lão chủ nhân tìm kiếm truyền nhân khí cụ, mà ngươi còn lại là ta tuyển định thần đạo truyền nhân. Ngươi, từ từ, ta như thế nào nghe không rõ? Dương Nghị Vân đánh gãy đối phương nói chuyện, đích xác hắn có chút hồ đồ. Ngươi cũng không cần quá minh bạch, nói như thế, sáng tạo ra ta chủ nhân, chính là cái này thế gian tối cao tồn tại, ngươi vô pháp tưởng tượng. Vũ nội có thiên địa người tam giới, thiên giới xưng là thần giới, là nhân giới địa giới vô số sinh linh tu luyện chi đạo trung quy đến thánh thần đại giới, nhiên thần giới diễn biến đã vi phạm đại đạo vận chuyển, lâu dài đi xuống thần giới đem loạn, tam giới so hủy. Có người sát không tam giới, không cho địa giới phi thăng thượng thần giới, đến thánh thần. Đây là bất hòa vũ trụ quy luật, không phù hợp đại đạo vận chuyển ác liệt hiện tượng. Như thế dưới tình huống, cần phải có người đi đánh vỡ loại này quy luật, làm tu luyện chi đạo vận chuyển bình thường, làm hạ giới sinh linh tu sĩ đến thánh thần, khôi phục thiên đạo bình thường. Nếu không tệ đoan tích lũy dưới, tam giới chắc chắn hủy diệt, nhưng lâu dài tới nay không ai có thể đánh vỡ mỗ sau quy luật, tiên giới phi thăng thánh giới có thật lớn hạn chế, thậm chí còn mỗ người sau thao tác dưới. Làm thế gian sinh linh người cho rằng tiên giới chính là trung cực, liền bất hủ trường sinh tiên đạo. Không nghĩ tới chân chính tiên giới, hạ giới sinh linh rất ít đều có người biết được, thần quyền độc đoán, vũ trụ vận chuyển đã tới rồi nghịch chuyển chung, cứ thế mãi tất nhiên tan vỡ. Lão chủ nhân biết trước tới rồi ngày này, cho nên ngươi trở thành xé trời người, cũng là thiên tuyển chi nhân, đương nhiên ngươi không phải cái thứ nhất, ở ngươi phía trước, ta lựa chọn người như cũ có 8 người. Mà ngươi là thứ 9 người, cũng sẽ là cuối cùng một người. Nếu ngươi ở thất bại, nhân giới địa giới, cũng chính là tu chân giới cùng tiên giới, ngày sau đem không ai có thể tiến vào thiên giới mà vũ trụ cũng đem quay về hỗn độc, đại kiếp nạn dưới, về linh khởi động lại. Lão chủ nhân xem như cấp tam giới sinh linh để lại một cái lộ, có thể hay không đi ra ngoài, liền xem ngươi. Ngươi tu luyện Càn Khôn Tạo Hóa Công, chính là lão chủ nhân lưu lại công pháp. Hiện tại ngươi sắp tiến vào đệ nhị giai đoạn tạo hóa tu luyện. Dung hợp Càn Khôn căn nguyên, sẽ cùng đan điền hai đại mệnh tinh 9 đại phụ tinh hợp nhất, từ nay về sau bước vào tu thần chi đạo, người khác tu tiên, ngươi tu thần, đồng dạng ở tiên giới, ngươi chính là xé trời người. Hôm nay phá rồi mới lập, ngươi lựa chọn diệt vong chính mình thành tựu ngươi nhi tử, lấy chết chi đạo là mà sống, tu luyện đến nay xem như thông qua khảo nghiệm, kế tiếp đem truyền cho ngươi chân chính thần đạo, thả tự giải quyết cho tốt. Nhớ kỹ, Càn Khôn Hồ có một ít đồ vật, sẽ theo ngươi tu vi mà mở ra, mà ngươi nếu là ở vạn năm lúc sau, không thể xé trời, cũng chắc chắn tiêu tán với thiên địa. Mặt khác ngươi trong lòng chấp niệm người, u minh chi giới, đó là yêu cầu ngươi có được xé trời khả năng, mới có thể đi trước địa phương, cho nên thả nỗ lực lên. Càn Khôn thần đạo, dung hợp mở ra truyền thừa. Dương Nghị Vân nghe xong rất nhiều, đều không có tiêu hóa hết sức, cuối cùng một câu dung hợp truyền thừa dứt lời. Hắn liền thấy được hắc bạch hình cầu bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt quang mang, mà hắn còn lại là cảm nhận được một cổ hủy thiên diệt địa chi lực cuốn tịch mà đến, ý thức trở về, nhưng lại trong cơ thể bị cường đại vô thượng lực lượng tràn ngập. Muốn ra tiếng kêu to, lại cũng là phát không ra thanh âm tới. Hắn nguyên thần ý thức cảm giác biến hình, trong cơ thể càng là có tiếng sấm ở ầm vang. Nhưng hắn lại có thể thấy rõ tích cảm nhận được,
chính mình đan điền trong vòng âm dương mệnh tinh, chín đại phụ tinh, đều là ngoại lực vọt đi vào, theo sau cư nhiên ầm ầm ầm. Lần lượt rách nát mở ra. Không gì sánh kịp thống khổ gồm thâu hắn linh hồn cùng thân thể, nhưng lại chính là không động đậy kêu không ra. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn đến hắn đan điền trong vòng hai đại mệnh tinh cùng chín đại phụ tinh cư nhiên ở tan vỡ lúc sau, ở ngũ hành lực lượng lôi kéo hạ, lần thứ hai dung hợp, hoàn toàn hóa thành nhất thể. Cuối cùng hình thái cư nhiên chính là càn khôn hình cầu. Một nửa hắc một nửa bạch, một vòng vầng sáng phát ra chín loại sắc thái, giống nhau như đúc. Hắn biết đây là càn khôn hồ chi linh, sở giảng dung hợp đi. Đau đớn từ từ biến mất, rốt cuộc khôi phục chi giác ý thức. Ngay sau đó hắn trong óc xuất hiện một cổ tin tức. Càn khôn tạo hóa chi xé trời quyết. Đây là dung hợp lúc sau, chân chính thần đạo tu luyện công pháp. Dựa theo càn khôn hồ chi linh lời nói, hắn trước kia tu luyện thậm chí tu luyện đến nay, cũng đều là ở khảo nghiệm. Hôm nay xem như mới được đến chân chính truyền thừa. Thần đạo truyền thừa công pháp. Từ nay về sau người khác tu tiên đạo hắn còn lại là tu thần đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 150.